mà Cù Vận Bạch trước mắt nhìn qua là biết mới được đàn ông làm dịu, mặc dù từ quần áo đến kiểu tóc không thấy mánh khóe gì nhưng Cù Vận Bạch nhìn ra được ngay. Kiều Huy thực ra khá đồng tình với Cù Vận Bạch, cô sao lại thích nghiệt chướng Triệu Quốc Đống này chứ? Như Phật gia mà nói thì Triệu Quốc Đống chính là nghiệt chướng của phụ nữ. Qua đường hay tình một đêm thì thôi, nhưng Cù Vận Bạch cũng là người phụ nữ gần 40 tuổi, có tiếng là khôn khéo ở tập đoàn vậy mà còn sinh con cho Triệu Quốc Đống. Thời này làm gì cũng có thể nhưng nếu như để người phụ nữ sinh con lại là một vấn đề. Cù Vận Bạch không phải loại phụ nữ ham hư vinh, tham tiền tài, một người phụ nữ từng này tuổi cắn răng sinh con cho anh, vậy phải có quyết tâm và tình yêu lớn đến đâu. Thân phận của Triệu Quốc Đống quyết định hắn và Cù Vận Bạch không bao giờ có thể công khai, duy trì tình huống như thế này có lẽ là cục diện tốt đẹp nhất. Đối với việc này Kiều Huy cũng bất lực, chuyện của hai người đúng là khó nói rõ. Từng có rất nhiều người theo đuổi Cù Vận Bạch, thậm chí sau khi Cù Vận Bạch sinh con vẫn có không ít người theo đuổi cô, trong đó không thiếu người xuất sắc nhưng Cù Vận Bạch đều lễ phép hoặc rất kiên quyết từ chối. Ồ, Huy ca cũng thích theo mốt à? Nếu theo trào lưu thì phải uống trà phổ nhị, sao không nói để tôi chuẩn bị thay anh? Triệu Quốc Đống và Kiều Huy đã khá lâu không gặp, vừa gặp là ôm sau đó tách ra. Nhìn thấy mấy thứ trên bàn hắn không nhịn được trêu chọc Kiều Huy. Đừng nói mồm. Nếu thật sự cậu nhớ đến Huy ca thì tôi ở chân trời góc biển chú cũng phải chuẩn bị để đưa tôi. Kiều Huy cười cười chế nhạo Triệu Quốc Đống. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không gọi, cậu còn có thể nhớ được Huy ca sao? Ngay cả Tiểu Cù cũng không mấy khi gặp được cậu, cậu bây giờ là quý nhân khó có thể ra khỏi Điền Nam nửa bước. Có phải là thấy thích làm vua ở Điền Nam không? Điền Nam có khí hậu rất thích hợp, Huy ca và Vận Bạch nếu có thời gian thì tới Điền Nam nghỉ ngơi đảm bảo sẽ hồi phục hoàn toàn. Rời đi sẽ thấy cảm giác khác hẳn. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi ở Điền Nam hơn nửa năm thấy đúng là được. Cù Vận Bạch chỉ cười không nói mà nhìn Triệu Quốc Đống đấu khẩu với Kiều Huy. Hai người này mỗi lần gặp đều như vậy, cũng chỉ có cô và Dương Thiên Bồi mới hiểu được tình cảm của bọn họ. Tiểu Bạch, không mang Thanh Đào về cùng ư, không để Quốc Đống gặp sao. Lúc có ba người nên Kiều Huy không quá e ngại việc này. Mặt Cù Vận Bạch hơi nóng lên. Mặc dù Dương Thiên Bồi và Kiều Huy sớm biết Thanh Đào là con của cô và Triệu Quốc Đống nhưng mọi người đều giữ trong lòng chưa bao giờ chính thức đề cập tới vấn đề này. Cô không biết Kiều Huy, Dương Thiên Bồi có nói chuyện này với Triệu Quốc Đống không nhưng mọi người đều cố ý tránh né chuyện này. Triệu Quốc Đống thật ra khá phóng khoáng. Huy ca, Thanh Đào là con của em và Vận Bạch nhưng nó là của Vận Bạch. Em nghĩ Thanh Đào nên ở bên Vận Bạch là tốt nhất. Trước khi Thanh Đào lớn. Em không muốn bất cứ vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó. Kiều Huy nhìn thoáng qua Cù Vận Bạch đang im lặng, y biết có lẽ hai người đã trao đổi nên gật đầu nói. Ừ, chuyện hai người thì có thể tự giải quyết là tốt, không nên vì vấn đề của mình mà ảnh hưởng đến con cái. Cảm ơn Huy ca, tôi và Vận Bạch sớm đã nói chuyện nhiều lần về vấn đề này, trạng thái bây giờ là tốt nhất, không nên dễ dàng thay đổi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Chúng tôi cảm thấy đợi Thanh Đào lớn lên, có thể thừa nhận được thực tế thì mới nói. Quyển 17, chương 118. Bỏ qua vấn đề hơi xấu hổ này, không khí cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ý tốt của Kiều Huy thì Triệu Quốc Đống hiểu. Làm bạn, Kiều Huy có trách nhiệm và nghĩa vụ nhắc mình, đây mới là biểu hiện của tình bạn chân chính. Triệu Quốc Đống không quá muốn quan tâm tình hình phát triển cụ thể của tập đoàn Thiên Phu. Theo hắn thấy dần dần tránh khỏi những quyết định của Thiên Phu và Thương Lãng là hành vi sáng suốt nhất của mình, như vậy có thể không bị nhân tố này làm phức tạp để chuyên tâm làm việc của mình. Chẳng qua muốn hoàn toàn rời bỏ là không thực tế. Dương Thiên Bồi hay là Kiều Huy, hoặc là Trường Xuyên cùng Vân Hải đều nghĩ tới hắn khi có quyết định quan trọng, bọn họ chỉ là muốn nghe ý kiến của hắn sau đó làm cơ sở để đưa ra quyết định. Thị trường bất động sản còn có thể duy trì phát triển nóng trong thời gian tới. Nhưng giá nhà liên tục tăng cao cũng tạo áp lực cực lớn cho mọi người. Tôi tin Trung ương cũng thấy điểm này nhưng đến nay Trung ương vẫn chưa hề có bất cứ quyết định gì mang tính ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống một bên bưng chén trà nhấp một ngụm sau đó nói với Kiều Huy. Giá nhà tăng nhanh ở đô thị cấp 1 đã lan tràn sang đô thị cấp 2, cấp 3. Từ ý đồ chiến lược của Thiên Phu thì thấy Thiên Phu gần như buông tha việc chỉ phát triển bất động sản cao cấp, tiến về phía bất động sản tổng hợp. Tôi không tiện bình luận quyết định này là chính xác hay không. Quốc Đống, công ty xây dựng Thiên Phu đã niêm yết lên thị trường chứng khoán, trở thành công ty đại chúng. Cổ phần mà tập đoàn Thiên Phu nắm ở công ty xây dựng Thiên Phu cũng đang giảm dần. Thực tế Thiên Phu bây giờ tập trung chính vào bất động sản, đó là thực tế.
Làm một tập đoàn không thể nói tất cả vì lợi nhuận, nhưng phải thừa nhận lợi nhuận ủng hộ công ty phát triển lớn mạnh. Địa ốc Thiên Phú bây giờ mặc dù không tính tới việc lên thị trường chứng khoán nhưng cũng gặp phải áp lực cạnh tranh cực lớn của các công ty nhà nước và công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tôi lo Bồi Ca cũng đang suy nghĩ đến vấn đề lên thị trường chứng khoán của địa ốc Thiên Phú. Kiều Huy tự tin và phong độ hơn mấy năm trước nhiều. Mặc dù y rất tôn trọng và tin tưởng Triệu Quốc Đống nhưng không có nghĩa không có chủ kiến của mình. Lên thị trường chứng khoán hay không thì tôi cảm thấy phải căn cứ vào mục tiêu của công ty mà quyết định. Mục đích của lên thị trường chứng khoán là gì? Tài chính hay là đưa cơ chế giám sát hoặc là tăng thương hiệu? Điểm này phải xác định rõ ràng, cũng cần căn cứ tình hình thực tế mà quyết định. Cù Vận Bạch thích hợp góp lời. Cô bây giờ là cổ đông lớn thứ tư của tập đoàn Thiên Phú, chỉ kém hơn Dương Thiên Bồi, Kiều Huy cùng Triệu Phu Vọng, hơn nữa chủ trì địa ốc Thiên Phú ở Nam Việt và Nam Hải, quan điểm của cô là không thể bỏ qua. Xem ra mọi người đang suy nghĩ đều dựa trên việc thị trường bất động sản sẽ duy trì xu thế phát triển trong thời gian khá lâu, nhưng khoảng thời gian này kéo dài bao lâu thì có ai nắm chắc không? Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Hiện nay quốc gia còn chưa đưa ra chính sách không có nghĩa là sau này không có. Vấn đề giá nhà liên quan tới hàng trăm triệu dân, liên quan đến lợi ích thiết thực của dân chúng. Tôi cảm thấy Trung ương có thể sẽ tìm thủ đoạn thích hợp để giải quyết vấn đề này. Thủ đoạn gì? Kiều Huy rất chú ý đến điểm này. Ví dụ như thủ đoạn tài chính, đây có thể là một điều mà giới kinh doanh bất động sản đoán trước, cho nên niêm yết trên thị trường chứng khoán chính là thủ đoạn giải quyết tài chính, nhưng còn một thủ đoạn càng hiệu quả hơn đó là xây dựng nhà xã hội. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhà xã hội. Kiều Huy thở dài nói. Bây giờ chính quyền các cấp đều không phải kêu gọi xây dựng nhà xã hội sao? Nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến thị trường nhà thương mại, chủ yếu là vì giải quyết nhu cầu cho người có thu nhập thấp. Hơn nữa chính quyền địa phương không hứng thú mấy với việc này, rất khó lầm chính quyền có hứng thú với mấy thứ mà tốn kinh phí như vậy. Huy ca, khi giá nhà bay lên đến trình độ nhất định thì tỷ lệ này sẽ không hề nhỏ, khi dân chúng tức giận sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Như vậy không có đảng ủy, chính quyền cấp nào dám không chú ý. Triệu Quốc Đống có thể hiểu cảm tưởng của Kiều Huy lúc này. Làm nhà kinh doanh bất động sản nên Kiều Huy rất cẩn thận quan sát và tìm hiểu tâm lý của quan chức chính quyền. Bây giờ chính quyền địa phương không có ai coi xây dựng nhà xã hội vào đâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào việc kiếm lợi cao nhất từ đất đai. Muốn để bọn họ bỏ lợi ích của mình mà đi xây dựng nhà xã hội thì nếu không có quy định rõ ràng thì còn có ai có hứng thú? Ồ! Khả năng này có lớn không? Đối với quan điểm của Triệu Quốc Đống, Kiều Huy không bao giờ dám không coi trọng. Rất khó nói, phải xem tình hình kinh tế quốc gia biến hóa đến đâu cùng mức độ của quá trình đô thị hóa. Nhưng đây là xu thế tất nhiên, tôi tin quốc gia rồi sẽ quyết đoán ra tay ở vấn đề này. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Thị trường bất động sản không thể hoàn toàn thương mại hóa là một sản phẩm xã hội công cộng nên ở trình độ nhất định nó sẽ bị chính quyền can thiệp. Kiều Huy nhíu mày, Cù Vận Bạch cũng đang suy nghĩ lời nói của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không phải cán bộ bình thường, làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, quan điểm của hắn có lẽ ở trình độ nhất định đại biểu cho quan điểm của một quần thể và giai tầng. Quốc Đống, em nói quốc gia sẽ có biện pháp khống chế giá cả thị trường bất động sản. Cù Vận Bạch trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống nói. Vậy phải xem như thế nào đã? Chính quyền có nghĩa vụ đảm bảo quyền ăn ở của dân chúng. Mặc kệ là phòng thuê hay mua, chính quyền cũng có trách nhiệm đảm bảo cho mọi tầng lớp nhân dân có chỗ ở. Triệu Quốc Đống tránh né việc nói việc lựa chọn phòng mua hay phòng thuê, dù sao tình hình phát triển sau này như thế nào hắn cũng không hoàn toàn nắm bắt được. Cuộc nói chuyện hôm nay làm tâm trạng của Kiều Huy và Cù Vận Bạch trở nên phức tạp hơn. Bọn họ phát hiện sau mỗi lần nói chuyện với Triệu Quốc Đống đều mang lại cho mình một thứ gì đó. Quan điểm của Triệu Quốc Đống luôn khác người nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy có lý. Mãi cho tới khi hai người về nhà lên giường, Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy Cù Vận Bạch còn đang chìm đắm trong nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Có nghiêm trọng như vậy không? Vận Bạch, dù là lời của em có thể biến thành sự thật nhưng 2-3 năm tới thị trường bất động sản vẫn phát triển rất nóng. Với xu thế phát triển hiện nay của Thiên Phú thì vẫn có tương lai. Triệu Quốc Đống dựa vào đầu giường nói. Không, Quốc Đống, em không biết Kiều Huy và Bồi Ca có phương hướng phát triển khác nhau ở tập đoàn. Kiều Huy chủ trương toàn lực chuyển sang kinh doanh bất động sản, làm càng lớn hơn nữa. Mà Bồi Ca lại cho rằng thị trường bất động sản không thể tiếp tục phát triển nóng như vậy.
Thiên Phu có thể coi bất động sản là ngành chủ đạo nhưng cần phải luôn chú ý đến biến hóa của thị trường, bồi dưỡng điểm tăng trưởng mới, như vậy mới có thể hóa giải được mạo hiểm trong kinh doanh. Cù Vận Bạch một bên thay váy ngủ rồi lắc đầu nói. Việc này quan hệ đến phương hướng phát triển sau này của tập đoàn, không thể không thận trọng. Ồ, là như vậy sao? Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Cù Vận Bạch ngồi trước mặt cũng im lặng. Cô mặc chiếc váy ngủ lộ rõ điểm đỏ hồng bên trên, chiếc váy đủ mỏng để lộ ra chiếc quần lót màu hồng bên dưới càng làm cho Triệu Quốc Đống không thể tập trung suy nghĩ. Chị vốn có ý ủng hộ Kiều Huy nhưng hôm nay nghe em nói như vậy làm chị lại do dự, Kiều Huy cũng thế. Cho nên chị đoán có lẽ tối nay Kiều Huy không ngủ được. Cù Vận Bạch không ý thức được điểm này vì cô còn đang suy nghĩ. Triệu Quốc Đống cố tập trung tinh thần cũng không ngờ một ít phán đoán của mình lại làm cho Kiều Huy, Cù Vận Bạch phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn không nhịn được gãi đầu nói. Vấn đề này thực ra em không tiện nói nhiều, đây chỉ là phán đoán của riêng em, chưa chắc có thể thành sự thật. Hừ, em nói như vậy mà chị dám tin là thật sao? Cù Vận Bạch yêu kiều nhìn Triệu Quốc Đống rồi dựa sát vào lòng hắn. Quốc Đống, em ảnh hưởng rất lớn đối với Kiều Huy cho nên y mới do dự đến thế. Lên thị trường chứng khoán là việc tốt, em cảm thấy Thiên Phu có thể cân nhắc. Chẳng qua chuyên kinh doanh bất động sản cũng tốt, giảm mạo hiểm cũng tốt, em cảm thấy có thể lấy được thăng bằng. Lúc thị trường bất động sản phát triển nóng thì có thể phân tán mạo hiểm. Chị và Kiều Huy phải học bồi ca một chút, ít nhất không nên bị lợi nhuận điên cuồng làm mất lý trí. Em đề nghị nên tìm điểm thăng bằng, không nên làm chỉ một mảng. Triệu Quốc Đống đưa tay che miệng ngáp sau đó nói tiếp. Ngủ thôi, chúng ta đã bao lâu không như thế này rồi. Đừng để việc này ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Nghe ra ý của Triệu Quốc Đống, mặt Cù Vận Bạch lại nóng lên. Cô đã lâu không điên cuồng như vậy, biểu hiện chiều nay của cô quá điên cuồng, mà đêm nay Triệu Quốc Đống cũng không bỏ qua cho cô. Mà cô không phải vẫn chờ mong giờ phút này sao? Quyển 17, chương 119. Lão Lỗ, anh từ đâu nghe được tin này? Đây chỉ là tin đồn thất thiệt, ngay cả chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này cơ mà. Triệu Quốc Đống ngẩn ra sau đó liên tục lắc đầu. Cù Vận Bạch về Ando 2 ngày sau đó phải quay về Dương Thành. Mặc dù cô rất không muốn nhưng Triệu Quốc Đống hẹn đến Tết Dương sẽ sang Dương Thành nên Lỗ Năng mới quyết định rời đi bỏ lại mình Triệu Quốc Đống ở lại Ando. Lỗ Năng đã chính thức điều lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Đây cũng là dựa vào Hắc Mộng Hiệp và Hàn Độ toàn lực vận động, mặc dù cấp bậc không thay đổi nhưng lên ban tuyên giáo tỉnh ủy có ý nghĩa lớn cho con đường phát triển sau này của Lỗ Năng. Đương nhiên đây cũng là phải xem cơ hội. Lỗ Năng từ Phan Xảo mà biết tin Triệu Quốc Đống về Ando nên chủ động liên lạc với Triệu Quốc Đống. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, ngài đừng không tin, có lúc tin đồn còn chính xác và kịp thời hơn tin chính thống. Lỗ Năng hơi nhíu mày nhưng vẫn nghiêm túc nói. Lão Lỗ, anh nói chỉ sợ hơi quá rồi. Tôn Liên Bình phải đi thì tôi nghe nói qua, việc này đã truyền một thời gian nhưng bây giờ đã đi chưa? Trước không nói Tôn Liên Bình có thể đi không? Dù y đi thì Quan Kinh Sơn làm tốt ở Ando như vậy, tôi nghe nói bí thư ứng rất hài lòng với y. Tốc độ tăng trưởng năm nay của Ando trên bình quân của tỉnh, chỉ riêng điểm này Quan Kinh Sơn đã có đủ năng lực cạnh tranh chức bí thư thị ủy Ando. Triệu Quốc Đống liên tục lắc đầu vì không coi lời Lỗ Năng nói là thật. Trưởng ban Triệu, đây không thể chỉ đủ năng lực là được mà. Lỗ Năng cũng nở nụ cười. Lời này của Triệu Quốc Đống rõ ràng là nghĩ một đằng, nói một nẻo. Chỉ dựa vào năng lực thì đâu thể. Nếu dựa vào chỉ tiêu thì tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng năm nay còn tốt hơn Ando nhiều lần. Ninh Lăng đã không còn quan hệ đến tôi không phủ nhận mình rất có tình cảm với An Nguyên, có đôi khi nhớ đến An Nguyên chẳng qua Trung ương cũng có suy nghĩ của Trung ương, không thể nào tôi vừa đi một năm thì sao có thể để tôi quay về An Nguyên. Triệu Quốc Đống không quá để ý tin tức mà Lỗ Năng nói. Hắn biết khả năng này không phải không có nhưng gần như chỉ là 1%. Mình vừa đến Điền Nam, sang năm mới tròn một năm thì khả năng điều chỉnh hắn là cực nhỏ. Hơn nữa về An Nguyên càng hoang đường, chẳng lẽ nói An Nguyên này không có ai đủ năng lực làm việc sao? Triệu Quốc Đống chọn quán trà Ngự Cẩm, hoàn cảnh ở đây khá tốt, khung cảnh đẹp hơn nữa chủ quán không biết kiếm từ đâu ít dụng cụ đời nhà Minh. Triệu Quốc Đống thích nhất là hoàn cảnh để uống, hắn thấy nơi này khá được. Trưởng ban Triệu, ngài chắc cũng nên chú ý tin này một chút chứ? Lỗ Năng không buông tha cho suy nghĩ muốn đạt được một tin chính xác hơn từ chỗ Triệu Quốc Đống. Được rồi, lời đồn không có mũi không có mắt thì sao gọi là lời đồn.
Tôi nói thật với anh là ít nhất đến bây giờ tôi chưa nghe chút tin gì về việc này. Hơn nữa về tình về Lý Trung Ương cũng không thể điều chỉnh tôi. Anh cảm thấy sao? Triệu Quốc Đống tức giận hỏi lại một câu, Lỗ Năng quan tâm vấn đề này như vậy là có ý tốt chẳng qua quá chú ý sẽ không hay. Lỗ Năng há mồm nhưng không nói gì nữa. Y luôn tin đây không phải lời đồn vu vơ, hơn nữa cũng đã có vài dấu hiệu. Hắc Mộng Hiệp khá thân thiện với Lỗ Năng nên nói chuyện không e ngại mấy. Có đôi khi Hắc Mộng Hiệp cũng đề cập Bí Thư Ứng khá hài lòng với hiện trạng của Ando bây giờ, nhưng nói đến tình hình phát triển của Ninh Lăng thì Bí Thư Ứng vẫn than thở, mùi vị trong này đương nhiên không bình thường. Bí Thư Ứng đã từng nhắc đến nếu Triệu Quốc Đống làm thị trưởng Ando 2 năm trước có lẽ Ando đã phát triển hơn nữa. Ando không đến mức bị nhiều tỉnh thành vứt lại phía sau. Nhưng Triệu Quốc Đống kiên quyết phản đối khả năng này làm Lỗ Năng không tiện nói gì thêm. Y suy nghĩ một chút cũng có thể giải thích. Rất nhiều chuyện trước khi xác định mà lộ ra có khi còn phản tác dụng. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ, tin mình nhưng chuyện này cần phải chắc chắn. Trưởng Ban Triệu, thị trưởng Phượng Minh chiều nay mới tới, tôi cũng gọi Giản Hồng nữa, có lẽ chưa là chị ta có thể tới. Anh nói nhị thúc em nên coi anh là trưởng ban tổ chức cán bộ hay là coi anh là cháu. Hàn Đông liếc nhìn hắn sau đó khởi động xe. Nếu không ăn ở nhà trưởng ban Hàn thì coi như là trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua bữa trưa nay đương nhiên chỉ có thể coi như đến gặp lão lãnh đạo. Triệu Quốc Đống cười nói. Hàn Đông ăn mặc vẫn rất hợp mốt, hợp thể, không phải loại giả vờ ngây thơ, cũng không mặc quá giả, một câu nói là ăn mặc hợp cơ thể và độ tuổi của cô. Nhìn cô trông trẻ hơn 2-3 tuổi, trang phục ưu nhã tinh xảo, một chiếc ví khoác trên tay. Ồ, lời này cũng đúng. Chẳng qua Quốc Đống, anh đi hơn nửa năm sao không thay đổi gì cả. Em còn tưởng anh làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì sẽ phải có quan uy lộ ra chứ. Ừ, thấy anh như thế này rất tốt. Hàn Đông nói. Anh giữ được sự chân thật của mình là hay nhất. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nhìn đối phương nhưng không nói gì nhiều. Tối qua hắn ở chỗ La Băng. Giản Hồng 12 giờ đến Ando, ba người cùng nhau ăn cơm, mà Tiêu Phượng Minh đến 5 giờ chiều mới tới. Tốc độ tăng trưởng năm nay của Ninh Lăng ở mức 60%. Tình hình nửa năm cũng sẽ tương tự như vậy. Ninh Lăng tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh thậm chí cả nước, chẳng qua tốc độ tăng trưởng có vẻ bình thường hơn năm trước nhiều. GDP cả năm của Ninh Lăng sẽ đột phá 160 tỷ, đây là mục tiêu mà Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đang cố gắng. Điều này có nghĩa sang năm dù tốc độ tăng trưởng chậm đi còn tầm 30-40% thì GDP cũng sẽ đột phá 200-210 tỷ. Nếu năm sau nữa tăng tốc tầm 20-30% thì sẽ vượt qua được Ando trở thành thị xã có GDP cao nhất An Nguyên. Triệu Quốc Đống vừa đi hai người Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh còn có chút lo lắng. Sau hơn nửa năm phối hợp cộng tác hai người cũng tự tin hơn. Mà kỳ vọng Triệu Quốc Đống đưa ra trước khi đi cũng biến thành mục tiêu hai người đặt ra cho mình. Tiêu Phượng Minh cũng hỏi Triệu Quốc Đống có thể về Ando làm bí thư thị ủy không? Điều này làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc. Cũng hiểu được tại sao lời đồn này không phải là vu vơ như mình nghĩ. Đây hình như có căn cứ nào đó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết mình mới rời An Nguyên có nửa năm mà về An Nguyên gần như là không thể, Trung ương sẽ không đồng ý với việc này. Nhưng tại sao lại có lời đồn này? Đây là điều Triệu Quốc Đống rất muốn biết. Không sai, trên tỉnh có lời đồn này, có lẽ là do Bí Thư Đông Lưu có ấn tượng rất sâu với cậu. Mặc dù Quan Kinh Sơn làm rất xuất sắc nhưng còn có chênh lệch với tiêu chuẩn của Bí Thư Đông Lưu. Ngay cả Bí Thư Đông Lưu cũng thừa nhận mình kỳ vọng quá cao vào Ando, thực tế biểu hiện năm nay của Ando đã vượt quá dự định của tỉnh ủy. Hàn Độ bưng chén lên nhấp. Triệu Quốc Đống vẫn tỏ ra kính trọng Hàn Độ, không hề vì mình cũng thành ngang cấp với Hàn Độ mà trở nên cản rỡ. Trưởng ban Hàn, Bí Thư Đông Lưu nói đùa như vậy cũng có người lấy ra lợi dụng. Xem ra ở An Nguyên này có rất nhiều người không hy vọng tôi về An Nguyên. Triệu Quốc Đống cười nói. Hàn Độ ngẩn ra sau đó hiểu ý nói. Không ít người không hy vọng cậu về, mà cũng có nhiều người hy vọng cậu về. Người bình thường sẽ không có ai khen, ai nguyền rủa mà chỉ bị lãng quên. Chẳng lẽ cậu thích làm người bình thường? Bị Hàn Độ hỏi lại làm Triệu Quốc Đống phải gãi đầu. Trưởng ban, lời này của ngài là phê bình hay khen tôi? Tôi thật sự không muốn gây thị phi mà. Tôi cảm thấy mình ở Ninh Lăng rất biết quy củ, không chọc ai mà. Quyển 17, chương 120. Vẻ mặt của Triệu Quốc Đống làm Hàn Độ và Hàn Đông đều nở nụ cười. Mặc dù đã làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng Triệu Quốc Đống vẫn rất kính trọng Hàn Độ.
Hàn Đông nhìn Triệu Quốc Đống càng thêm là lạ, điều đó khiến Hàn Độ không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Độ không nói sai, đã có tin bí thư thị ủy An Đô Tôn Liên Bình sẽ rời đi. Mà ai thay Tôn Liên Bình cũng là một vấn đề mẫn cảm. Tề Hoa, Quan Kinh Sơn thậm chí Dương Kính Quang cũng là nhân vật được cho là có khả năng. Nhưng bây giờ Tôn Liên Bình vẫn ở An Đô nên lời đồn này dần nhạt đi. Chẳng qua Hàn Độ tin rằng Ứng Đông Lưu có thể nói lời kia không phải là nhiệt huyết dâng trào. Lúc nào nên nói gì thì Ứng Đông Lưu đương nhiên biết rõ. Ứng Đông Lưu có thể nói như vậy nhất định là có vài nhân tố trong đó. Theo Hàn Độ thấy có lẽ chính là âm thanh từ Trung ương truyền tới. Ứng Đông Lưu đương nhiên không có quyền quyết định ai làm bí thư thị ủy An Đô. An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, bí thư thị ủy từ trước đến giờ đều kiêm chức phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên, từ góc độ nào đó thậm chí còn có địa vị hiển hách hơn cả phó chủ tịch thường trực tỉnh. Ứng Đông Lưu lộ ra tin này có nghĩa quyết định không phải do y, mà biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã được lãnh đạo Trung ương chú ý. An Đô mấy năm nay chậm phát triển cũng làm Trung ương có ý kiến, hai điều này kết hợp lại rất khó nói có xuất hiện việc không phù hợp lẽ thường không. Đương nhiên Hàn Độ cũng không nói suy nghĩ của mình với Triệu Quốc Đống. Theo Hàn Độ thấy thì không cần thiết, trong này còn nhiều nhân tố không xác định, một nhân tố rất nhỏ có thể khiến chuyện thay đổi hoàn toàn. Bây giờ ôm hy vọng quá lớn có khi bất lợi cho việc Triệu Quốc Đống cố giữ bình tĩnh. Nhưng Hàn Độ tin đây không phải lời đồn vu vơ. Từ nhà Hàn Độ đi ra mà đầu óc Triệu Quốc Đống không được yên. Hàn Độ không nói thêm gì nữa nhưng điều này càng làm Triệu Quốc Đống không xác định. Chẳng lẽ nói thật sự có khả năng kia? Hắn cảm thấy rất khó tin. Chẳng qua bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, cái là của mình sẽ là của mình, không là của mình thì dù nghĩ đến nổ đầu cũng vô ích. Suy nghĩ thiệt hơn sẽ làm mình mất đi khả năng suy nghĩ và quyết định. Bây giờ mình đang làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam thì phải làm tốt ở cương vị này. Về An Đô thì nhất định phải gặp bạn bè và lãnh đạo. Ở chỗ Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống không dự định đi mà chỉ gọi vài câu rồi mang quà đặc sản Điền Nam đến nhà cho Ứng Đông Lưu. Ba kiên cường không có nhà lên Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể để ít đồ đặc sản đó. La Duệ điều tới thị ủy Thông Thành. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, La Duệ này đúng là bỏ được, bỏ vợ bỏ con, bỏ cuộc sống ưu việt ở An Đô mà đặt cửa vào Lô Vệ Hồng. Xem ra Lô Vệ Hồng đúng là có sức hấp dẫn nên kéo được La Duệ sang đó. Vâng. Em khuyên La Duệ phải suy nghĩ kỹ nhưng La Duệ đã hạ quyết tâm. La Băng một bên mang chén nước mật ong cho Triệu Quốc Đống rồi nói. Em nghe La Duệ nói hôm nay mới quyết định, y đến thị ủy Thông Thành làm phó trưởng ban thư ký, tránh văn phòng thị ủy. Vẫn là cán bộ cấp chính huyện. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói sau đó nói. Lập tức sẽ tuyển cử, có phải là La Duệ muốn lên? Vâng, nghe nói Thông Thành muốn tuyển một phó thị trưởng, La Duệ có hy vọng. La Băng đứng phía sau Triệu Quốc Đống, nhẹ nhàng bóp trán cho hắn. Triệu Quốc Đống không mấy khi có thể về An Đô, cô đã lâu không hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Điều này cũng đúng, Lô Vệ Hồng nếu ngay chút cơ hội này không để cho La Duệ, vậy La Duệ vứt vợ vứt con chạy tới miền núi để làm gì? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Chẳng qua Lô Vệ Hồng cho La Duệ sân khấu đó còn phải xem La Duệ có nắm bắt cơ hội được không? Thông Thành tuy có điều kiện kém nhưng cũng có nghĩa nhiều cơ hội. Lô Vệ Hồng đi Thông Thành cũng đã nhiều ngày, có lẽ đã có căn cơ. Lúc này y mang La Duệ tới để La Duệ tạo thành tích cho mình. Nếu làm tốt trong 3 năm năm có thể lấy chức phó bộ trưởng thường trực thậm chí phó bí thư thị ủy cũng không phải không thể. Đến vị trí đó thì lên một bậc cũng không phải vấn đề gì. La Băng khẽ hừ một tiếng. La Duệ cũng nói như vậy, y nói mình từng này tuổi mà tiếp tục ở lại An Đô sẽ không có bao cơ hội. Nếu như ở vị trí chính huyện đến già thì thà ra ngoài đánh cuộc một phen. La Băng khá cao, cô đứng cạnh Triệu Quốc Đống chỉ thấp hơn một chút. Triệu Quốc Đống có thể dễ chịu dựa đầu vào bụng La Băng, ngửi mùi hương ở đó. Thân nhiệt La Băng xuyên qua chiếc áo mỏng làm hắn ngây ngất. Có phải là Chu Hoành Vĩ bây giờ không quá thành công nên La Duệ mới đi? Triệu Quốc Đống hỏi. La Băng biết Triệu Quốc Đống thật ra rất quan tâm tình hình An Nguyên, nhất là ở Ninh Lăng và An Đô. Vâng, Quan Kinh Sơn rất lợi hại ép Chu Hoành Vĩ gần như không thể thở nổi. La Duệ nói bây giờ Chu Hoành Vĩ không khác gì một phó thị trưởng bình thường, thậm chí còn không bằng. Quan Kinh Sơn quản y rất chặt, phó thị trưởng thường trực một khi không được thị trưởng tin tưởng thì không khác gì trưởng ban thư ký. La Duệ nói không hoàn toàn chính xác, chẳng qua Chu Hoành Vĩ quá kiêu căng, quen dùng cách dựa vào bên này ép bên kia, dựa vào bí thư để ép thị trưởng.
Lúc Diêu Văn Chí làm thị trưởng thì y chống đối Diêu Văn Chí vì y có Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình ủng hộ. Bây giờ Quan Kinh Sơn có năng lực mạnh, cũng có thủ đoạn, hơn nữa Bí Thư Ứng rất tin tưởng Quan Kinh Sơn. Vì thế y không ăn được, người như y ngã chỉ là sớm muộn. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Mặc dù đánh giá không hoàn toàn giống nhau nhưng kết quả là giống nhau. Đó chính là Chu Hành Vĩ bây giờ không có quyền thế mấy. La Duệ dựa vào Chu Hành Vĩ là bước đi không thành công. Cũng may La Duệ vẫn duy trì quan hệ với Lô Vệ Hồng nên mới nhảy ra khỏi An Đô được. La Băng bóp trán rất có kỹ thuật làm Triệu Quốc Đống khá thoải mái. Từ thái dương đến vai, thần kinh toàn người dần yên tĩnh lại. Hắn không nghĩ La Băng lúc rảnh rỗi có thể học được bản lĩnh này. Nhưng hắn nghĩ La Băng học cái này là vì mình nên càng thấy cảm động. La Băng rất quan tâm đến anh trai mình, có lẽ cô cảm thấy tình cảm gia đình ấm áp nên cô muốn giúp La Duệ một chút. Bởi vì La Duệ giúp cô một lần nữa hòa hợp với gia đình, làm cô cảm nhận lại tình thân. Mà cô có thể làm chính là giúp con đường làm quan của La Duệ thuận lợi hơn chút. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận được tâm trạng phức tạp của La Băng. Sau khi hắn rời khỏi An Nguyên khiến cho chút hy vọng của La Duệ đã tan biến. Mặc dù hắn còn có quan hệ ở An Nguyên nhưng cán bộ ở cấp huyện như La Duệ nếu muốn tiến một bước lên làm phó giám đốc thì sẽ không phải bắt chuyện một câu là được. Ai đi đến bước này không phải trải qua mưa gió, chỉ dựa vào quan hệ đương nhiên là không thể. Nhưng ở tình huống mọi người có sức cạnh tranh ngang nhau thì mấy nhân tố khác sẽ phát huy tác dụng. Mình không phải không giúp được La Duệ nhưng quan hệ giữa hắn và La Băng không thể công khai nên thành hạn chế. La Băng cũng biết điểm này, La Duệ cũng vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng trong lòng, về tình về lý mình nên có hành động gì đó, dù chỉ là an ủi bằng miệng cũng có thể làm cho La Băng đạt được an ủi. Em không nên nghĩ quá nhiều, La Duệ đến Thông Thành theo anh thấy cũng là chuyện tốt. Để La Duệ làm ở Thông Thành một thời gian, anh sẽ gọi trưởng Ban Hàn và Lô Vệ Hồng đến cùng ăn cơm coi như làm sâu sắc ấn tượng. La Duệ sắp lên làm phó thị trưởng cũng nên để lại ấn tượng trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên một chút dựa đầu vào bộ ngực căng tròn của La Băng. La Băng run lên, mắt cũng đỏ. Triệu Quốc Đống có thể nói lời này đủ thấy hắn quan tâm cô như thế nào. Mặc dù người khác không biết quan hệ giữa La Duệ và Triệu Quốc Đống, nhưng đối với Triệu Quốc Đống là người đương sự muốn để hắn tìm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên thì đây chính là sự mạo hiểm đối với Triệu Quốc Đống, thậm chí nguy hiểm đến tiền đồ chính trị của Triệu Quốc Đống. Không, Quốc Đống, không thể như vậy. La Băng mới nói tới đây đã bị hắn vòng tay ôm lấy eo cô rồi nhẹ nhàng nói. Con người không phải cỏ cây mà vô tình được, anh có lỗi nhiều với em, chẳng lẽ làm trung gian một chút cũng không được sao? Quyển 17, chương 121. Bị Triệu Quốc Đống ôm vào lòng ngồi trên đùi hắn, La Băng hơi run lên, ánh mắt nhìn thẳng như muốn nghe suy nghĩ trong lòng hắn. Em ở bên anh đây là lựa chọn của riêng em, anh không cần phải áy náy. Em là người trưởng thành. Có suy nghĩ của mình, em nghĩ việc mình làm không phải là nông nổi nhất thời mà là em cam tâm tình nguyện. La Băng cố khống chế cơn sóng dâng lên trong lòng, rất nghiêm túc nói. Thật sự đó Quốc Đống, em ở bên anh em rất vui, rất thỏa mãn, em không mong gì cả. Ừ anh biết cho nên anh làm tất cả mọi việc đều suy nghĩ rất kỹ. Anh không phải một cậu thanh niên, không biết trời cao đất rộng. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, hắn không muốn vì việc này phá vỡ không khí. Nhưng anh đi tìm trưởng Ban Hàn. La Băng mím môi nói. Sao, em cảm thấy có gì không đúng ư? Mời trưởng Ban Hàn hiểu thêm cán bộ bên dưới, tiếp xúc qua bữa ăn là cách hiệu quả nhất. Anh làm trưởng ban tổ chức cán bộ lâu như vậy, cách này là thường thấy. Gần đây tuần nào anh cũng nhận được lời mời như vậy, ăn cơm, nói chuyện, tâm sự, nghe cán bộ lãnh đạo bên dưới nói với quan điểm tư tưởng trong công việc của mình. Đây là một cách hiểu năng lực, tác phong làm việc của cán bộ lãnh đạo. Triệu Quốc Đống yêu thương vỗ vỗ mặt mềm mại của La Băng. Làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên làm như thế nào thì anh hiểu hơn em. Bị Triệu Quốc Đống trêu như vậy, La Băng không khỏi thấy xấu hổ đồng thời cũng thấy dễ dàng hơn nhiều. Cô xấu hổ vặn vẹo mình, cặp mông căng tròn ma sát trên đùi Triệu Quốc Đống. Đêm qua điên cuồng chưa hết hương vị, tay Triệu Quốc Đống sớm đã tiến vào trong áo La Băng, chiếc áo lót bị ngón tay đầy linh hoạt của hắn cởi ra rồi bắt đầu vui đùa bộ ngực kia. Lúc nào tới Côn Châu nghỉ ngơi? Một mình em, sợ là không tốt lắm. Má La Băng đỏ như có lửa, chiếc áo ngoài và áo lót đã bị Triệu Quốc Đống cuốn lên trên, cô bỗng nhiên thành mỹ nhân cởi trần. Triệu Quốc Đống đưa tay xuống kéo quần jean cùng quần lót của La Băng xuống. La Băng khẽ kêu lên,
cô cứ thế trần như nhộng trước mặt Triệu Quốc Đống. Một tay đặt dưới chân, một tay để trên lưng ngọc, Triệu Quốc Đống bế La Băng đi vào phòng ngủ. Em gọi cả Nhược Lâm, suối nước nóng Côn Châu không kém gì Ninh Lăng, đến đó nghỉ ngơi một tuần sẽ làm mình rất thoải mái. Nghe thấy Triệu Quốc Đống bảo gọi cả Trình Nhược Lâm đi cùng, La Băng mới yên tâm. Hai người đi sẽ tránh được nhiều nguy hiểm, ít nhất đối với Triệu Quốc Đống sẽ tiện hơn. Chỉ là hai cô đi không tránh được có khi Triệu Quốc Đống quan hệ với cả hai, điều này làm La Băng vừa mong chờ vừa xấu hổ. Chuyến quay về Ando làm Triệu Quốc Đống khá thư thái. Hắn cũng cảm thấy về Ando làm tâm trạng của mình tốt hơn nhiều. Tôn Ấu Lai đã chính thức nhận quyết định làm phó trưởng ban, xếp sau Điền Vĩnh Thái, Liêu Cương và Kỳ Tử Lan nhưng vẫn còn kiêm chức trưởng phòng số 3. Ninh Hoa điều tới làm phó bí thư thị ủy Côn Châu, chức vụ của y ở ban tổ chức cán bộ vẫn còn để trống, tạm thời do một phó trưởng phòng chủ trì công việc. Nhân sự trong ban cũng vì một loạt biến hóa này tạo thành không khí tươi mát. Nhất là thấy Đinh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu càng khiến cho các cán bộ ở ban sáng mắt. Điều này càng làm cho uy tín của Triệu Quốc Đống ở ban tổ chức cán bộ được tăng cường. Thực tế uy tín của Triệu Quốc Đống được thành lập sau đợt điều chỉnh nhân sự thứ nhất. Tân trưởng ban tổ chức cán bộ thường thường đều là hỗ trợ phó bí thư đảng đàn, đây về cơ bản là nguyên tắc chung. Nhất là Triệu Quốc Đống còn trẻ, điều từ tỉnh ngoài tới nên theo lẽ thường thì ít nhất trong vòng một năm Triệu Quốc Đống sẽ mang theo đuôi làm người. Cố gắng lắm là tạo quan hệ mật thiết với phó bí thư đảng đàn. Nhưng Triệu Quốc Đống đã phá vỡ quy tắc chung này. Nếu như nói điều chỉnh ở các ban ngành, các thị xã khác trên tỉnh còn chưa đủ khắc sâu, như vậy Tần Lực làm bí thư thị ủy Đức Hồng, Điền Vĩnh Thái lướt qua Liêu Cương làm phó trưởng ban thường trực, Côn Châu làm phó trưởng ban, Đinh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu, một loạt động tác, mỗi một bổ nhiệm đều nằm ngoài suy đoán của mọi người. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thấy đó là hợp tình hợp lý. Người thông minh đều cảm thấy ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam hôm nay khác với ban tổ chức cán bộ trước đây. Trước kia khi Cao Vĩnh Khôn làm trưởng ban, mặc dù Cao Vĩnh Khôn cũng có thế lực nhưng cán bộ ở ban tổ chức cán bộ ra ngoài không nhiều. Mà phó trưởng ban phần lớn đều từ là ngành hoặc thị xã khác điều tới, chính thức từ ban tổ chức cán bộ đề bạt lên ngoài Liêu Cương ra thì không có ai. Mà bây giờ chẳng những cán bộ của ban ra ngoài nhận chức, đồng thời người có biểu hiện xuất sắc cũng được lên làm phó trưởng ban. Đây không thể không làm cán bộ ở ban động tâm tư. Đi theo lãnh đạo như vậy thì còn gì không hài lòng. Các cán bộ trong ban đều đỏ mắt vì Đinh Hoa đến Côn Châu làm phó bí thư thị ủy, trong thời gian này bàn tán rất sôi nổi. Trưởng ban Triệu, đừng nói bọn họ, tôi cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. Kỳ Tử Lan rót trà cho Triệu Quốc Đống, đây vốn là công việc của Phan Xảo. Ồ, Tử Lan, không ngờ chị cũng động tâm, sớm biết vậy thì để chị đi. Tôi đoán Ngô Nguyên Tể và Trì Trọng Văn nhất định sẽ giơ hai tay đồng ý khi trưởng ban xinh đẹp của ban tổ chức cán bộ đến Côn Châu làm phó bí thư thị ủy. Ninh Hoa dù đẹp trai đến đâu cũng kém hơn trưởng ban xinh đẹp của chúng ta. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Hi hi, trưởng ban Triệu, tôi hâm mộ là một chuyện, chẳng qua tôi cảm thấy lần điều chỉnh nhân sự này của ban đã tạo ra vài tác dụng không tưởng, đã điều động được tính tích cực của cán bộ trong ban. Trưởng ban Triệu nói hợp lý lưu động đúng là rất có ý nghĩa. Thời gian này tôi đều nghe cán bộ của ban thảo luận việc đó. Kỳ Tử Lan rất tự nhiên nói. Không biết bên trưởng ban Vĩnh Thái có nghe thấy việc này không? Điền Vĩnh Thái cười nói. Còn có thể nghe được ít sao? Dược Ba, các anh sợ cũng nghe không ít. Phương Dược Ba hơi đỏ mặt. Y biết ý của Điền Vĩnh Thái. Ninh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu là đả kích lớn đối với y. Muốn nói Tôn Ấu Lai làm phó trưởng ban tuy có bất ngờ nhưng dù sao Đinh Hoa có điều kiện hơn mình còn thua nên Phương Dược Ba không quá mất mát nhiều. Nhiều lắm y chỉ oán thầm Tôn Ấu Lai quá may mắn, vừa lúc gặp thời cơ Triệu Quốc Đống đưa ra quy định đề bạt cán bộ đã có kinh nghiệm công tác cơ sở. Nhưng Đinh Hoa làm phó bí thư thị ủy Côn Châu đã làm rối hoàn toàn tâm trạng của y. Thời gian này y rất không yên, Điền Vĩnh Thái cũng nhìn ra vấn đề này nên tìm y nói chuyện. Điền Vĩnh Thái cũng rất tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Điền Vĩnh Thái đề nghị Phương Dược Ba tốt nhất nên trực tiếp đi báo cáo với Triệu Quốc Đống. Tuần trước y cũng muốn tìm Triệu Quốc Đống để báo cáo công việc không ngờ giữa tuần Triệu Quốc Đống xin nghỉ về Ando, làm cho Phương Dược Ba phải nhịn vài ngày đến độ thiếu chút nữa bị bệnh. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Phương Dược Ba không khỏi nóng mặt lên. Trưởng ban Triệu xem ra đã sớm biết tâm tư của mình, nhưng vẫn không nói chuyện với mình. Giờ phút này Phương Dược Ba thầm nhắc mình nếu không kiên nhẫn, không có định lực thì chỉ sợ sau này mình còn phải tiếp tục ở lại ban.
Trong ban đúng là có không ít cán bộ đang nói chuyện việc này. Trưởng ban Triệu đưa ra ý kiến cán bộ cần xuống cơ sở rèn luyện, nâng cao năng lực công tác đã làm mọi người trong ban rất hứng thú. Tôi cảm thấy việc này sẽ cải thiện hiện tượng cán bộ ban ta nặng lý luận, nhẹ thực tế. Tôi còn cảm thấy ban có nên hình thành cơ chế, ví dụ như chọn một ít cán bộ ưu tú ở cấp thị xã, huyện đến ban ta rèn luyện, đồng thời để một số cán bộ cấp phó huyện, chính huyện xuống các quận, huyện, thị xã và các công ty nhà nước để rèn luyện. Như vậy sẽ có lợi cho sự trưởng thành của bọn họ, hình thành cơ chế trao đổi hai bên cùng có lợi. Phương Dược Ba rất linh hoạt nghĩ ra ý đồ của Triệu Quốc Đống. Phan Xảo, Dạ Bạch, ý của Dược Ba chúng ta cần cân nhắc. Tôi thấy văn phòng và phòng nghiên cứu chính sách cần phải đưa ra phương án. Tôi cho rằng có thể tiến hành thí điểm ở ban ta, coi như thêm một con đường rèn luyện cán bộ. Triệu Quốc Đống rất hài lòng nói. Quyển 17, chương 122. Tục ngữ nói muốn yên ngoại phải an nội trước. Công tác ban tổ chức cán bộ mặc dù chưa nói đến cái gì yên ngoại nhưng bất cứ đơn vị nào muốn triển khai công việc thì nhất định cần an nội. Triệu Quốc Đống biết mình với độ tuổi 35 làm trưởng ban tổ chức cán bộ một tỉnh, dù được Thái Chánh Dương ưu ái nhưng bên ngoài phải chống lại thế lực bản địa, bên trong hắn lại thấy rất xa lạ chỉ sợ sẽ mang tới nhiều kháng cự vô hình. Nếu muốn nhanh chóng mở ra cục diện như vậy cần phải có thủ đoạn. Mấy tháng đầu hắn vùi đầu điều tra, sau đó tiến hành điều chỉnh nhân sự các nơi, sau đó vững vàng đoàn kết Điền Vĩnh Thái và Kỳ Tử Lan xung quanh mình, coi như miễn cưỡng đứng vững. Sau đó hắn đẩy Tôn Ấu Lai cùng Đinh Hoa lên làm cho mọi người thấy ánh sáng trong tương lai, đây chính là liều thuốc nắm bắt trái tim các cán bộ. Xem ra bước đi này rất có hiệu quả, không chỉ mình Phương Dược Ba nóng lòng muốn thử, cán bộ cấp huyện khác đều tích cực biểu hiện. Một cơ quan cần chế độ lưu động, chỉ khi đầy đủ làm người ta cảm thấy sự tồn tại của cơ hội và áp lực thì mới có thể chính thức phát huy tiềm lực của bọn họ, cũng sẽ đẩy hiệu suất làm việc lên mức cao nhất. Nếu đến ban tổ chức cán bộ, vậy hắn phải làm thật tốt ở đây. Cho dù hắn làm không đủ 2 năm thì vẫn phải làm tốt. Tháng 12 cũng là lúc công việc rất bận rộn, các công việc bắt đầu tiến vào giai đoạn tổng kết, kiểm tra, khách sạn, các loại hội nghị không ngừng diễn ra. Làm lãnh đạo tỉnh, Triệu Quốc Đống đương nhiên không thoát được việc phải tham gia các loại hội nghị. Hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh sắp diễn ra, công tác chuẩn bị đang diễn ra một cách gấp rút. Triệu Quốc Đống cũng đặt tâm lực vào hội nghị quan trọng nhất trong năm của ban tổ chức cán bộ. Hội nghị này bình thường đều tiến hành vào đầu cuối năm, vào tháng 12 hoặc tháng 1, căn cứ tình hình mà xác định. Ban cũng đã báo cáo với tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị vào cuối tháng 12 trong vòng một ngày. Tất cả công tác chuẩn bị về cơ bản đã xong, tổng cộng có gần 180 người tham gia hội nghị. Phó trưởng ban Tôn Ấu Lai nghiêm túc báo cáo tình hình. Sau khi Tôn Ấu Lai lên làm phó trưởng ban, Điền Vĩnh Thái đã giao lại công tác chuẩn bị cho y, coi như là để rèn luyện. Hội nghị lần này khá quan trọng, cũng là hội nghị công tác tổ chức lần đầu tiên sau khi kỳ họp thứ 5, Trung ương Đảng khóa 16 đưa ra quy hoạch 5 năm lần thứ 11, làm như thế nào để xúc tiến công tác tổ chức xoay quanh 5 năm này thì cần phải thể hiện ra trong báo cáo. Vĩnh Thái, văn phòng và phòng nghiên cứu chính sách làm báo cáo thì anh phải cẩn thận đọc. Triệu Quốc Đống nghe xong Tôn Ấu Lai giới thiệu mới gật đầu hài lòng quay sang dặn Điền Vĩnh Thái. Tôi biết, báo cáo công tác về cơ bản đã chuẩn bị xong, cũng chỉ còn vài chi tiết cụ thể cần sửa đổi. Trưởng ban Triệu yên tâm, vấn đề không lớn. Vấn đề mà Điền Vĩnh Thái nói không lớn, mấy thứ này cũng đã có hướng để sửa chữa. Mấy năm trước mặc dù Tần Lực phụ trách việc này nhưng y là người làm công tác chuẩn bị, chỉ đến cuối cùng mới đưa cho Tần Lực duyệt. Vậy là tốt rồi. Hội nghị lần này rất quan trọng. Nói thật toàn bộ trưởng ban tổ chức cán bộ các quận, huyện tôi không thể nào nhận biết hết, tôi hy vọng qua hội nghị lần này có thể nhận ra hơn nửa. Triệu Quốc Đống nói câu này làm không khí phòng họp nhẹ hơn nhiều, điều này có nghĩa đề tài hội nghị coi như kết thúc. Trưởng ban Triệu, ngài sao thoáng cái nhận biết hết, trăm người hơn nữa bây giờ các huyện điều chỉnh nhân sự cũng thường xuyên, không chừng hôm nay là trưởng ban tổ chức cán bộ, mai lại là phó bí thư huyện ủy. Ngài căn bản không thể nào nhận thức hết, có thể nhận ra một vài trưởng ban các quận, huyện đặc biệt là quá tốt rồi. Dù là trưởng ban Vĩnh Khôn làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhiều năm cũng không có biện pháp nhận ra nhiều người như vậy. Kỳ Tử Lan lắc đầu tỏ vẻ điều này không thực tế. Trí nhớ của tôi khá tốt, về cơ bản gặp mặt, nói vài câu là sẽ có ấn tượng. Đương nhiên muốn nhận mặt tất cả là khá khó nhưng tôi sẽ cố gắng quen thuộc càng nhiều càng tốt. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này khó khăn nhưng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, cấp dưới anh không nhận ra thì sao nói được.
Hội nghị chỉ diễn ra một ngày, trưởng ban Triệu có nhiều thời gian như vậy để làm quen ư? Liêu Cương cũng nói. Điều này cần thời gian tích lũy mới được, phải thường xuyên đi xuống, nghe bọn họ báo cáo công việc, chỉ có hai phương pháp này mới giải quyết được mà thôi. Ừ, lão Liêu nói đúng, điều này cần thời gian. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Chỉ là tôi cảm thấy mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ không đủ tư cách, ngay cả trưởng ban bên dưới cũng không nhận biết hết. Nói thật Triệu Quốc Đống vẫn thấy mình không làm đúng chức trách của một trưởng ban tổ chức cán bộ. Ban tổ chức cán bộ ngoài quản cán bộ còn một công tác rất quan trọng đó là xây dựng tổ chức, mà công tác này bình thường do phó trưởng ban thường trực tự mình nắm bắt đủ thấy tính quan trọng của công tác này. Nhưng người bên ngoài thấy đều là công tác cán bộ quan trọng, đỏ mắt đều là quyền lực khảo sát cán bộ và giám sát, rất nhiều đảng ủy, chính quyền quên đi công tác xây dựng tổ chức. Sau khi Điền Vĩnh Thái làm phó trưởng ban thường trực, bởi vì Triệu Quốc Đống mới tới hơn nữa còn chống một phó trưởng ban, vừa lúc tiến hành hai đợt điều chỉnh nhân sự lớn trong tỉnh nên Điền Vĩnh Thái tập trung chính vào công tác cán bộ, nhân sự. Mà bây giờ Tôn Ấu Lai đã được bổ nhiệm làm phó trưởng ban, bản thân Triệu Quốc Đống cũng dần quen thuộc với công tác nên theo bình thường trọng tâm công việc của Điền Vĩnh Thái cũng về vị trí cũ. Triệu Quốc Đống và Điền Vĩnh Thái cũng đã trao đổi qua. Sau hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh này sẽ một lần nữa tiến hành điều chỉnh phân công công việc trong ban. Điền Vĩnh Thái phụ trách công việc hàng ngày của ban, văn phòng, phòng nghiên cứu chính sách. Kỷ Tử Lan phụ trách quản lý đội ngũ cán bộ, Tôn Ấu Lai phụ trách giáo dục cán bộ, giám sát, đảng ủy cơ quan, công tác hậu cần. Liêu Cương vẫn phụ trách bên sở nội vụ. Có thể nói tất cả bố trí cũng sẽ được xác định sau hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh, đến lúc ấy bộ máy ban tổ chức cán bộ coi như chính thức được kiện toàn. Hạng mục cao tốc Côn Văn cuối cùng đã được thông qua. Diệp Khánh Xuyên đầy kích động xông vào văn phòng Triệu Quốc Đống, y không kiềm chế được áp lực trong lòng. Vừa nãy Bí Thư Vi ở Bắc Kinh gọi điện cho tôi nói hội nghị chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vừa thông qua, đã chính thức trình lên Quốc vụ Viện, chờ hội nghị thường vụ Quốc vụ Viện thông qua. Ồ, nói vậy chỉ chờ trình tự. Triệu Quốc Đống thầm nói Dương Bưu này đúng là cũng có cửa. Mặc dù trước đó Triệu Quốc Đống lầm không ít công việc nhưng nước ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia rất sâu. Hắn phát động đủ loại quan hệ tạo ra tranh luận trên truyền thông nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vẫn lấy cớ để kéo dài không tổ chức hội nghị chủ nhiệm nghiên cứu. Dương Bưu dẫn theo chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và Vi Văn Minh ở lại Bắc Kinh nhiều ngày cuối cùng đã đạt được hiệu quả. Ừ, theo lý thuyết là vậy nhưng cũng khó nói. Cũng may nhờ Phó Thủ tướng Tiền đồng ý nên Ủy ban Kế hoạch Phát triển mới dám thông qua hạng mục này. Mắt Diệp Khánh Xuyên rất sáng, chẳng qua Triệu Quốc Đống biết đối phương đang rất nghi ngờ. Hiển nhiên y được trưởng ban thư ký tất truyền tới tin tức nên rất nghi ngờ vào năng lực của mình. Tiền Việt không phải người tùy tiện nói giúp hạng mục nào đó, nhất là hạng mục đầu tư lớn, tín mạo hiểm cao, khả năng thu hồi vốn thấp như cao tốc Côn Văn thì đúng là không khác gì ăn cua, đột phá giới hạn nào đó tuy được đánh giá tốt nhưng vẫn là mạo hiểm về chính trị. Tôi cảm thấy Trung Quốc sớm muộn sẽ đi tới bước này. Thực tế các hạng mục không quan hệ đến an ninh quốc gia thì phương thức bút là lựa chọn rất tốt. Tôi nghĩ nó có thể hóa giải được cái gọi là mạo hiểm khi đi trên vạch vôi chính sách. Triệu Quốc Đống cười nói. Con cua dù sao cũng phải có người ăn mà. Văn Thành có thể làm người ăn cua theo tôi thấy đây là việc tốt. Ít nhất cũng cho bên ngoài thấy Văn Thành đi trước cải cách, đây là một mánh lưới sẽ hấp dẫn được không ít nhà đầu tư. Thấy Triệu Quốc Đống nói nhẹ nhàng, trong lời nói không lộ ra điểm gì, Diệp Khánh Xuyên cố gắng thu thập tâm trạng của mình, một lần nữa chú ý vào cao tốc Côn Văn. Quyển 17, chương 123. Diệp Khánh Xuyên mới từ Bắc Kinh về không mấy ngày, Vi Văn Minh ở lại Bắc Kinh. Cao tốc Côn Văn không có lãnh đạo chủ yếu nên cần có người về. Trong mấy ngày ở Bắc Kinh, Diệp Khánh Xuyên nhận được đủ loại tin tức, trong đó có không ít về Triệu Quốc Đống. Vị trưởng ban tổ chức cán bộ trẻ tuổi này thậm chí còn khiến lãnh đạo chủ yếu của Quốc vụ Viện chú ý. Chỉ riêng điểm này đã làm Diệp Khánh Xuyên có cái nhìn mới về Triệu Quốc Đống. Năng lực của Triệu Quốc Đống đúng là không bình thường. Diệp Khánh Xuyên không biết đối phương tích lũy được quan hệ khi làm việc ở Bộ Năng lượng hay là ở Ninh Lăng. Chẳng những một ít tờ tạp chí kinh tế chủ đạo của Trung Quốc đều đăng bài phải đổi mới phương pháp xây dựng cơ sở vật chất và giao thông ở khu vực Trung Tây, trong đó còn nhắc đến hạng mục cao tốc Côn Văn. Hơn nữa một ít trang web lớn nhất Trung Quốc cũng đưa ra bài viết các hạng mục lớn của quốc gia không mở cửa với giới kinh tế tư nhân. Diệp Khánh Xuyên tự nhận mình có thể vận dụng một ít tài nguyên để tạo xu thế nhưng duy trì từng đợt sóng dư luận trong thời gian dài như vậy,
hơn nữa nhân vật ra mặt càng lúc càng có lai lịch lớn hơn thì y không thể làm được. Ví dụ như nghe nói Phó Giám đốc Lôi Hướng Đông, Ngân hàng Phát triển Quốc gia rất có thể lên làm lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương, lại ví dụ như giáo sư Bùi Hoài Viễn, Đại học An Nguyên là chuyên gia kinh tế nổi tiếng của Trung Quốc, những người này không thể dựa vào lợi ích và quyền lực là khiến bọn họ làm theo ý mình. Nhưng tên bọn họ xuất hiện trên truyền thông là đủ thấy thủ đoạn của Triệu Quốc Đống. Mà thái độ của Tập đoàn Đầu tư Trung Hoa cũng có thay đổi, nhất là sau khi biết tỉnh ủy Điền Nam vẫn hết sức thúc đẩy hạng mục cao tốc Côn Văn, bọn họ cũng đã có nỗ lực nhất định để tác động ở bên trên nhằm thông qua hạng mục này. Thực tế kinh phí xây dựng cao tốc Côn Văn là quá lớn, Tập đoàn Đầu tư Trung Hoa cũng đang tìm kiếm quỹ đầu tư mạo hiểm để chia sẻ, tiến hành đa nguyên hóa. Nếu như có thể đạt được một ít chính sách ủng hộ về quyền sở hữu đường như vậy bọn họ cũng đồng ý tiến vào hạng mục này. Dương Bưu thay mặt Ủy ban tỉnh Điền Nam đàm phán Tập đoàn Đầu tư Trung Hoa mấy lần đầu gần như là đóng băng, nhưng hai bên vẫn lưu lại đủ đường sống. Chủ yếu là chờ bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia xét duyệt và chính sách đi kèm được đưa ra như thế nào. Đến khi được thông qua thì chỉ còn lại lúc hai bên mặc cả mà thôi. Trưởng Ban Triệu, tôi cũng hiểu cao tốc Côn Văn được phê duyệt không chỉ mang lại chỗ tốt của bản thân hạng mục này, mà là một thay đổi về phương hướng. Điều này chứng minh Trung ương luôn có chính sách ủng hộ cho phát triển phía Tây, cũng đưa ra vài chính sách đột phá ở khu vực Trung Tây. Mà Điền Nam chúng ta lần này đi ở phía trước cũng chứng minh tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam có thể đi bước dài hơn, tư tưởng càng mở ra hơn. Trung ương cũng sẽ mở lỗ hổng lớn hơn nữa đối với Điền Nam chúng ta. Diệp Khánh Xuyên đương nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Ừ, tôi thật ra cảm thấy một khi hội nghị thường vụ quốc vụ viện phê duyệt hạng mục cao tốc Côn Văn, Văn Thành không ngại tiến hành một hội nghị thu hút đầu tư. Sau lưng Tập đoàn Đầu tư Trung Hoa đều là những ông chủ lớn trong và ngoài nước, nhất là tài chính của bên Hong Kong rất hùng hậu. Bọn họ lúc này xem ra là muốn kéo các nhà kinh doanh tư nhân khu vực Duyên Hải và Giang Tích đến làm đồng minh. Cơ hội này cũng là cách thể hiện Điền Nam, nhất là Văn Thành có chính sách cởi mở với giới kinh tế tư nhân. Tôi tin mọi người có thể tìm được nhiều cơ hội thích hợp, ở điểm này anh nên suy nghĩ một chút. Bây giờ cao tốc Côn Văn có Chủ tịch Dương dẫn đầu, Văn Thành chờ ngồi hưởng thành quả thì tại sao không dành tâm tư ở phương diện này? Diệp Khánh Xuyên khá giật mình. Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá trống trải, cách lợi dụng cao tốc Côn Văn để đẩy mạnh danh tiếng của Văn Thành, chủ ý này không thể nghi ngờ là kinh điển. Công tác thu hút đầu tư của Điền Nam vẫn thuộc dạng kém của toàn Trung Quốc, tuy có nguyên nhân khách quan là do cơ sở vật chất yếu kém nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là công tác thu hút đầu tư bất lực. Công tác thu hút đầu tư bên ngoài và hệ thống phục vụ của Điền Nam khá lạc hậu, thiếu điểm sáng, có chênh lệch không nhỏ với các tỉnh xung quanh. Hội nghị thu hút đầu tư hàng năm cũng nhiều nhưng đều là sấm to, mưa nhỏ, chỉ có thể dùng phong cảnh Điền Nam để hấp dẫn nhà đầu tư, nhưng không thể đưa ra hạng mục để thu hút đầu tư, cũng không thể hiện được ưu thế về chính sách để thu hút đầu tư. Vì thế hiệu quả thu hút đầu tư hàng năm đều không được như ý. Trưởng Ban Triệu, tôi nghe nói ngài lúc ở Ninh Lăng đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Biểu hiện trong công tác này của Ninh Lăng đã nổi tiếng trong toàn khu vực đất liền. Văn Thành cũng hy vọng có thể làm theo Ninh Lăng. Chẳng qua ngài cần phải giúp chúng tôi, nếu không chúng tôi không yên tâm. Không thể nào chuẩn bị hội nghị thu hút đầu tư nhưng kết quả lại không được tốt, không có thu hoạch gì thì sao? Diệp Khánh Xuyên rất động tâm. Nếu như có thể được Triệu Quốc Đống giúp thì Văn Thành không chừng có thể mượn hội nghị thu hút đầu tư này nghênh đón cơ hội phát triển. Y càng lúc càng tự tin vào Triệu Quốc Đống. Năng lực mà vị trưởng ban tổ chức cán bộ này thể hiện ra nằm ngoài tưởng tượng của Y. Theo Diệp Khánh Xuyên thấy thì người như Tống Quốc Lương chỉ biết dùng thủ đoạn, không bằng tốt hơn hết để Triệu Quốc Đống làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, không chừng Điền Nam sẽ có lợi hơn nhiều. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn Diệp Khánh Xuyên, người này thật ra càng chạy càng gần mình. Giống như nhìn chuẩn mình vậy. Chẳng qua biểu hiện mấy tháng qua của Diệp Khánh Xuyên ở Văn Thành cũng rất tốt, hợp tác ăn ý với Vi Văn Minh. Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ khi thấy tình huống này. Khánh Xuyên, công tác thu hút đầu tư không do tôi phụ trách, tôi không thể bao hết việc thiên hạ mà. Nếu không anh và Lão Vi để chức bí thư và thị trưởng cho tôi làm. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Tôi cho anh ý tưởng thì có thể, thậm chí làm trung gian. Nhưng anh muốn tôi đứng đầu thì không sợ bị người khác chê cười các anh sao? Diệp Khánh Xuyên bị câu này cũng thấy xấu hổ. Triệu Quốc Đống là trưởng ban tổ chức cán bộ, là lãnh đạo tỉnh ủy, phụ trách Văn Thành cũng chỉ là mang tính chỉ đạo, các lãnh đạo khác chỉ là làm cho có hình thức, người thật sự suy nghĩ và làm việc gì đó cho địa phương Triệu Quốc Đống là rất hiếm. Cục diện Điền Nam đang dần đi vào quỹ đạo,
rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Tỉnh ủy lấy Thái Chánh Dương làm trung tâm mới là trái tim của Điền Nam, bất cứ ý đồ muốn dao động điểm này đều sẽ thất bại. Một năm mưa gió vừa rồi đã chứng minh điểm này, chỉ cần lệch khỏi quỹ đạo thì sẽ gặp sóng gió ngập trời. Đủ loại dấu hiệu chứng minh Điền Nam sẽ nghênh đón thời kỳ ổn định, một thời kỳ phát triển làm rất nhiều người tràn ngập mong chờ. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy được điểm này, từ những người bên cạnh hắn có thể cảm giác được. Gần như từ sau khi hội nghị công tác tổ chức toàn tỉnh kết thúc, văn phòng hắn chưa bao giờ được yên tĩnh. Hội nghị diễn ra rất thuận lợi, Triệu Quốc Đống chủ trì hội nghị cũng có bài phát biểu, Thái Chánh Dương cũng phát biểu và đưa ra yêu cầu cụ thể trong năm tới với công tác tổ chức. Mấy năm trước Thái Chánh Dương tuy tham gia hội nghị nhưng không nói cẩn thận và sâu sắc như năm nay. Mà Thái Chánh Dương cũng nói rất hài lòng với công tác tổ chức năm qua, nhất là khẳng định quy chế mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đưa ra về việc luân chuyển cán bộ. Ninh Hoa chính là ví dụ điển hình nhất, mà phó trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Đạt cùng trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Ninh An, Côn Châu phân biệt làm trưởng phòng số 2, phó trưởng phòng số 3, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đủ chứng minh ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không hề tự phong bế như trước đây nữa. Trong hội nghị, Triệu Quốc Đống cũng đưa ra cán bộ cần phải tăng cường giao lưu rèn luyện, nhất là tăng cường rèn luyện trong phạm vi tỉnh, thậm chí là với ban tổ chức cán bộ các tỉnh phát triển hơn, cũng tỏ vẻ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã được ban tổ chức cán bộ trung ương đồng ý. Ban tổ chức cán bộ trung ương đã sơ bộ đồng ý điều 2 đến 3 cán bộ ở Điền Nam đến ban tổ chức cán bộ trung ương kiêm nhiệm 1 năm, mà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy năm nay cũng sẽ phái 3 đến 5 cán bộ cấp huyện và phó huyện đến thị xã các nơi rèn luyện. Quyền 17, chương 124. Tôi còn tưởng anh có thể nhịn được lâu hơn nữa, sao hôm nay lại có thời gian tới đây? Triệu Quốc Đống cắm bút vào ống nhìn hướng quân rồi nói. Nói rõ xem, hôm nay là đến thăm Phan Xảo rồi thuận tiện thăm tôi, hay là chuyên môn đến chỗ tôi? Trưởng ban Triệu, xem ngài nói kìa, ngài nói làm hướng quân không dám ngẩng đầu lên, y đặc biệt tới thăm ngài. Phan Xảo cười cười rót trà cho hướng quân đồng thời cũng giảng hòa giúp đối phương. Ồ, có cần ngại ngùng như vậy không? Làm chủ tịch huyện lâu như vậy chẳng lẽ còn không luyện được ra mặt ư? Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Tôi thật ra nghe nói lúc anh làm bí thư đảng ủy thị trấn Hà Khẩu nói rất hay, nếu không trợ kè sao có thể rơi vào Hà Khẩu. Trưởng ban Triệu, huyện nhiều việc, bình thường tôi đến Côn Châu thì ngài không có ở đây. Tôi đến 2 lần ngài đều không có ở ban cho nên vẫn không gặp được ngài. Hướng quân trẻ hơn Triệu Quốc Đống 2-3 tuổi. Hướng quân có làn da ngăm đen, tóc cắt ngắn. Ừ, không sao, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Hướng quân, làm ở Di Dương thế nào? Di Dương là huyện có kinh tế mạnh ở Hồng Sơn, anh đến làm phó chủ tịch huyện thì cũng phải thể hiện được phong thái của cán bộ Ninh Lăng chúng ta chứ. Triệu Quốc Đống ra hiệu Phan Xảo ngồi xuống, có thể ngồi nói chuyện với cán bộ từ Ninh Lăng đến làm tâm trạng của hắn khá vui vẻ. Hướng quân lúc ấy là một trong 2 cán bộ cấp phòng tới Điền Nam, bây giờ Phan Xảo đã là cán bộ cấp phó huyện còn kiêm chủ trì công tác văn phòng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Nói trắng ra tiến lên cấp chính huyện chỉ là vấn đề thời gian. Hướng quân làm phó chủ tịch huyện Di Dương, phụ trách quản lý thương mại, công nghiệp, thu hút đầu tư, đây là thông lệ. Đối với cán bộ từ khu vực phát triển tới thì bình thường đều phụ trách mảng thu hút đầu tư, về phần công thương nghiệp thì đó là sau khi Triệu Quốc Đống đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, huyện ủy, ủy ban huyện Di Dương mới điều chỉnh, đây là có ý lấy lòng Triệu Quốc Đống. Chẳng qua hướng quân cũng không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Y cũng đạt được vài thành tích tốt trong công tác thu hút đầu tư. Di Dương có tài nguyên than đá phong phú cùng với nhà máy sản xuất đường mía, kết cấu kinh tế khá đơn nhất nhưng vị trí địa lý lại nằm ở phía Bắc Hồng Sơn, là đầu mối giao thông quan trọng giữa Côn Châu và Hồng Sơn, lưu thông thương mại khá phát triển. Hướng quân sau khi làm phó chủ tịch huyện cũng rất tích cực thúc đẩy ngành thương mại vận chuyển vật tư, thậm chí còn chạy về Ninh Lăng đưa tập đoàn Trường Phú tới xem, dốc sức muốn cải thiện phương diện này của Di Dương. Tập đoàn Trường Phú sau khi thu lợi từ trung tâm vật tư Ninh Lăng liền bắt đầu nghiên tài chính và tâm lực vào ngành cung cấp vật tư. Bây giờ có cơ hội đặt chân tới Điền Nam thì sao không hứng thú. Vì vậy rất nhanh tập đoàn có ý đầu tư 60 triệu xây dựng trung tâm vật tư ở Di Dương, hơn nữa còn có thể áp dụng chiến lược cùng hưởng tài nguyên tin tức với trung tâm bên Ninh Lăng. Điều này vừa có thể khiến trung tâm vật tư Trường Phú, Ninh Lăng mở rộng phạm vi thế lực sang Điền Nam, tăng thực lực hơn nữa, vừa có thể khiến Di Dương, Trường Phú nhanh chóng phát triển lên. Hướng quân bây giờ phụ trách mảng công thương nghiệp thì càng gắng sức hơn. Huyện ủy,
Ủy ban Di Dương đang hối hận sao không sớm giao mảng này cho Hướng Quân phụ trách. Cán bộ đến Ninh Lăng rèn luyện tới tháng 10 là hết thời hạn, theo lý thuyết cũng nên về. Cán bộ của thị xã Hồng Sơn đã về Hồng Sơn, chẳng qua sớm đã có thay đổi. Ngô Nguyên Tể điều đi, Lý Khánh lên thay. Y không quá thích cán bộ lúc trước Ngô Nguyên Tể phái đi, nhưng cán bộ từ Ninh Lăng đến Hồng Sơn rèn luyện y lại có suy nghĩ khác. Đương nhiên nguyên nhân có một phần do Triệu Quốc Đống vốn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, các cán bộ từ Ninh Lăng tới Hồng Sơn đều do chính Triệu Quốc Đống phê chuẩn. Hơn nữa nhóm cán bộ từ Ninh Lăng sang đều có thể đảm đương một phía, công việc giao cho bọn họ đều đạt được thành tích đáng kể, được chính quyền địa phương tán thành. Đúng là nguyên nhân này nên thị ủy Hồng Sơn cũng như ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mới đề xuất lưu nhóm cán bộ này lại, cho rằng nhóm cán bộ này làm rất xuất sắc ở Hồng Sơn, hy vọng nhóm cán bộ này ở lại. Đương nhiên việc này còn phải hỏi chính bản thân cán bộ. Triệu Quốc Đống đồng ý với ý kiến của thị ủy Hồng Sơn. Cuối cùng Hoắc Vân Đạt và Hướng Quân ở lại, mà Phan Xảo trước đó cũng đã chính thức điều lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, không thuộc nhóm này nữa. Hướng Quân bây giờ là Bí thư Di Dương, gặp Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mặc dù không thể nói là kinh sợ nhưng tâm trạng đúng là vẫn khác so với lúc gặp ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rất coi trọng Hướng Quân, biểu hiện của Hướng Quân ở Di Dương đã chứng minh hắn nhìn không sai. Mà lúc Lý Khánh báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống cũng cố ý đề cập thị ủy gần đây cân nhắc thêm trọng trách cho Hướng Quân. Triệu Quốc Đống đoán thị ủy Hồng Sơn chuẩn bị để Hướng Quân làm thường vụ huyện ủy, coi như kéo gần quan hệ với mình. Sau khi Ngô Nguyên Tể làm bí thư thị ủy Côn Châu, Lý Khánh đã đẩy nhanh bước tiến dựa vào Triệu Quốc Đống. Có lẽ y nhận ra được Triệu Quốc Đống rất được Thái Chánh Dương tin tưởng. Trưởng ban tổ chức cán bộ nếu không được bí thư tỉnh ủy tín nhiệm như vậy có nghĩa khi điều chỉnh nhân sự trưởng ban tổ chức cán bộ không có quyền gì, còn ngược lại trưởng ban tổ chức cán bộ chính là vô địch, bất cứ ai quên điểm này đều sẽ phải trả cái giá rất đắt. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không có để ý đến lời nói của Lý Khánh. Theo hắn thấy đây là quyền lực của thị ủy Hồng Sơn, nếu thị ủy Hồng Sơn hy vọng lưu cán bộ từ Ninh Lăng tới thì phải có tư tưởng sử dụng nhóm cán bộ này. Còn sử dụng như thế nào thì không cần báo cáo với hắn. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không phải không quan tâm tới Hướng Quân. Theo hắn thấy Hướng Quân dùng năng lực và thành tích chứng minh bản thân, không cần mình giúp mấy. Lý Khánh không phải kẻ ngu, y cũng sẽ nhận ra những điều này. Trưởng ban Triệu, lần này tôi tới thăm ngài thuận tiện cũng muốn nghe chuyện của cao tốc Côn Văn một chút. Nghe nói đã qua cửa Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, không biết con đường này bao giờ có thể khởi công. Hướng Quân không giấu mục đích đến đây của mình. Trước mặt Triệu Quốc Đống tốt nhất là nói thẳng, đây là đề nghị của Phan Xảo đối với y. Phan Xảo và Hướng Quân từ lúc đến Hồng Sơn nhận chức vẫn giữ được quan hệ khá tốt, hai người thường xuyên gọi điện liên lạc. Có đôi khi Phan Xảo đến Di Dương làm khách, bây giờ Phan Xảo điều lên ban gần thân, Hướng Quân cũng hy vọng có người quen biết ở bên cạnh trưởng ban Triệu, như vậy về sau mình dễ triển khai công việc hơn, nếu muốn tiến bộ cũng thuận tiện hơn nhiều. Hướng Quân, anh đến chính là để hỏi thăm việc này. Coi như thành thật. Triệu Quốc Đống cũng khá vui vẻ. Hắn thích thái độ thẳng thắn của đối phương. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, chúng tôi đều là đi theo ngài đến Hồng Sơn, dù như thế nào cũng không thể làm mất mặt ngài mà. Tôi công tác ở Di Dương, người ta trước sau đều nhắc đến ngài nên chúng tôi thấy áp lực rất lớn. Công việc làm không tốt sẽ là xấu mặt ngài cho nên chúng tôi không có con đường khác để đi, chỉ có thể liều mạng làm ra thành tích, làm người ta không thể phản đối. Chỉ có thể giơ ngón cái lên nói không hổ là người từng làm việc dưới trướng trưởng ban Triệu. Hướng Quân giỏi ăn nói, chẳng qua y từ Hoa Lâm tới, Đường Diệu Văn đã nhắc cho y về tính cách của Triệu Quốc Đống, Phan Xảo cũng chuyên môn nhắc nhở, bảo y không cần phải cố gắng biểu hiện trước mặt Triệu Quốc Đống, làm tốt chuyện bao giờ cũng là tốt nhất. Triệu Quốc Đống luôn chú ý đến cán bộ từ Hồng Sơn tới, cho nên Hướng Quân không muốn thể hiện quá táo bạo trước mặt Triệu Quốc Đống. Lời này làm Triệu Quốc Đống khá thư thái. Con người ai chẳng có trái tim hư vinh, cán bộ từ Ninh Lăng tới có thể làm tốt, hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trước đây cũng thấy tự hào, cho dù phá cách đề bạt cũng có cơ sở. Được rồi Hướng Quân, anh cũng đừng nói quá như vậy. Tôi biết anh làm khá tốt ở Di Dương, chẳng qua tôi nhớ mảng xây dựng, giao thông anh không phụ trách mà, sao bây giờ lại quan tâm? Chẳng lẽ huyện ủy lại định điều chỉnh công tác của anh? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Hướng Quân khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống biết rõ phân công công việc của mình, đủ thấy đối phương quan tâm tới mình. Trưởng ban Triệu, tôi mặc dù không phụ trách mảng xây dựng,
giao thông nhưng ngài biết tập đoàn Trường Phú đang xây dựng trung tâm vật tư ở Di Dương, đây là hạng mục do tôi phụ trách, bọn họ khá chú ý đến hạng mục cao tốc Côn Văn, bởi vì đây có thể nói là mệnh mạch đối với trung tâm vật tư của bọn họ, nó quyết định quy mô đầu tư của bọn họ. Nếu như cao tốc Côn Văn đã xác định, bọn họ dự định đầu tư xây dựng giai đoạn 2, tổng hai giai đoạn sẽ đạt tới 130 triệu, trở thành trung tâm vận chuyển vật tư quan trọng nhất của Điền Nam, thậm chí khu vực Tây Bắc. Hơn nữa bây giờ tôi đang mời một số nhà kinh doanh đến khách sạn đầu tư vào ngành nông nghiệp của Di Dương, phát triển nông nghiệp xanh. Di Dương có ưu thế trời ban, ngài cũng biết bên Giang Thích yêu cầu rất cao về đường giao thông mà. Quyển 17, chương 125. Hướng Quân có suy nghĩ rộng rãi, hơn nữa to gan, làm việc quyết đoán. Ví dụ như Trường Phú đầu tư vào Di Dương cũng là do y chạy về Ninh Lăng tìm mọi cách lôi kéo, dụ dỗ Tôn Trường Phú. Tôn Trường Phú sau đó tới Điền Nam khảo sát cũng đến gặp Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khuyến khích đối phương đầu tư phát triển ở Điền Nam. Hắn cho rằng tập đoàn Trường Phú không nên đứng mãi ở Ninh Lăng mà cần mở rộng thị trường ra bên ngoài. Bây giờ tập đoàn Trường Phú đã vận chuyển khắp dòng Trường Giang, như vậy cần lợi dụng để mở rộng đến các phía. Ngành cung cấp vật tư trong 10 năm tới sẽ phát triển rất nhanh, mà khu vực đất liền có thị trường rộng lớn, tập đoàn Trường Phú đã đi trước một bước thì càng nên nắm bắt cơ hội này. Tôn Trường Phú vẫn luôn rất kính sợ Triệu Quốc Đống. Lúc Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng đã dạy cho y một bài học và lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa với y. Có thể nói vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này chỉ có thể thuận theo, không thể trái ý, chỉ có thể thành bạn không thể thành kẻ thù. Đây là kết luận của Tôn Trường Phú. Đúng là vì vậy nên khi Hướng Quân chạy tới Tôn Trường Phú mới không tùy tiện đuổi đi. Hướng Quân từ Khấu Linh đến Điền Nam trao đổi, trong này đã giấu rất nhiều thứ. Hơi tìm hiểu một chút là Tôn Trường Phú biết Hướng Quân được Triệu Quốc Đống điểm danh đưa sang Điền Nam. Bây giờ Triệu Quốc Đống càng làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Hướng Quân quay về Ninh Lăng thu hút đầu tư cũng làm Tôn Trường Phú phải suy nghĩ rất nhiều. Tiền đồ của Triệu Quốc Đống rất rộng mở, đây là suy đoán của Tôn Trường Phú, không chừng ngày nào đó sẽ quay về An Nguyên. Từ lịch sử phát triển của Triệu Quốc Đống thì quay về tỉnh An Nguyên cũng sẽ là bình thường. Vì thế Tôn Trường Phú thậm chí không tiếc thời gian tự mình đến Di Dương, Hồng Sơn khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Di Dương. Thị xã Hồng Sơn đương nhiên là tiếp đón rất chu đáo Tôn Trường Phú, người có tên trên bảng Forbes Trung Quốc. Bí thư thị ủy Lý Khánh và quyền thị trưởng Tề Bằng cùng với lãnh đạo chủ yếu huyện ủy, ủy ban Di Dương đều tự mình tiếp đón. Điều này làm Tôn Trường Phú khá hài lòng, cuối cùng xúc tiến y quyết định đầu tư vào hạng mục trung tâm vật tư Di Dương. Sau khi ký kết Tôn Trường Phú mới chính thức đến xin gặp Triệu Quốc Đống. Tôn Trường Phú có thể cảm nhận được sự vui vẻ thật lòng của Triệu Quốc Đống, điều này làm y biết bước đi này của mình là chính xác. Ai có thể mang đến điều gì đó cho nơi mà Triệu Quốc Đống đang làm việc, hắn sẽ tán thành người đó. Đây là nhân vật thuần túy vì công việc, đương nhiên hắn cũng không phải vì chính hắn. Người như thế thường khó quan hệ hơn với kẻ chỉ mong làm đầy túi mình. Nhưng một khi tên Triệu Quốc Đống này nhận định ai đáng tiến vào vòng tròn của mình thì kẻ đó sẽ rất may mắn. Triệu Quốc Đống không biết trong đầu Tôn Trường Phú nghĩ nhiều như vậy. Theo hắn thấy Tôn Trường Phú đầu tư vào Điền Nam chính là hành vi kinh doanh, Di Dương đáng để đầu tư, mà Hướng Quân lại trùng hợp mời Tôn Trường Phú, vì thế tạo thành phản ứng hóa học khiến hạng mục này được xác định. Ồ, đây là một vấn đề. Trung tâm vật tư Di Dương là quân cờ thứ nhất mà Tôn Trường Phú đi ở Điền Nam, không thể có vấn đề gì. Lúc ấy Tôn Trường Phú đến chỗ tôi cũng cam đoan với y là tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam sẽ toàn lực giúp hạng mục cao tốc Côn Văn nhanh chóng được phê duyệt. Y cũng rất cảm ơn Điền Nam coi trọng tập đoàn, bây giờ đã đến bước cuối cùng tôi tin hạng mục này chỉ trong tháng này sẽ được xác định toàn diện. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút sau đó nói. Huyện Di Dương các anh không cần quá khẩn trương. Cao tốc Côn Văn đi qua Di Dương sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho Di Dương. Ở điểm này anh phụ trách mảng công thương nghiệp càng cần có quy hoạch từ trước. Phan Xảo ở bên vẫn không nói xen vào mà chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cô chỉ cần thích hợp nói vài câu giúp bọn họ nói chuyện chót lọt là đủ rồi. Mãi đến gần 12 giờ trưa, Phan Xảo mới ám chỉ hai người cần đi dùng cơm. Cô cũng đã bảo nhà bếp bày bàn ăn. Ninh Lập Cương có chút buồn bực đứng ở cửa. Mẹ nó chứ, vừa đứng đã là gần tiếng, tối qua làm thêm giờ đến 22 giờ sáng. Sáng sớm đã phải dậy, ăn mặc gọn gàng đứng đây hóng gió nói là chờ lãnh đạo tỉnh ủy gì đó đến thị sát. Sếp Khương, lãnh đạo bao giờ thì tới? Anh em chúng ta cứ chờ ở đây mãi sao? Ninh Lập Cương không nhịn được ngáp dài rồi lau nước mắt. Bụng y trống trơn đang kêu réo,
vừa đứng đã gần tiếng nhưng mà mãi không thấy ai. Bọn họ không đến thì chúng ta cứ ngồi chồm hổm chờ đây sao? Đại Đinh, cậu đừng đó mà oán giận, lần này nghe nói giám đốc sở Chu khó khăn lắm mới mời được đại thần tới, sếp lớn cũng là ở trong hội nghị đảng ủy sở mới tranh thủ được trạm thứ nhất lãnh đạo đến cục công an thành phố Côn Châu chúng ta. Nghe nói còn tranh chấp mãi với tổng đội trưởng Hà, tổng đội an ninh đó. Đáp lời chính là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Khương Hồng, một lão cảnh sát làm ở mảng hình sự hơn 20 năm, coi như nửa ân sư của Đinh Lập Cương. Tôi nghe sếp lớn nói lần này do trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tự mình dẫn đội đi điều tra, nghe nói trên tỉnh cũng có một nhóm lớn người đi theo. Sếp lớn không phải đứng chờ ở đây từ sáng sớm sao? Cậu không thấy thị trưởng Trì và bí thư Đinh cũng sớm đứng ngay ở cổng sao? Khương Hồng nói sếp lớn chính là phó giám đốc sở công an kiêm cục trưởng cục công an thành phố Côn Châu, Vương Thiết bây giờ đang đứng ở cổng nói chuyện với thị trưởng Côn Châu, Trì Trọng Văn cùng phó bí thư thị ủy Đinh Hoa, bí thư đảng ủy chính pháp Quách Tông Lâm. Đám người này ăn no ấm cật, chúng ta đến đây làm gì? Bọn họ đến là có thể cho cục ta mấy triệu sao, hay là có thể cấp một nhóm trang thiết bị cho chúng ta? Để anh em bụng đói đứng đây, sếp Khương, hay là chúng ta về ăn chút gì đó rồi trở lại? Đinh Lập Cương nhìn cửa, mặc dù gió lạnh nhưng lãnh đạo vẫn cố gắng đứng đó. Hắc hắc, nghe sếp lớn nói lần điều tra này là có mục đích. Cục công an thành phố chúng ta thiếu biên chế, cấp bậc đãi ngộ cũng thấp. Sếp lớn vì chuyện này tìm sở và thị ủy nói chuyện vài lần nhưng hai bên đùn đẩy nhau. Là này gặp cơ hội trưởng ban tổ chức cán bộ nghe nói làm 2 năm ở hệ thống công an nên muốn điều tra công tác xây dựng và biên chế của sở. Sau đó bị sếp lớn tranh thủ trưởng ban tới xem cục công an thành phố Côn Châu chúng ta trước, cơ hội này không dễ dàng. Khương Hồng biết khá rõ tình hình. Đúng rồi Đại Đinh, nghe nói trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vốn là người An Nguyên đi ra, còn đã từng làm cảnh sát. Ồ, cũng là người An Nguyên, còn làm cảnh sát, tên là gì vậy sếp? Đinh Lập Cương không quá để ý. Vậy có phải là có ấn tượng tốt đối với chúng ta không? Tên là Triệu Quốc Đống. Hình như là từ bí thư thị ủy thị xã nào đó của An Nguyên điều tới. Khương Hồng thuận miệng nói. Triệu Quốc Đống, tên này thật ra rất quen, lúc học ở trường trung cấp cảnh sát An Nguyên tôi cũng có một sư huynh tên là Triệu Quốc Đống, xem ra tên này mọi người đều thích. Đinh Lập Cương cười ha hả nói. Giống như tên Quốc Lương, Quốc Đống vậy, đều là tên hay. Lãnh đạo tỉnh ta xem ra đều là giường cột nước nhà. Vậy à? Không chừng hôm nay tới là sư huynh ngày xưa của cậu đó. Khương Hồng cũng nở nụ cười. Vậy ư, tôi rời An Nguyên đã 10 năm, trước theo vợ tới Điền Nam đều bị đám bạn học nói là trọng sắc khinh bạn. Nhiều năm như vậy trôi qua tôi cũng không liên lạc với bạn học mấy. Đinh Lập Cương lắc đầu nói. Không nói chuyện này nữa, sếp Khương, mấy anh em đúng là sắp ngất vì đói rồi. Lãnh đạo không đến chúng ta cũng không thể không ăn mà. Hay là chúng ta vừa ăn vừa đứng. Được rồi, cậu đừng gây chuyện cho tôi. Nếu lãnh đạo tới lại thiếu người, tay cảnh sát cầm đồ ăn còn ra thể thống gì? Cậu muốn hại tôi à? Sếp, nhưng anh em tối qua nhịn một đêm, ngủ được vài tiếng lại bị sếp gọi dậy. Bây giờ đứng cả tiếng, giờ sắp không chịu nổi rồi. Chúng tôi sang quán cháo bên kia làm bát là về ngay. 10 phút, sếp, ngài cũng thương cho cấp dưới chứ? Đinh Lập Cương mặt dày quấn lấy Khương Hồng. Khương Hồng hơi do dự. Anh em đúng là khá mệt. Ở bên Tây Sơn có vụ án lớn nên làm việc cả đêm, đến đêm mới thẩm vấn xong mà mình không cho bọn họ ngủ được nhiều đúng là khá áy náy. Sếp Khương, sếp thương nhân viên chút đi. Mấy cảnh sát trẻ khác cũng kêu lên. Khương Hồng rốt cuộc không nhịn được đành bảo bọn họ ăn nhanh rồi về. Quyển 17, chương 126. Lão Vương, bên sở bao giờ báo cáo xong? Giám đốc Chu sao lâu quá vậy? Phải xuống cơ sở xem chứ. Chỉ ở sở nghe báo cáo sao được. Trì Trọng Văn nhìn đồng hồ rồi nói. Theo lý thuyết trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống điều tra công tác tổ chức và vấn đề biên chế thì y làm thị trưởng không cần phải đến. Nhưng bí thư thị ủy Ngô Nguyên Tể tham gia tổ khảo sát của tỉnh ủy sang Singapore, y làm thị trưởng không tiện không đến. Đương nhiên làm phó bí thư thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ và bí thư đảng ủy chính pháp đến tham gia cũng được chỉ là Trì Trọng Văn rất tự giác đến tham gia. Lúc trước Ngô Nguyên Tể muốn Trương Ân Quân lên làm thị trưởng, nhưng mục tiêu này hơi không thực tế cho nên Ngô Nguyên Tể lui một bước muốn đẩy Trương Ân Quân lên làm phó bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống hỏi ý kiến Trì Trọng Văn, Trì Trọng Văn tỏ vẻ phản đối. Ngô Nguyên Tể có tính cách cứng rắn,
mặc dù bây giờ không làm thường vụ tỉnh ủy nhưng đó là chuyện sớm hay muộn. Nếu để Trương Ân Quân vốn ngã về phía Ngô Nguyên Tể làm phó bí thư thị ủy thì y làm thị trưởng sẽ mất quyền lực. Vì thế Trì Trọng Văn mặc dù biết quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể tốt nhưng vẫn rất kiên quyết nói ra thái độ của mình. Trì Trọng Văn không biết có phải do thái độ của mình có tác dụng hay không, tóm lại mộng đẹp của Trương Ân Quân không thành sự thật. Sau đó do trưởng phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đinh Hoa đến làm phó bí thư thị ủy Côn Châu. Đinh Hoa này hiển nhiên là người Triệu hệ. Trì Trọng Văn mới đầu còn lo lắng Đinh Hoa sẽ ngã về Ngô Nguyên Tể, nhưng sau một thời gian quan sát y phát hiện Đinh Hoa không phải như mình lo lắng. Mặc dù Đinh Hoa có quan hệ tốt với Ngô Nguyên Tể nhưng không phải không có chủ kiến. Ở hội nghị thường ủy có mấy lần Đinh Hoa đưa ra ý kiến của mình, không thay đổi vì thái độ của Ngô Nguyên Tể. Điều này làm Trì Trọng Văn thở dài một tiếng. Đinh Hoa là nhân vật đáng để quan hệ, mà người sau lưng Đinh Hoa là Triệu Quốc Đống càng quan trọng hơn. Cho nên nghe nói Triệu Quốc Đống muốn tới Cục Công an thành phố, y rất tự giác tới làm Đinh Hoa có chút bất ngờ. Thị trưởng Trì, trưởng ban Triệu đến sở khá muộn cho nên có thể đến Côn Châu muộn một chút. Trưởng ban Triệu phải gặp mặt ban giám đốc, sau đó nói đến tình hình công việc toàn tỉnh. Sở có thể mời được trưởng ban Triệu đến cũng không dễ. Vương Thiết lạnh nhạt nói. Vương Thiết vốn là tổng đội trưởng tổng đội phòng chống ma túy tỉnh xuống làm cục trưởng Cục Công an thành phố Côn Châu. Năm ngoái lên chức phó giám đốc sở, vẫn còn kiêm chức cục trưởng Cục Công an Côn Châu. Thị xã Côn Châu đã có ý không hài lòng, cho rằng Vương Thiết kiêm chức sẽ ảnh hưởng đến tinh lực làm việc ở Côn Châu. Hơn nữa Vương Thiết là cán bộ từ tỉnh phái xuống, không có quan hệ mấy với thị xã cho nên ở thị xã đã có ý muốn Vương Thiết thoát khỏi chức cục trưởng Cục Công an thành phố, để thành phố Côn Châu bố trí người thích hợp tiếp nhận vị trí này. Nhưng điều này lại không phù hợp ý kiến của sở công an. Bản thân Vương Thiết cũng không muốn rời khỏi chức cục trưởng Cục Công an thành phố Côn Châu. Vì thế Cục Công an thành phố vẫn ở hoàn cảnh khá vi diệu. Trì Trọng Văn đúng là không quá hài lòng Vương Thiết vẫn nắm chứa cục trưởng Cục Công an thành phố. Lúc y làm phó bí thư thị ủy thì y đã nói với Vệ Cơ Thành yêu cầu cần chọn lại người làm cục trưởng Cục Công an thành phố nhưng Vệ Cơ Thành không biết xuất phát từ nguyên nhân nào mà không đồng ý. Sau khi Ngô Nguyên Tể đến, Trì Trọng Văn cũng đề nghị với Ngô Nguyên Tể. Nhưng Ngô Nguyên Tể do mới tới nên không tỏ thái độ rõ ràng. Trì Trọng Văn có chút tức giận, y hiểu ý của Vương Thiết. Lần này sở làm chủ, không phải do thành phố Côn Châu làm chủ cho nên đến sớm hay muộn do sở công an quyết định. Vương Thiết cũng biết Trì Trọng Văn không thích mình, chẳng qua y không thèm để ý tới Trì Trọng Văn, nói chuyện cũng không cần phải khách khí. Người quyết định y đi hay ở chỉ có hai người, một là bí thư thị ủy Côn Châu, Ngô Nguyên Tể, một là giám đốc sở công an. Chu Khởi Vinh. Trì Trọng Văn đừng nói chỉ là quyền thị trưởng, dù được tuyển thành thị trưởng thì cũng không có bao quyền lên tiếng với việc đi hay ở của mình. Lão Vương, ở sở có bao thứ cần nghe chứ? Muốn xem thì phải xuống cơ sở, tôi nghe nói trưởng ban Triệu vốn đã làm cảnh sát 1-2 năm nhưng làm ở đồn công an. Tôi nghĩ trưởng ban Triệu có hứng nhất chính là đi thăm đồn công an và các ngành chiến đấu như cảnh sát hình sự. Trì Trọng Văn rất tự nhiên phản kích. Vương Thiết cũng biết mình không thể quá mức. Trì Trọng Văn rõ ràng đã tức, đứng đây hơn nửa tiếng thì ai mà chịu nổi chứ. Cho nên y chủ động lui một bước. Ừ thị trưởng, tôi gọi điện dục một chút. Xe Kesida cuối cùng đã từ từ tiến vào trụ sở Cục Công an thành phố. Các lãnh đạo sớm chờ ở cửa lập tức ra đón. Cảnh sát chờ bên cũng nhanh chóng đứng thành hai hàng. Hôm nay thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Quốc Đống dẫn đoàn đến kiểm tra chúng tôi xây dựng tổ chức, cơ cấu biên chế của cơ quan công an. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống đi điều tra đội ngũ trinh pháp. Đương nhiên hắn là trưởng ban tổ chức cán bộ chứ không phải bí thư, chủ tịch tỉnh, nên điều tra đội ngũ trinh pháp cũng khác. Sở công an nhiều lần gửi văn bản đến ban tổ chức cán bộ về việc biên chế đội ngũ công an toàn tỉnh không đủ, trang bị cho cán bộ còn thiếu, còn yếu, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và sở nội vụ tiến hành điều tra hiện trạng của hệ thống công an, nghiên cứu tăng cường biên chế và đề cao cấp bậc đội ngũ công an. Vấn đề này là mang tính cả nước, giống như kinh phí không đủ, trang bị lạc hậu vậy. Theo thời gian thay đổi, việc phát triển và trưởng thành của đội ngũ công an cũng mang đến nhiều vấn đề phức tạp. Chẳng qua có vài tỉnh thành có tình hình tốt hơn một chút, có tỉnh thì kém hơn do lãnh đạo có chú trọng công tác công an hay không. Điền Nam có nhiều dân tộc thiểu số, là nơi có tình hình buôn bán ma túy rất phức tạp, điều này làm tình hình an ninh trật tự của Điền Nam khá kém. Vấn đề kinh phí. Biên chế và trang thiết bị đã hạn chế đội ngũ chính pháp phát huy tác dụng,
cũng khiến cho hệ thống chính pháp Điền Nam nhất là đội ngũ công an luôn trong trạng thái ứng phó. Cơ cấu biên chế của tỉnh do Đào Hòa Khiêm chủ trì, Trử Liễu, Triệu Quốc Đống và Thương Vô Bệnh làm phó, thành viên cũng có lãnh đạo của mấy ngành quan trọng của tỉnh như Ủy ban tỉnh, Sở Công an, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư. Triệu Quốc Đống xuất thân công an nên khá quan tâm vấn đề mà công tác công an gặp phải. Khi Sở Công an gửi tình hình lên Liêu Cương, Liêu Cương cũng báo cáo với hắn. Triệu Quốc Đống cũng xem qua và rút thời gian đi điều tra vấn đề xây dựng tổ chức và biên chế của các cơ quan công an. Nhưng hắn cứ phải hủy lịch đến 2-3 tháng mà không dành được thời gian rồi kéo dài tới bây giờ. Giám đốc Sở Công an, Chu Khởi Vinh tự mình đi cùng, đoàn người Triệu Quốc Đống sau khi nghe báo cáo ở Sở Công an liền đến Cục Công an thành phố Côn Châu điều tra, sau đó chiều tới Tổng đội Cảnh sát Giao thông tỉnh điều tra. Nhìn đám cảnh sát đứng chỉnh tế bên ngoài, Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Không lâu trước đây hắn cũng là một nhân viên trong đó nhưng bây giờ đã là người ngoài cuộc. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn coi là người ngoài cuộc. Hắn bây giờ là lãnh đạo tỉnh ảnh hưởng lớn đến đội ngũ công an. Đinh Lập Cương dẫn theo mấy người từ bên kia tiến về thì thấy có xe ô tô đỗ đó liền biết lãnh đạo tỉnh ủy đã đến. Y thầm kêu khổ trong lòng. Lúc này Khương Hồng đang xanh mặt vẫy vẫy bọn họ ra hiệu bọn họ vòng qua xe nhập đội, đừng để lãnh đạo thấy. Dẫn đầu xuống xe là bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Công an Chu Khởi Vinh, đi sau đó là Triệu Quốc Đống, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc thường trực sở, Khổng Hàm Đông cùng với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, giám đốc Sở Nội vụ Liêu Cương, phó giám đốc Sở Lao động tỉnh Bồ Hữu Quốc. Chu Khởi Vinh xuống xe thấy chỉ Trọng Văn làm y khá kinh ngạc. Hôm nay Triệu Quốc Đống thay mặt ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến điều tra công việc của cơ quan công an trong tỉnh. Cục Công an thành phố Côn Châu chẳng qua chỉ là một điểm. Trường hợp này Côn Châu có một phó bí thư thị ủy đến là đủ lễ phép. Vị quyền thị trưởng này cũng đến xem ra mặt mũi của trưởng ban Triệu đúng là lớn. Đoàn người Triệu Quốc Đống vừa xuống xe bắt tay chỉ Trọng Văn, Đinh Hoa, Quách Tông Lâm, Vương Thiết thì sái cảnh sát đi vòng qua bãi đỗ xe xuất hiện trước mặt. Quyền 17, chương 127. 7-8 người này có lẽ là cảnh sát đột nhiên muốn xen vào, có lẽ mới đi ăn xong nên chạy vào làm đội hình hơi loạn. Mặt Chu Khởi Vinh thoáng cái xa sầm lại, mà mặt Vương Thiết cũng trở nên xanh mét. Mà Khương Hồng đồng ý cho mấy tên này đi ăn sáng càng tái nhợt mặt lại. Đinh Lập Cường đột nhiên phát hiện vẻ mặt Khương Hồng không đúng. Y đi sau cùng, miệng vẫn còn vệt mỡ chưa lau hết, tay vẫn cầm mũ chưa kịp đội lên, hai mắt đỏ lên vì thiếu ngủ lúc này nhìn qua như là tác dụng của rượu. Đinh Lập Cường quay đầu lại nhìn. Đứng phía trước 10 mét không phải cục trưởng thì là ai? Bên cạnh người có ba sao kia nhất định là giám đốc Chu trên sở, mắt hai người đều tóe lửa nhìn chằm chằm vào y. Cục trưởng Chu gần như là gần thành tiếng nói. Cậu ở ngành nào mà không về đội? Đinh Lập Cường gần như nửa tỉnh nửa mê vọt vào trong đội, nhờ đồng nghiệp chỉ điểm thì mới đứng vào vị trí của mình. Tiếng hô nghiêm của người chỉ huy nghe qua rất tức cười. Chu Khởi Vinh rất tức giận, tên Vương Thiết này làm gì thế không biết nữa. Đã sớm bảo hắn chuẩn bị từ trước. Chỉ đứng vài phút mà thôi, đoàn người Triệu Quốc Đống vào trụ sở là giải tán. Ấn tượng đầu tiên phải đảm bảo chỉnh tề, nghiêm trang không ngờ lại thành như vậy, không chừng sẽ làm cho đối phương thấy bộ mặt đội ngũ cảnh sát Điền Nam đều là như vậy, bề ngoài chỉ là làm cho có. Vẻ mặt Triệu Quốc Đống cũng khá lạ, ánh mắt đang tìm kiếm trong đội cảnh sát kia. Nhưng thật ra vẻ mặt Liêu Cương lại khá đặc sắc, vừa nhìn là biết bọn họ có ấn tượng rất sâu với tình hình trước mặt. Vương Thiết không cần nghĩ cũng biết giám đốc Chu đang rất tức giận, mặt xa sầm lại không nói được nửa câu. Mà vẻ mặt chỉ Trọng Văn, Đinh Hoa cũng không tốt gì, đương nhiên là rất bất mãn vì chuyện vừa nãy. Vương Thiết cũng không biết cảnh sát vừa nãy tên là gì nhưng biết đó là người của đội cảnh sát hình sự, từ vẻ mặt của Khương Hồng là y nhìn ra được. Ấn tượng đầu tiên đã mất, Vương Thiết vừa buồn bực vừa tức giận, sớm biết thế đừng bảo nhóm này đứng đây để phản tác dụng. Không khí có chút xấu hổ. Cũng may giọng sang sảng của cán bộ chỉ huy cứu lại một chút. Triệu Quốc Đống cũng ra vẻ tán thành với những gì cán bộ chỉ huy báo cáo, sau đó chủ động bắt tay từng chiến sĩ cảnh sát. Chu Khởi Vinh và Vương Thiết không nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ làm như vậy. Bọn họ vốn nghĩ Triệu Quốc Đống nghe báo cáo xong sẽ trực tiếp đến thăm trung tâm chỉ huy, không ngờ lại đi bắt tay cảnh sát. Được Chu Khởi Vinh ra hiệu, Vương Thiết vội vàng tiến theo hai bước đi trước Triệu Quốc Đống để ra hiệu các cảnh sát chào, đồng thời y cũng giới thiệu. Trưởng ban Triệu, đây là đại đội 1, 2 của Cục Công an thành phố Côn Châu chúng tôi, đại đội 3 là các nữ cảnh sát.
Đại đội 3 đã được lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen, Bí thư tỉnh ủy Thái cũng từng chuyên môn khen ngợi đại đội 3. Đây là đại đội trưởng đội cảnh sát cơ động của cục, đây đều là anh em trong đội. Bọn họ nhiều lần giúp đỡ đội cảnh sát hình sự, đội chống ma túy hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, cũng từng phá các vụ án lớn như chống khủng bố, bắt cóc. Đây là Đinh Lập Cường, đội trưởng đội 2, đại đội cảnh sát hình sự của cục, đồng chí này đã lãnh đạo anh em cấp dưới liên tục chiến đấu vài ngày, đến 3 giờ sáng hiệu quả thành công bắt toàn bộ kẻ tình nghi vụ án hiếp dâm, bọn họ còn chưa được nghỉ ngơi. Vương Thiết cũng muốn lấy lại chút mặt mũi, thấy Triệu Quốc Đống đi tới trước mặt Đinh Lập Cường, Đinh Lập Cường vừa nãy có bộ dạng không ra gì nên vội vàng giới thiệu. Đinh Lập Cường. Triệu Quốc Đống dừng lại, hai mắt mở to, thật sự là Đinh Lập Cường. Vương Thiết thấy Triệu Quốc Đống đột nhiên dừng lại trước mặt Đinh Lập Cường không khỏi lo lắng vì không biết Triệu Quốc Đống có ý gì. Là nghi ngờ đêm qua mấy tên Đinh Lập Cường không phải làm cả đêm mà chỉ ngồi đánh bạc, hay là thấy Đinh Lập Cường đúng là rất vả vả. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Triệu Quốc Đống, hình như là nhớ ra gì đó. Đinh Lập Cường ưỡn ngực nhìn không chớp mắt về phía trước. Y không ngờ lãnh đạo lại dừng trước mặt mình không đi làm y có chút kinh ngạc. Dù mình vừa nãy biểu hiện không được nhưng lãnh đạo sao lại chấp nhân viên như vậy? Khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mặt, ồ, sao lại trông quen như vậy? Mặc dù đã cách 10 năm không gặp nhưng 2 năm ở đội võ của trường, Đinh Lập Cường và Triệu Quốc Đống rất hay chạy bộ, đấm bao cát, nhảy ếch, bơi lội, thậm chí vô số lần thua dưới tay vị sư huynh này. Sư huynh còn mang theo đóa hoa đẹp nhất trường là Đường Cẩn đi rêu rao. Đám người ở đội võ thuật đều đứng ra làm hộ hoa sứ giả, nếu không phải vậy thì chỉ sợ Đường Cẩn sẽ rước lấy vô số con ruồi. Đường Cẩn trông như thế nào thì Đinh Lập Cường vẫn nhớ rõ, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ngây thơ, một đôi yêu nhau tha thiết. Kết quả của bọn họ về sau như thế nào thì Đinh Lập Cường không biết, chẳng qua y biết lúc ấy sư huynh rất yêu Đường Cẩn. Liên tiếp ký ức xẹt qua đầu Đinh Lập Cường, nhưng y đã nhanh chóng trở lại xã hội thực. Người trẻ tuổi trước mặt này chính là Triệu Quốc Đống. Liên lạc sư huynh Triệu Quốc Đống ở trường cảnh sát cùng với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, Triệu Quốc Đống lại với nhau thì dù ai có năng lực ảo tưởng tốt đẹp đến đâu thì chỉ sợ cũng không làm được. Sư huynh, Đinh Lập Cường vô thức kêu lên hai tiếng. Lập Cường, thật sự là cậu. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Lúc trước đối phương từ phía sau xe chạy tới thì hắn đã thấy hơi quen mắt. Sáng mỗi ngày lúc ở trường cảnh sát mọi người đều chạy bộ với nhau, Đinh Lập Cường có sức chịu đựng tốt. Luôn chạy ở phía trước, mặc dù chạy chậm hơn hắn một chút nhưng quan hệ của cả hai vẫn khá thân. Chẳng qua hắn tốt nghiệp một năm thì Đinh Lập Cường mới tốt nghiệp. Sau đó nghe nói Đinh Lập Cường tán một cô em học ở trường đại học sư phạm sang Điền Nam. Chu Khởi Vinh và Vương Thiết nhìn nhau, Triệu Quốc Đống nhận ra một hai cảnh sát là bình thường nhưng tình huống bây giờ lại không hay. Vẻ mặt hai người cho thấy quan hệ không kém, còn có vẻ nhiều năm không gặp. Triệu Quốc Đống đã không phải cảnh sát ngày xưa. Hắn rất nhanh ý thức được mình thể hiện không ổn. Chẳng qua hắn rất vui vì ở Điền Nam này còn gặp một bạn học thân khi còn đi học. Thấy Chu Khởi Vinh và Vương Thiết đang nhìn tới, Triệu Quốc Đống biết nếu không giải thích sẽ không tiện, nhưng lúc này lại không tiện nói nhiều. Hắc hắc, Giám đốc Chu, thị trưởng Trì, Giám đốc Phương, xin lỗi, đây là một sư đệ của tôi đã hơn 10 năm không gặp. Hôm nay đột nhiên gặp nên có chút kích động. Chu Khởi Vinh và Vương Thiết bừng tỉnh. Triệu Quốc Đống và Đinh Lập Cường có tuổi tương đương, hơn nữa Triệu Quốc Đống đã từng làm cảnh sát 2 năm, chẳng qua từ sư huynh, sư đệ nghe không được tự nhiên. Trong đội ngũ cảnh sát mặc dù cũng có cách gọi này nhưng đó chỉ là gọi lén chứ không dùng trong lúc làm việc. Tôi và Đinh Lập Cường đều tốt nghiệp trường cảnh sát An Nguyên, tôi hơn cậu ta một khóa, lại cùng ở đội võ thuật trường, chỉ là không ngờ tên này lại chạy đến Cục Công an thành phố Côn Châu. Triệu Quốc Đống giải thích hai câu rồi không nói nữa. Lập Cường ở Côn Châu là tốt rồi, chúng ta tìm thời gian tâm sự. Trung tâm chỉ huy Cục Công an thành phố Côn Châu xây dựng khá quy mô. Sau đó mọi người xem diễn tập của lực lượng cảnh sát. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không chú ý mấy, mặc dù hắn cố làm mình bình tĩnh ở vẻ bên ngoài. Nhưng Đoạn Tự Lập làm thư ký nên biết tâm trạng của sếp không yên. Tự Lập, cậu đi tìm Đinh Lập Cường kia, đưa số điện thoại của tôi cho cậu ta, cũng lấy số của cậu ta. Ừ, chưa không được. Bảo tối cậu ta gọi cho tôi. Triệu Quốc Đống nhân lúc vào nhà vệ sinh rồi bảo Đoạn Tự Lập. Quyển 17, chương 128. Đinh Lập Cường nửa tỉnh nửa mê bị một đám người đẩy vào văn phòng. Kể cả chính ủy đại đội Cửu Đức Phương và đại đội trưởng Khương Hồng cũng ở trong, các anh em đại đội đều nhìn hắn với ánh mắt đầy hâm mộ,
gần như muốn hỏi cung Đinh Lập Cường để hắn nói xem hắn và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao lại là sư huynh, sư đệ. Thấy các lãnh đạo đều nhìn mình với ánh mắt chờ mong, Đinh Lập Cường không biết lên tiếng từ đâu. Chuyện hơn 10 năm trước đã có nhiều thứ bị trôi theo thời gian, nhưng có nhiều thứ chỉ hơi nhớ lại là rõ ràng. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Đinh Lập Cường ở trường cảnh sát đúng là rất tốt, đội võ thuật là quần thể có phạm vi nhỏ, tổng cộng chỉ hơn 20 người, bình thường đều là người của năm ba. Chẳng qua Đinh Lập Cường từ nhỏ thích võ nên tập từ nhỏ, vì thế lúc vừa vào trường đã được tuyển vào đội võ thuật. Khi ấy Triệu Quốc Đống ở trong đội võ cũng là nhân vật có chút lai lịch. Trong mỗi lần so đấu ai muốn vượt qua Triệu Quốc Đống để đứng đầu đều là mơ hão. Đinh Lập Cường vào đội võ cũng có chút kiêu ngạo vì mình giỏi, cũng từng thử đấu vài lần với Triệu Quốc Đống kết quả đều bại trận, bị đánh cho bầm dập. Triệu Quốc Đống nổi tiếng toàn trường là khi hắn cởi bộ đồ học tập thì cũng hái được đóa hoa đường cẩn của trường. Triệu Quốc Đống về ngoại hình, gia thế và thành tích đều chỉ có thể nói là bình thường, ngoài đánh đấm được ra thì cái khác không đáng nhắc tới. Nhưng trong trường không phải dựa vào tay chân là xưng vương xưng bá được. Trong trường có nhiều sinh viên là con quan chức, lãnh đạo, điều kiện của Triệu Quốc Đống căn bản không phải là tốt so với nhiều sinh viên khác. Đường Cẩn hình như là con em cảnh sát cục công an thành phố An Đô, hơn nữa người xinh đẹp, là công chúa của trường, đám sinh viên trong trường đều có ý đồ với Đường Cẩn. Nhưng cuối cùng không ai thành công mà Đường Cẩn lại bị Triệu Quốc Đống hái mất, điều này làm rất nhiều người bất ngờ. Cũng vì nguyên nhân này mới khiến Triệu Quốc Đống thành nhân vật có tiếng của trường cảnh sát tỉnh. Đinh Lập Cường và Triệu Quốc Đống quen thuộc cũng là sau mấy lần đấu võ. Lúc ấy Đinh Lập Cường cũng hiểu Triệu Quốc Đống mặc dù không có gì đặc biệt nhưng đầy tính đàn ông, làm việc quyết đoán, đã nói được là làm được. Giống như hắn nói sẽ tán được Đường Cẩn, cuối cùng đã thành công. Việc này làm mọi người trong đội võ đều phục. Hơn nữa Triệu Quốc Đống rất hào sảng. Mặc dù điều kiện gia đình không quá tốt nhưng chỉ cần anh trong đội gõ lên đầu là hắn không từ chối. Nhất là lấy cớ hắn tán được Đường Cẩn càng gõ suốt, hắn lập tức vỗ ngực. Tối là anh em có thể ra ngoài quán ngồi nhậu đến đêm. Triệu Quốc Đống tốt nghiệp được phân về huyện, sau đó xuống đồn công an. Về sau Đinh Lập Cường và bạn gái điều tới một phòng công an ở huyện của Côn Châu, Đinh Lập Cường dựa vào năng lực của mình từng bước được lãnh đạo của đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố coi trọng nên được điều tới cục công an thành phố. Thoáng cái đã hơn 10 năm, Đinh Lập Cường cảm thấy mình ở Cục Công an thành phố làm khá tốt. 35 tuổi đã làm đội trưởng đội trọng án số 2, là cán bộ cấp phó khoa, coi như là khá ổn ở đội ngũ cảnh sát. Nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu Quốc Đống, Đinh Lập Cường mới cảm thấy chênh lệch giữa mình và vị sư huynh này là lớn đến như thế nào. Ngay cả cục trưởng cũng phải cúi đầu thấp mắt, Triệu Quốc Đống đến Cục Công an nghe báo cáo công việc, điều tra công việc, giúp Cục Công an thành phố giải quyết vấn đề. Khương Hồng là người không thể chấp nhận sự thật này nhất. Đinh Lập Cường là bạn học của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hơn nữa còn là huynh đệ. Khương Hồng nhìn Đinh Lập Cường vài vòng sau đó không nhịn được sự tò mò. Đại Đinh, trưởng ban Triệu thật sự là cùng trường cảnh sát An Nguyên với cậu. Đinh Lập Cường có chút do dự sau đó gật đầu nói. Ừ, hắn hơn tôi một khóa, công phu rất tốt. Hắn sau khi tốt nghiệp được phân về huyện. Tình hình sau đó do tôi tới Điền Nam nên mất liên lạc. Đại Đinh, thật sự không nghĩ ra nổi. Trưởng ban Triệu không ngờ cũng từng làm cảnh sát, lại còn tốt nghiệp cùng trường với cậu. Cậu nói xem trưởng ban Triệu sao có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh ta. Cửu Đức Phương cũng thở dài không thôi. Cảnh sát đi ra ngành ngoài không nhiều, hơn nữa con đường rất hẹp, làm tốt cùng lắm là sang bên chính pháp, nhảy sang bên chính quyền là rất ít. Nhưng vị trưởng ban Triệu này đã phá vỡ thông lệ đó. Các đồng nghiệp khác cũng vây lấy Đinh Lập Cường mà hỏi han, chuyện này là điều không ai nghĩ đến nên đương nhiên thành đề tài được chú ý nhất. Đoạn Tự Lập cùng đi với phó chánh văn phòng Cục Công an thành phố đi tới trụ sở của đại đội cảnh sát hình sự. Trước đó y cũng chỉ biết xếp vốn làm cảnh sát nhưng chỉ là 2-3 năm ngắn ngủi rồi nhảy sang làm bên chính quyền. Đó là việc ở tỉnh An Nguyên, không ngờ đến Điền Nam lại có một người vốn là bạn học của xếp. Hơn nữa xem ra quan hệ không kém. Nhìn thấy một nhóm người vây quanh Đinh Lập Cường để hỏi han, Đoạn Tự Lập có chút buồn cười. Nhưng y cũng hiểu, dù sao đều là đồng nghiệp đột nhiên có người là bạn học của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đây không phải tin tức rất lớn ư. Phó chánh văn phòng gọi Đinh Lập Cường ra, Đoạn Tự Lập truyền đạt lại lời của lãnh đạo, lấy số điện thoại của đối phương, sau đó cho số điện thoại của sếp, dặn đối phương số điện thoại này là số cá nhân của sếp, không được tùy tiện lộ ra ngoài. Mãi cho đến khi Đoạn Tự Lập đi,
Đinh Lập Cường vẫn chưa tỉnh táo lại. Lãnh đạo và đồng nghiệp lại vây lấy hỏi han. Đinh Lập Cường không tiện nói nên đành bảo đó là thư ký của trưởng ban Triệu muốn số điện thoại của mình. Từng người đều chúc mừng nói Đinh Lập Cường bám được cành cao, sắp lên như diều gặp gió. Điều này làm Đinh Lập Cường dở khóc dở cười. Thoáng cái hơn 10 năm mà Triệu Quốc Đống đi đến bước này, tính cách có thay đổi gì không thì Đinh Lập Cường không biết. Nhưng Đinh Lập Cường có thể biết Triệu Quốc Đống bây giờ không phải sư huynh ở đội võ ngày xưa. Có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, một câu nói của Triệu Quốc Đống sẽ làm cho mấy chục năm làm việc của mình sau này sẽ thay đổi rất nhiều. Đinh Lập Cường thậm chí có thể tưởng tượng chờ cuộc điều tra kết thúc thì vận mệnh của mình có thể sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Từ ánh mắt chính ủy và đại đội trưởng, Đinh Lập Cường cũng có thể thấy được tia biến hóa. Mặc dù bọn họ không nói nhưng cũng là muốn gần gũi với mình. Cứ gọi tôi là sư huynh, nơi này chỉ có hai chúng ta, đã lâu không nghe gọi như vậy, nghe thấy rất thân thiết. Triệu Quốc Đống vừa nói vừa nhớ lại chuyện trước đây. Có thể gặp một bạn học hồi xưa ở tại Điền Nam này đúng là không dễ. Hơn nữa lại là sư đệ ở đội võ thuận nữa. Đủ chuyện ùa lại trong đầu làm hắn cũng thấy mơ hồ. Hắc hắc, tôi cũng thấy gọi sư huynh thân thiết hơn, gọi trưởng ban Triệu nghe cứ sau đó. Đinh Lập Cường mặc dù phóng khoáng nhưng đầu óc phản ứng rất nhanh. Có thể ngồi nói chuyện một mình với Triệu Quốc Đống như thế này, mặc dù đối phương chỉ muốn nhớ lại ít chuyện cũ nhưng cơ hội đó sợ là bao người đều mơ ước. Ít nhất ngay cả cục trưởng Vương cũng đến hỏi mình đủ thấy sức ảnh hưởng mà vị sư huynh này mang tới. Ồ, sau này chỉ có hai chúng ta thì cậu gọi tôi là sư huynh, còn trước mặt người ngoài nên gọi như thế nào thì cứ gọi như vậy. Ai bảo chúng ta phải mang mặt nạ làm người chứ? Triệu Quốc Đống rất hài lòng với sự cơ trí của Đinh Lập Cường. Bạn gái cậu vẫn là cô bé học trường sư phạm đó chứ? Bây giờ công tác ở đâu? Ừ, tôi còn có thể thay ngựa sao? Cô ấy đang dạy ở trường Nhất Trung, Côn Châu. Đinh Lập Cường nói sau đó hỏi tiếp. Chị Đường Cần vẫn khỏe chứ sư huynh? Hình như là làm việc ở Cục Công an thành phố An Đô, tôi đã lâu không liên lạc. Đinh Lập Cường thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống lúc này, y không khỏi muốn tát vào miệng mình. Y cũng biết tình yêu hồi sinh viên có mấy đôi thành công. Mình không phải tự tìm đánh khi nhắc tới việc này sao? Quyển 17, chương 129. Sau khi Đinh Lập Cường đi, Triệu Quốc Đống vẫn chìm đắm trong chuyện cũ. Đủ loại chuyện trước đây làm hắn có cảm giác như nhai lại, chuyện cũ một lần nữa nhảy ra trong đầu. Bạn học trường cảnh sát ngày xưa hắn không liên lạc mấy, hầu hết cũng là mất liên lạc sau khi hắn thôi làm cảnh sát, mà một bộ phận do hắn không ngừng lên chức làm cho dần phai nhạt đi. Triệu Quốc Đống cũng rất bất đắc dĩ, không phải hắn vụ lợi mà thực tế chính là như vậy. Quan hệ không tốt nghĩ đến muốn quan hệ gần thì thấy không tiện. Quan hệ tốt lại nghĩ không nên dính vào vầng hào quang nên dần nhạt đi. Hắn đã từng gọi mấy cuộc điện nhưng lúc ấy hoặc là làm phó thị trưởng Hoài Khánh, sau đó lại từ thị trưởng điều tới bộ năng lượng nên quan hệ với bạn học gần như cắt đứt, có lẽ liên lạc duy nhất chính là Trình Giao. Đinh Lập Cường thì khác, hắn đây là tình cờ gặp được đối phương, hơn nữa quan hệ giữa hắn và Đinh Lập Cường cũng khác. Anh em ngày xưa trong đội võ rất hay giúp nhau. Vì bảo vệ Đường Cần thuộc mình mà anh em trong đội đã từng thay mình xử lý không ít tên. Chẳng qua Đường Cần bây giờ đã là quá khứ. Khuôn mặt xinh xắn của Đường Cần và cơ thể trơn mịn lại hiện lên trong đầu hắn, thậm chí còn cả Khổng Nguyệt và Cao Thiền. Hai cô gái này cũng đã thành quá khứ. Khổng Nguyệt mấy năm qua gần như không về nước, mà Cao Thiền hình như làm việc ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh An Nguyên. Ký ức ngày xưa cứ thế sâu chuỗi lại do sự xuất hiện của Đinh Lập Cường. Tạo thành một sợi xích làm Triệu Quốc Đống có thể nhớ từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ. Cảm giác này rất đặc biệt. Đêm đó Triệu Quốc Đống đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Điều tra công tác công an là một phần rất bình thường trong công việc của hắn. Công tác tổ chức thoạt nhìn đơn giản nhưng lại liên quan nhiều mặt. Tình huống sở công an báo cáo lên về cơ bản là thật, nhất là tình hình ở Cục Công an thành phố Côn Châu càng đột xuất. Triệu Quốc Đống cũng từ Đinh Lập Cường mà biết không ít tình huống. Vấn đề biên chế thiếu hụt khiến cho cảnh sát về cơ bản mất quyền lợi nghỉ ngơi, điện thoại di động không thể tắt máy, luôn trong tình trạng đợi lệnh. Rất nhiều cảnh sát gặp áp lực tâm lý rất lớn, gia đình mâu thuẫn, thu nhập đãi ngộ thấp nên khiến cho đội ngũ cảnh sát xuất hiện nhiều vấn đề. Triệu Quốc Đống khi ghi ý kiến cũng mời Sở Nội vụ cần tăng cường biên chế cho đội ngũ cảnh sát, giải quyết những vấn đề mà đội ngũ công an đang gặp phải, đưa ra phương án có tính khả thi trình lên tỉnh ủy tiến hành thảo luận, cố gắng giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ có thể làm như vậy cho đội ngũ công an. Ban tổ chức cán bộ chỉ có thể đưa ra ý kiến,
đốc thúc các ngành chức năng giải quyết. Triệu Quốc Đống cũng tin có mình cực lực đốc thúc thì bên các sở ban ngành khác cũng sẽ làm nhanh hơn. Ninh Lập Cường hai tuần sau được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng công an quận Tây Lĩnh, trong này không thể không nhờ mối quan hệ giữa y và Triệu Quốc Đống. Sao, một chức phó trưởng phòng mà làm cậu hưng phấn như vậy sao? Triệu Quốc Đống ra hiệu Đinh Lập Cường tự rót trà. Cậu coi như điều ngang cấp mà. Phó trưởng phòng công an quận Tây Lĩnh và đội trưởng đội trọng án số 2 đều là cấp phó trưởng phòng, không thể nói là đề bạt. Sư huynh, anh đây chỉ biết một chứ không biết hai. Tôi ở đội trọng án mặc dù là cấp phó trưởng phòng nhưng dưới tay chỉ có hơn 10 người, ngoài làm việc chính là làm việc. Hơn nữa làm mệt không nói, không chừng hơi chút là đắc tội người. Nhưng phó trưởng phòng Tây Lĩnh là sao? Nói là cấp phó trưởng phòng nhưng sợ là ở cục công an thành phố có không ít cán bộ cấp trưởng phòng nếu được điều tới đều chạy thật nhanh đi làm. Mặt Đinh Lập Cường ửng hồng, tự rót trà cho mình. Ở đây y không dám làm phiền thư ký của Triệu Quốc Đống rót cho mình. Lý Vĩnh Cương tôi không sợ, mệt chút cũng không sợ, làm công an chính là như vậy. Sợ là bên trên giao một ít vụ án không có đầu mối mà lãnh đạo luôn kêu gào phá nhanh, không phá được chỉ chờ ăn mắng, lãnh đạo đâu nói điều kiện. Hơn nữa còn dính tới đủ loại quan hệ, hơi không để ý là đắc tội với người. Cái khác không nói, chỉ riêng đãi phần đãi ngộ cũng khác. Tôi làm ở đội trọng án có một xe Zeta nhưng đây là xe dùng chung của cả đội. Đến Tây Lĩnh làm phó trưởng phòng được một xe Passat ngay, đây không phải ưu đãi cho riêng tôi. Các phó trưởng phòng khác cũng thế, trưởng phòng và chính ủy đều là xe Accord. Ninh Lập Cường vẫn chìm đắm trong cơn hưng phấn vì được điều chỉnh công tác. Sau một tuần y rất nhanh quen thuộc với công việc, y giống như một tên nghèo đối biến thành người có tiền, tâm lý thay đổi đúng là không dễ điều chỉnh. Lập Cường, điều kiện tốt cũng là vì để triển khai công việc, tôi sao thấy cậu giống như là đang hưởng thụ vậy? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Sư huynh, tôi không phải mới đi sao? Thấy lạ một chút nhưng tôi không chậm trễ trong công việc. Một tuần này tôi chạy xuống các đồn công an tìm hiểu tình hình, anh nhìn số cây xe tôi ngồi là biết. Ninh Lập Cường nghe thấy Triệu Quốc Đống phê bình mình nên vội vàng giải thích. Cậu biết là tốt rồi. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời với Ninh Lập Cường, có lẽ ai gặp chuyện này cũng sẽ hưng phấn vài hôm. Cậu cần phải có dự định rõ ràng trong công việc, nên làm như thế nào mới có thể triển khai công việc, làm thế nào mới đạt được thành tích, đây là vấn đề cậu cần suy nghĩ. Sư huynh yên tâm, điểm này tôi biết, tình hình an ninh trật tự của Tây Lĩnh không quá kém nhưng cũng không quá tốt. Tôi cũng nghĩ nên đi kiểm tra hết các xã thị trấn sau đó về đưa ra phương án. Ninh Lập Cường thu lại vẻ hưng phấn rồi nghiêm túc nói. Cậu bây giờ phụ trách công việc gì? Triệu Quốc Đống nói. An ninh trật tự, cũng không biết phòng nghĩ như thế nào nữa. Tôi xuất thân là cảnh sát hình sự lại để tôi phụ trách an ninh trật tự. Hắc hắc, không biết có phải là rèn luyện tôi không? Ninh Lập Cường cười cười tự giễu. Quản lý an ninh trật tự là việc tốt. Cậu nếu xuống công an quận thì cần phải làm quen với công việc một cách toàn diện, cả ngày vùi đầu điều tra vụ án không cớ lợi cho cậu. Tôi thấy đây là việc tốt, người ta muốn cũng không được việc tốt như vậy. Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Sư huynh, quản an ninh trật tự cũng đầy áp lực và mạo hiểm. Anh cũng biết Côn Châu ở ngay dưới mắt tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, chuyện gì cũng có thể lên tận trời, công việc không dễ triển khai, hơi xảy ra chút chuyện là sẽ khiến lãnh đạo cấp trên chú ý. Tôi đúng là không quá quen. Ninh Lập Cường nhăn nhó mặt mày. Không có tiền đồ, chút áp lực đó là có thể đè ngã cậu sao? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Đặt tâm trí vào làm việc là đủ, đừng suốt ngày nghĩ này nghĩ nọ. Hắc hắc, sư huynh, đè ngã thì không đến mức, chẳng qua đột nhiên bảo tôi không làm án đúng là thấy mất mát. Ninh Lập Cường cười khổ nói. Điều này có thể hiểu. Để cậu rời khỏi công việc mình yêu thích đến cương vị mới thì ai cũng có cảm giác đó. Chẳng qua nếu muốn trưởng thành thì cần phải đi bước này. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ninh Lập Cường có chút do dự sau đó nói. Sư huynh, tôi biết mình được điều chỉnh là nhờ anh, chẳng qua tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc, làm ra thành tích tuyệt đối không để anh bị nói này nói kia. Điểm này tôi tin mình làm được. Lập Cường, tôi không phủ nhận mình có tác dụng, đối với tôi mà nói việc này là rất đơn giản. Nhưng nếu như cậu làm không ra gì thì tôi có cố đến đâu cũng phí công. Cho nên cơ bản vẫn là do cậu. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi hy vọng cậu có thể làm xuất sắc ở cương vị mới. Quyển 17, chương 130.
Điều chỉnh công việc của Đinh Lập Cường đối với Triệu Quốc Đống mà nói là rất đơn giản, trên thực tế không cần hắn nhấc tay cũng có người ngầm hiểu ý. Người hiểu quy tắc quan trường như Vương Thiết thì cơ hội này y có thể không bắt được sao? Đương nhiên đối phương điều chỉnh như vậy cũng là hợp tình hợp lý, không ai tìm ra sơ sót gì. Đinh Lập Cường đã làm phó trưởng phòng được 2 năm, điều đến công an quận Tây Lĩnh làm phó trưởng phòng thì không phải là một câu nói sao. Ai còn có thể gây khó dễ? Chẳng qua chỉ 2 tuần đã điều chỉnh không thể không nói cục công an thành phố Côn Châu làm việc rất nhanh chóng, quyết đoán. Triệu Quốc Đống không thấy có gì ngạc nhiên về việc này. Bao người mơ tưởng muốn kéo gần quan hệ với hắn, cán bộ cấp phó giám đốc như Vương Thiết càng là như vậy. Hơn nữa có lẽ Triệu Quốc Đống là người có thể quyết định việc Vương Thiết có thể tiếp tục ở lại Côn Châu làm cục trưởng cục công an thành phố hay không. Tết Dương lịch Triệu Quốc Đống bay sang Dương Thành, Nam Việt với Cù Vận Bạch 2 hôm, cũng thăm Thanh Đào. Thanh Đào rất khỏe mạnh, càng lớn trông càng giống mẹ, đương nhiên cũng có vẻ giống Triệu Quốc Đống. Cù Vận Bạch rất thương con. Thuê một bảo mẫu tốt nghiệp đại học suốt ngày nói tiếng Anh với Thanh Đào cũng hay bi bô tiếng Anh nghe khá buồn cười. Thanh Đào có ấn tượng khá mơ hồ về Triệu Quốc Đống. Nhưng khi Triệu Quốc Đống xuất hiện trước mặt nó thoáng cái ý thức được người đàn ông này là bố mình. Khi nó phát hiện người khác có bố ở bên mà mình không có nên trong lòng vẫn tò mò và hỏi mẹ với dì bố mình tại sao không ở bên cạnh. Cù Vận Bạch thường hay đánh trống lảng, bây giờ Triệu Quốc Đống xuất hiện đã giải quyết giúp Cù Vận Bạch. Triệu Quốc Đống phải nói dối với Thanh Đào là công việc của mình khá đặc biệt nên không thường xuyên ở bên hai mẹ con. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn đã hứa cho Cù Vận Bạch một đứa con đầy đủ nhưng đứa bé thiếu tình cha sẽ không được hoàn chỉnh, vì thế hắn phải làm ra quyết định như vậy. Lúc này hắn mới ý thức được mình mang đến khó xử và mạo hiểm cho con. Mặc dù Cù Vận Bạch và Thanh Đào đã là người dân Hong Kong nhưng đủ loại mạo hiểm này vẫn như cũ khiến hắn có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào. Ở cấp độ phó tỉnh như Triệu Quốc Đống mà nói thì quan hệ ngoài luồng cũng không thể làm khó hắn. Nhưng nếu hắn có con với một người phụ nữ không phải là vợ thì đó chính là chứng cứ rất rõ ràng, tổ chức sẽ không dễ dàng tha thứ cho một cán bộ hủ hóa đến mức đó. Tổ chức kỷ luật sẽ không suy xét anh có nguyên nhân gì, cũng không vì anh là ai mà bỏ qua cho anh. Ít nhất điều này hoàn toàn đủ để anh không thể nào tiến lên được nữa. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng biết khả năng của việc này không lớn. Cù Vận Bạch và Thanh Đào đã định cư ở Hong Kong, Thanh Đào ngày sau sống và học chủ yếu ở Hong Kong. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng không hối hận, hắn không thể nào cắt đứt tình cảm với Cù Vận Bạch, cũng không thể cho Cù Vận Bạch một gia đình đúng nghĩa. Như vậy một đứa con chính là cách tốt nhất để bù đắp cho cô, mặc dù mạo hiểm hơn nữa thì hắn vẫn phải chịu trách nhiệm này. Chẳng qua làm khó Triệu Quốc Đống còn có những người khác như La Băng, Cổ Tiểu Âu, có lẽ La Băng còn có thể nghĩ một chút. Nhưng cô bé Cổ Tiểu Âu thì đúng là khó nắm bắt. Cô từng nói cô cảm thấy cuộc sống độc thân đã không thích hợp thì cô sẽ muốn có con, mà đứa con này chỉ có thể là do hắn cho cô. Những lời này Triệu Quốc Đống vẫn nhớ kỹ, không chừng ngày nào đó Cổ Tiểu Âu sẽ đòi. Phụ nữ có thể mang lại vô tận vui sướng và hạnh phúc cho đàn ông nhưng cũng sẽ mang lại vô vàn phiền não và nguy hiểm. Triệu Quốc Đống cảm thấy câu này rất chính xác với mình. Phong lưu khi còn trẻ mang lại hậu quả nên bây giờ phải nghĩ cách bù đắp. Mặc dù hắn không hối hận nhưng hắn phải đối mặt, hắn không thể nào cắt đứt tất cả quá khứ. Trần Đại Lực phun ra một hơi thuốc lẳng lặng nhìn dáng người đẫy đà gợi cảm từ xe Accord đi xuống, đối phương vào một công ty hàng không mua vé máy bay. Canh ả ta đã 2 năm, anh em cũng bắt đầu thấy chán nản, cảm thấy mình như bị ma ám mà suốt ngày đi theo dõi ả. Thậm chí có cả người còn nếu mình thật sự muốn ả thì không bằng tìm cơ hội cho ả vào bẫy. Coi Trần Đại Lực này là ai? Không sai, Trần Đại Lực này muốn ngủ với người phụ nữ đó, muốn sờ vào cặp mông căng tròn kia, muốn sờ nắn cặp vú kia. Chẳng qua không nhìn được việc nhỏ sẽ loạn việc lớn, Trần Đại Lực không phải loại người lỗ mãng không quản được thứ dưới mông. Ả ta không đơn giản, nếu thật sự bị mình hiếp chỉ sợ sẽ tự tử ngay. Trần Đại Lực muốn để Triệu Quốc Đống phải trả giá. Y muốn có tài nguyên cuồn cuộn chảy vào túi, y muốn làm cho ả ngoan ngoãn nằm trên giường quan hệ với mình, Trần Đại Lực muốn làm chính là việc này. Đương nhiên đây là ở tình huống tính toán của mình thành công. Chuyện này đúng là không dễ, tên Triệu Quốc Đống khôn khéo như hồ ly, mình cũng không thể lúc nào cũng canh ả này. Mình còn có công việc khác để làm, anh em bên dưới còn muốn sống. Trần Đại Lực tự nhận mình bây giờ cũng không quá kém, xe đã đổi sang Lexus G430. Anh em cũng đều có ô tô đi. Nhưng nghĩ đến ả này đều có thể đi xe Accord, cơn lửa giận sâu trong lòng Trần Đại Lực lại bốc lên.
Dựa vào cái gì? Xe mình và anh em đi đều là do ngày đêm làm việc vất vả, không cần biết mình dùng thủ đoạn gì nhưng ít nhất mình cũng chịu mạo hiểm, đi trên dây thừng, dùng hết đầu óc để kiếm tiền. Ả dựa vào gì mà đi xe xịn như vậy? Chỉ vì ả là người phụ nữ của Triệu Quốc Đống. Không công bằng. Mặc dù thế giới này vốn là không công bằng nhưng Trần Đại Lực muốn kiếm được một thứ công bằng. Tam Mao, cậu vào xem, ả chắc là muốn đi mua vé máy bay, chú xem ả đi đâu. Trần Đại Lực đẩy tên thanh niên đang ngồi bên cạnh. Lực ca, lại để em đi. Ả này có thể nhận ra em không? Bọn em theo dõi ả bao lần mà có tìm được gì đâu. Anh không chán sao? Anh nếu muốn chơi ả không bằng tìm cơ hội ra tay. Tên Tam Mao gãi đầu không vui nói. Cút, mày biết cái gì? Chuyện của Lực ca này còn cần cậu dạy. Trần Đại Lực tức giận nói. Cậu không nghĩ tới Lực ca đã từng đó năm không bỏ qua ả ta là vì nguyên nhân gì? Cậu cho rằng Lực ca này chỉ đơn giản muốn ngủ với ả sao? Cậu coi thường Lực ca này quá đó. Vậy Lực ca sao còn cố chấp như vậy? Tam Mao ngẩn ra. Trần Đại Lực đã mang theo một đám anh em lên Ando, bắt công trình. Anh em ai cũng thừa nhận Lực ca có bản lĩnh, nhìn chuẩn công trình, nhìn chuẩn người rồi bỏ đủ vốn liếng ra để lần theo. Một tháng không được thì ba tháng, không được lại nửa năm, cuối cùng có thể kiếm được thứ gì đó từ mục tiêu. Cuối cùng có thể lợi dụng mấy thứ này để đạt được mục đích đó là công trình. Tôi cố chấp đương nhiên là có lý do, cậu có lúc nào thấy cá lớn thoáng cái là đớp mồi không? Nóng này không ăn được đậu hũ. Tôi nói với cậu Tam Mao, đừng có mà học tính xúc động của anh cậu. Muốn làm việc lớn thì cần có nghị lực, có kiên nhẫn. Cậu đi theo Lực ca thì sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Trần Đại Lực cười lạnh một tiếng vỗ chiếc xe. Xe này đã đáng gì, đồ Nhật Bản thôi. Chờ một thời gian nữa Lực ca sẽ đổi xe BMW 7, xe này sẽ giao cho anh em cậu dùng. Mặt Tam Mao lập tức sáng bừng bên. Xe Lexus này quá tuyệt vời, y đã sớm muốn nó. Nhưng đây là xe của Lực ca mới mua về được một thời gian với giá trên triệu. Xe này chạy tốn xăng nhưng Tam Mao không thèm để ý, ở đất Ando này cũng chỉ có vài chiếc. Nếu Lực ca cho mình thì quá tuyệt vời. Hắc hắc, Lực ca, vậy em chờ ngày đó. Đừng nói nhiều. Mau vào xem cho tôi, chú ý đừng để động. Ả không ngu, cậu đừng đến quá gần. Chỉ cần nhìn ả đi đâu, chuyến nào là được, biết không? Trần Đại Lực vỗ vỗ đầu Tam Mao. Anh mày có dự cảm lần này đuôi cáo sẽ lộ ra. Lực ca yên tâm. Tam Mao đầy đắc ý mở cửa chạy ra. Quyển 17, chương 131. La Băng không hề chú ý đến việc mọi hành vi của mình đã sớm bị người theo dõi. Trên thực tế bây giờ Triệu Quốc Đống ít có thời gian về Ando, 1-2 tháng chưa chắc có thể về một chuyến cho nên lần trước Triệu Quốc Đống đến chỗ cô nghỉ 2 đêm làm cô rất vui. Sắp đến kỳ nghỉ đông nên cô có thời gian, cô liền hẹn Trình Nhược Lâm đến Côn Châu. Khí hậu Côn Châu rất tốt, mùa đông càng hợp hơn, đúng là nơi tốt nhất để nghỉ phép. Cho nên Triệu Quốc Đống muốn các cô đến Côn Châu nghỉ mát, cô cũng rất xấu hổ đồng ý. Thực ra đến đâu không quan trọng, chủ yếu là có thể ở bên hắn. Đương nhiên La Băng cũng biết đến Côn Châu sẽ khá mạo hiểm. Dù sao mọi hành vi của Triệu Quốc Đống đều khiến người chú ý, hơi không cẩn thận là bị người nhìn ra sơ hở. La Băng không muốn mình mang lại hậu họa gì cho hắn. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ ở ngay Ando này cũng có người theo dõi mình từ rất lâu rồi. Mua vé rất thuận lợi, mặc dù phía trước có vài người nhưng chỉ đợi vài phút là đến lượt cô. Cô không chú ý đến một người đàn ông đằng sau đang lặng lẽ theo dõi cô. Trình Nhược Lâm sẽ bay từ Bắc Kinh đến thẳng Côn Châu, cô chỉ có thể một mình bay sang Côn Châu. Mặc dù không phải lần đầu đi ra ngoài nhưng La Băng vẫn thấy lo lắng. Cũng may chỉ ngồi máy bay hơn 2 tiếng, đến sân bay là có người đón nên cô cũng yên tâm đôi chút. Đợi đến khi La Băng lên xe rời đi, Tam Mao mới chuồn vào xe. Lực ca, là Côn Châu, ả đi một mình, chỉ đặt một vé, ngày kia bay, máy bay số 5 lúc 11:30, chắc là 2 giờ chiều tới được Côn Châu. Tam Mao rất tinh tế vì đã làm đi theo dõi không ít thời gian, không chi nhìn được La Băng đi chuyến nào mà còn biết mấy giờ tới Côn Châu. Hừ hừ, quả nhiên là Côn Châu, xác định chỉ đi một người. Trần Đại Lực cười lạnh một tiếng nói. Vâng, ả chỉ mua một vé, dùng chứng minh của ả để mua. Tam Mao trả lời đầy khẳng định nhưng lại hơi suy nghĩ một chút sau đó nói. Chẳng qua lúc mua vé thì ả gọi một cuộc hỏi bên kia bao giờ đến Côn Châu, hình như là hẹn người. Ồ, hẹn người, cậu nghe rõ đối phương là ai không?
Trần Đại Lực ngẩn ra sau đó vội vàng hỏi. Lực ca, điều này sao nghe được? Em cách ả xa như vậy, cũng không dám đến quá gà nhưng đúng là ả hỏi bên kia bao giờ đến Côn Châu, còn hỏi gặp ở đâu? Tam Mao cố nhớ lại. Trần Đại Lực hơi ngẩn ra, chẳng lẽ mình đoán sai? Còn ả La Băng này chẳng lẽ còn có người đàn ông khác? Không giống, mình theo dõi ả 2 năm nhưng không thấy ả thân thiết với người đàn ông nào khác, bình thường ngay cả đồng nghiệp cũng không ai đến nhà. Sao ả lần này đến Côn Châu lại hẹn người? Không có, đối phương có lẽ trả lời, ả ta nói một câu biết rồi sau đó dập máy. Tam Mao lắc đầu nói. Lực ca, không chừng ả hẹn người kia thì chúng ta nên làm sao bây giờ? Hừ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này, không tra ra manh mối thì tôi không yên tâm. Trần Đại Lực hung hăng nói. Cậu gọi Đại Cường, Tiểu Dũng theo tôi cùng đến Côn Châu, mang theo cả ống nhòm, máy quay, máy ghi âm, tôi không tin con sói đó còn đấu lại thợ săn. Thế anh em, anh cậu ở lại Ando, bọn họ còn có công việc chưa làm xong. Trần Đại Lực bóp tay lạnh lùng nói. Tam Mao, ngày mai tôi mang 2 người đến Côn Châu trước. Cậu mua 2 vé máy bay cùng chuyến với ả. Cậu và Tiểu Dũng đi theo ả, xuống máy bay thì liên lạc với tôi, theo xem ở đâu. Nếu tôi đoán không sai thì chúng ta lần này sẽ câu được con cá lớn, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem. Hắc hắc, Lực ca, con cá lớn đó thật sự rất quan trọng đối với chúng ta sao? Không đi Côn Châu không được sao? Tam Mao nghe nói muốn đi Côn Châu không khỏi hít sâu một hơi. Côn Châu không quen biết gì, đúng là có chút phiền phức. Hừ, tôi không phải nói rồi sao? Cậu không mạo hiểm sao có thể bắt được con cá to? Trần Đại Lực cũng biết đi Côn Châu lần này sẽ rất mạo hiểm, nhưng cơ hội này quá hiếm thấy. Cũng may Triệu Quốc Đống ở Côn Châu chưa quá lâu, hơn nữa hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên hắn cũng không dám lộ chuyện này với người ngoài, bây giờ chủ yếu phải theo dõi được La Băng. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy rất nhanh kết thúc, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, các thường vụ đều thu dọn đồ đạc rời đi. Thái Chánh Dương bình thường nếu không có việc quan trọng sẽ không họp, đã họp sẽ cố gắng kết thúc trong thời gian ngắn nhất, có việc nói việc, không việc tan họp, hội nghị thường vụ cũng vậy. Thảo luận mấy chuyện quan trọng đã kết thúc, khởi động hạng mục sân bay mới, xây dựng trung tâm nhà máy lọc dầu Ninh An, đẩy mạnh công trình cải thiện hoàn cảnh sinh thái Vân Trì, đương nhiên trước đó là thông báo Trung ương đã chính thức quyết định Ngô Nguyên Tể làm thường vụ tỉnh ủy Điền Nam. Quyết định này 2 hôm trước Triệu Quốc Đống đã biết. Vừa lúc tuyên bố trong hội nghị thường ủy lần này. Ngô Nguyên Tể coi như lần đầu tiên lấy thân phận thường vụ tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trong hội nghị Ngô Nguyên Tể báo cáo về quy hoạch phát triển đô thị trong 5 năm tới của Côn Châu, đưa ra quy hoạch lấy ngành bất động sản làm ngành chủ đạo của Côn Châu, qua đó xúc tiến ngành dịch vụ phát triển, xác định xây dựng Côn Châu thành thành phố tốt nhất Trung Quốc, cũng đưa ra một loạt biện pháp để thực hiện. Đối với đề nghị này của Ngô Nguyên Tể thì tỉnh ủy đã sớm nghe thấy. Nó tạo ra không ít tranh luận. Vương Liệt vì thế mà rời khỏi chức thị trưởng Côn Châu, Tri Trọng Văn kế nhiệm mặc dù có thái độ hòa hoãn ở vấn đề này hơn Vương Liệt nhưng vẫn có thái độ nghi ngờ, cho rằng tư tưởng của thị ủy còn nhiều điểm đáng xem xét. Ngay cả Côn Châu mặc dù có không gian và ưu thế lớn phát triển ngành dịch vụ nhưng không phải là bài trừ ngành công nghiệp và xây dựng ra ngoài. Quan điểm của Tri Trọng Văn được tân phó bí thư thị ủy Đinh Hoa đồng ý, điều này làm Ngô Nguyên Tể khá lo lắng. Quốc Đống, tôi có rảnh không? Ngô Nguyên Tể đi xuống dưới lầu rồi kéo Triệu Quốc Đống đang định rời đi. Sao, muốn ăn mừng à? Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói. Ngô Nguyên Tể dở khóc dở cười, mấy hôm trước Triệu Quốc Đống đã gọi điện chúc mừng, Ngô Nguyên Tể cũng nói lời cảm ơn nhưng hôm nay có lẽ không phải lúc đáng để ăn mừng. Hắc hắc, ăn bữa cơm không vấn đề gì, chẳng qua bây giờ có phải hơi sớm không? Ngô Nguyên Tể nhìn đồng hồ rồi nói. Hay là chúng ta đi quanh một chút? Đi quanh, Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh. Ngô Nguyên Tể gọi mình nhất định không chỉ đơn giản là vậy, y nhất định là có chuyện cần nói. Chẳng qua trong lúc nhất thời hắn không đoán ra đối phương tìm mình là có việc gì. Được, đi đâu vậy? Triệu Quốc Đống cười nói. Đi Hồ Dã Áp. Ngô Nguyên Tể đáp. Hồ Dã Áp, Triệu Quốc Đống cẩn thận cân nhắc vấn đề trong đó. Hồ Dã Áp nằm ở quận Ngọa Long ở phía bắc nội thành Côn Châu. Cách nội thành 15 km, Thái Chánh Dương thích nhất là đến đây đi dạo, cho rằng hoàn cảnh sinh thái nguyên thủy ở đây sẽ làm người ta được yên tĩnh, thư giãn. Nhưng khu đất xung quanh hồ và tài nguyên thực vật phong phú cũng là phương hướng chính phát triển của Côn Châu.
Ngô Nguyên Tể đưa ra quy hoạch đô thị cũng có phương hướng chính về phía Đông Bắc. Phát triển đô thị, xây dựng thành phố tốt nhất Trung Quốc, ý tưởng này thì Triệu Quốc Đống đồng ý. Nhưng xây dựng như thế nào, Côn Châu có suy nghĩ gì thì Triệu Quốc Đống rất muốn biết ý tưởng của Ngô Nguyên Tể. Anh không thể chỉ hô khẩu hiệu sau đó thuần túy lấy ngành bất động sản mở đường, dựa vào bán đất giá cao để lấy tài chính, như vậy là không lâu dài. Nếu bong bóng này tan vỡ thì Côn Châu sẽ rơi vào nguy hiểm. Đinh Hoa khi báo cáo công việc với hắn cũng mơ hồ đề cập đến vấn đề này. Quan điểm của Đinh Hoa là không quá tán thành ý tưởng lớn của Ngô Nguyên Tể, đã dần có xu hướng tán thành quan điểm của Trì Trọng Văn. Ở vấn đề này Đinh Hoa cũng đã chi tiết nói ra ý kiến của mình với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có thể hiểu ý của Đinh Hoa. Ngô Nguyên Tể có quan hệ mật thiết với hắn, lại là bí thư thị ủy. Đinh Hoa coi như là người Triệu hệ, ở xu thế quỷ dị này nên thái độ của Đinh Hoa cũng trở nên vi diệu. Mà bản thân Đinh Hoa lại có cái nhìn như vậy nên khá khó xử. Nói vậy Ngô Nguyên Tể đã cảm thấy được gì đó, Triệu Quốc Đống thầm nói. Quyển 17, chương 132. Triệu Quốc Đống lên xe Ngô Nguyên Tể, xe chạy thẳng về phía Đông Bắc. Xe đi khá êm, trong xe cũng yên tĩnh, Triệu Quốc Đống không nói, Ngô Nguyên Tể cũng không nói như hai người đều có điều suy nghĩ. Xe lên cao tốc chạy thẳng đến khu du lịch Hồ Dã Áp phía Đông Bắc. Triệu Quốc Đống chắp tay đứng trên sườn núi hít làn không khí mang theo hơi ẩm ướt chạy thẳng vào phổi, cảm giác này thật thoải mái bảo sao Thái Chánh Dương thích nhất nơi này. Ngô Nguyên Tể đứng sau Triệu Quốc Đống 1 mét, y nhìn rừng cây phía bên kia hồ. Khu vực này có vị trí rất đẹp, thành phố đã xác định đây làm trung tâm nội thành Côn Châu sau này. Nhưng quy hoạch như thế nào thì cũng có cái nhìn khác nhau, mà trong đó còn không ít người có thái độ im lặng. Lão Ngô, đây là đất phong thủy. Thành phố Côn Châu nếu xác định ngành dịch vụ làm ngành chủ đạo của Côn Châu thì định vị Hồ Dã Áp này như thế nào? Triệu Quốc Đống đứng khá lâu mới thở dài một tiếng hỏi. Thành phố mặc dù xây dựng phương hướng phát triển về phía Đông Bắc nhưng cụ thể làm như thế nào thì vẫn có ý kiến khác nhau. Tôi bây giờ mới chính thức hiểu được cảm nhận làm bí thư thị ủy tỉnh thành. Hắc hắc, phải nhìn trước ngó sau nhiều hơn khi tôi làm bí thư thị ủy Hồng Sơn rất nhiều. Lý Vĩnh Cương gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, áp lực. Ảnh hưởng từ khắp nơi có thể ép chết mình, cho mình muốn cử động cũng rất khó khăn. Ngô Nguyên Tể hiện rõ vẻ mặt nhớ đến lúc còn làm việc ở Hồng Sơn, mà bây giờ tất cả đã thành quá khứ. Tôi cảm thấy có thể tư tưởng của anh là tốt nhưng có phải là thiếu trao đổi với mọi người không? Triệu Quốc Đống nói. Tôi nhớ lúc mình ở Ninh Lăng đưa ra quy hoạch Ninh Lăng cũng đã bị nhiều chê trách và lên án, nhất là phương hướng phát triển thành thị càng gặp nhiều đả kích. Nhưng tôi không tranh luận với bọn họ mà đưa tất cả thành viên bộ máy đi khảo sát thực địa, sau đó dùng tình hình thực tế nói với bọn họ, để bọn họ cảm thấy được tính quan trọng và tất yếu của quy hoạch đô thị đó, để bọn họ nhận thức được việc phải đi trước. Do không ngừng trao đổi, bàn bạc cuối cùng được bọn họ tán thành đương nhiên đến cuối cùng có thể có người không đồng ý nhưng đó là bình thường. Chỉ cần ý kiến chủ lưu tán thành là đủ. Ý kiến chủ lưu? Ngô Nguyên Tể hỏi lại một câu. Rất đơn giản. Tôi cho rằng ý kiến chủ lưu là có hai phương diện. Một là cần lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban tán thành, phần khác là được dân chúng tán thành. Mà điều kiện trước là cần, điều kiện sau là đủ. Phía trước anh cần báo cáo để được thông qua, mời bọn họ đến thị sát, phía sau thì cần dùng truyền thông tuyên truyền để bọn họ thấy được khai thác khu vực này sẽ mang lại lợi ích thực tế cho bọn họ. Triệu Quốc Đống dẫn từng bước. Ngô Nguyên Tể hơi nhướng mày. Triệu Quốc Đống nói không phải y không nghĩ. Chẳng qua không cân nhắc thấu đáo như Triệu Quốc Đống nói mà thôi. Nhưng y có thể nhạy cảm nắm bắt ý của Triệu Quốc Đống. Muốn thắng ngoài phải yên trong, ngay cả thành phố Côn Châu còn không thể thống nhất ý kiến thì anh còn có thể nói gì. Ngô Nguyên Tể cảm thấy đề nghị của Triệu Quốc Đống mặc dù có lý nhưng nó lại không quá phù hợp thực tế của Côn Châu. Quốc Đống, tôi nghĩ như thế này. Khu vực quanh Hồ Dã Áp có điều kiện tốt, tôi dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế ở đây. Bây giờ tập đoàn Côn Thiên đã nâng ngọn cờ, cũng có không ít công ty du lịch, bất động sản đang có ý tiến vào. Tôi dự định đưa ra quy hoạch tổng hợp ở đây, xây dựng cơ sở vật chất rồi xây sân golf, sân tennis, bể bơi, câu lạc bộ tư nhân, viện bảo tàng cùng một số biệt thự, làm nơi này trở thành chỗ ở cho tinh anh toàn cầu. Ngô Nguyên Tể mắt rất sáng nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Trên thực tế y đã báo cáo tư tưởng của mình với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương về cơ bản đồng ý nhưng cuối cùng vẫn đề nghị y nên trao đổi với Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương nói rất đơn giản, trong làm việc công tác kinh tế của Triệu Quốc Đống thì không ai có thể sánh bằng, kể cả chính mình.
vì thế rất nhiều vấn đề cần hỏi ý kiến của Triệu Quốc Đống. Đây là thừa nhận cao nhất của Thái Chánh Dương đối với một người. Ít nhất cho đến bây giờ Ngô Nguyên Tể chưa nghe Thái Chánh Dương khen ai như vậy. Đây là nguyên nhân mà sao y muốn một mình mời Triệu Quốc Đống tới đây. Mấy điểm Triệu Quốc Đống đưa ra đúng là có chút ý nghĩa, nhưng theo Ngô Nguyên Tể thấy còn phiến diện, không quá đặc biệt. Điểm này làm Ngô Nguyên Tể khá thất vọng, có lẽ hình thức phát triển kinh tế của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng không thể phục chế ở nơi khác, có lẽ Triệu Quốc Đống chỉ theo kịp trào lưu nên mới thành vậy. Nhưng thực sự đơn giản như thế sao? Ngô Nguyên Tể cảm thấy không đúng, anh không thể nào luôn may mắn được. Nơi cư ngụ của tinh anh toàn thế giới. Triệu Quốc Đống cười cười từ chối cho ý kiến. Tôi thừa nhận điều kiện ở đây rất tốt, cũng có tiềm lực phát triển ngành này. Nhưng mà anh đã nghĩ dịch vụ cao cấp ở trình độ rất lớn là phụ thuộc vào thực lực ngành công nghiệp và xây dựng của địa phương. Đương nhiên Côn Châu có tính đặc thù của mình, đối tượng của nó không chỉ tinh anh của riêng Côn Châu. Tôi biết anh muốn nói vậy nhưng tôi lo anh xác định quá cao nên thu hoạch lại không đạt được như thế. Ngô Nguyên Tể bị Triệu Quốc Đống đổ cốc nước vào đầu làm y lạnh người. Nếu nói Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì thái độ này, y không biết Thái Chánh Dương có thể vì thế mà thay đổi không? Mà mất sự ủng hộ của Thái Chánh Dương thì tư tưởng của mình còn có thể tiếp tục sao? Tôi nhớ anh còn một phần tư tưởng chưa nói ra. Đây là Đông Bắc, vậy Đông Nam. Hạng mục sân bay mới nếu được quyết định vậy đô thị hướng về Đông, anh định làm gì bên Đông Nam? Ngô Nguyên Tể lúc này mới nghĩ ra, Triệu Quốc Đống cũng không hoàn toàn phản đối tư tưởng của mình, mà hy vọng mình có thể đưa ra quy hoạch tổng hợp, hợp lý. Mình vốn đưa ra quan hệ Côn Châu cũng không chỉ lấy ngành bất động sản làm trung tâm, mà muốn lấy ngành bất động sản làm cầu nối. Ở vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi với mình, nhắc mình cần suy xét vấn đề này. Ngô Nguyên Tể cũng nhiều lần tự hỏi cho rằng Triệu Quốc Đống nói có lý nên cũng có ý thức điều chỉnh lại tư tưởng. Ngô Nguyên Tể và Triệu Quốc Đống thảo luận khá lâu về quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế của Côn Châu. Cả hai người đều thấy chưa tận hứng, Triệu Quốc Đống đã lâu không có quan tâm công tác kinh tế cụ thể. Theo Triệu Quốc Đống thấy tư tưởng của Ngô Nguyên Tể về tổng thể mà nói là tốt, thậm chí đi trước thời cuộc. Triệu Quốc Đống cho rằng đi trước đôi chút không xấu. Côn Châu là tỉnh thành của EU, là cầu nối của Trung Quốc với Đông Nam Á cùng khu vực Nam Á, tốc độ phát triển sau này sẽ không ngừng tăng lên. Triệu Quốc Đống có chút lo lắng chính là sức chấp hành tư tưởng chiến lược của Côn Châu có thể theo kịp thời đại hay không. Hắn cũng nói rõ việc này với Ngô Nguyên Tể. Mà Ngô Nguyên Tể rất mờ mịt tỏ ẻ nếu thị ủy Côn Châu có thể thống nhất ý kiến thì hắn tin sức chấp hành của thị ủy, ủy ban Côn Châu. Triệu Quốc Đống biết ý trong câu nói của Ngô Nguyên Tể. Thái độ cả Đinh Hoa bây giờ là rất quan trọng ở Côn Châu. Ngô Nguyên Tể bây giờ là thường vụ tỉnh ủy, Đinh Hoa lại không vì mối quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Ngô Nguyên Tể mà mất đi bản tính, đây mới là phó bí thư thị ủy đủ tư cách. Quyển 17, chương 133. Ngô Nguyên Tể đưa Triệu Quốc Đống về trước khu nhà ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy rồi từ từ rời đi. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Không thể không nói Ngô Nguyên Tể là nhân tài, mình chỉ cần thoáng chỉ điểm một chút là đối phương nghe được ý trong đó, là có thể suy nghĩ ra vài thứ. Mặc dù vẫn khá thô sơ nhưng nhanh như vậy đã có phản ứng và đưa ra suy nghĩ là điều không phải người bình thường có thể làm được. Thành công của mỗi người đều không có sự ngẫu nhiên, Ngô Nguyên Tể là như vậy, Vương Liệt cũng thế. Vương Liệt mới đến thị xã Ngọc Hà mấy tháng, y chẳng những đứng vững ở Ngọc Hà, hơn nữa còn tạo ra thảo luận lớn về quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế của Ngọc Hà. Vương Liệt xảo diệu lợi dụng tâm lý lo âu của Ngọc Hà vì chỉ dựa vào ngành sản xuất thuốc lá để kích thích tâm lý mong thay đổi của dân chúng Ngọc Hà. Mà Vương Liệt vừa lúc muốn biến ngành công nghệ sinh học, quang điện thành hai điểm tăng trưởng mới cho Ngọc Hà, cùng với ngành sản xuất thuốc lá tạo thành ba cực thúc đẩy kinh tế Ngọc Hà. Việc này tạo ra tranh luận kịch liệt ở thị ủy, ủy ban Ngọc Hà. Vương Liệt cũng không đơn thuần chối bỏ vinh quang từ ngành sản xuất thuốc lá mang lại cho Ngọc Hà. Y thậm chí cũng thừa nhận trong rất nhiều năm tới ngành sản xuất thuốc lá vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng y cũng chỉ ra nếu hoàn toàn dựa vào sản xuất thuốc lá sẽ có nhiều nhân tố không xác định và mạo hiểm. Mà lợi dụng tình hình tài chính tốt đẹp của Ngọc Hà để toàn lực phát triển sản nghiệp trụ cột mới là tất yếu và quan trọng. Mất cơ hội này thì bộ máy Ngọc Hà hiện nay sẽ là tội nhân. Vương Liệt cuối cùng đã được thành viên bộ máy thị ủy, ủy ban Ngọc Hà ủng hộ. Đúng là ở tình huống này nên khu khai phát Ngọc Hà đã chính thức xây dựng khu công nghiệp quang điện và công nghệ sinh học, hơn nữa nhanh chóng có hiệu quả. Các hạng mục lớn trước đó Vương Liệt đã đàm phán khi còn ở Côn Châu đều được kéo sang Ngọc Hà.
chỉ trong một tháng đã có 9 công ty công nghệ sinh học trong lĩnh vực sản xuất thuốc, công trình, kỹ thuật sinh học đến đầu tư vào khu khai phát Ngọc Hà, vốn đầu tư đạt 120 triệu, chỉ riêng từng đó đã vượt tổng vốn đầu tư vào khu khai phát Ngọc Hà một năm qua. Chính quyền thành phố Ngọc Hà cũng có hành động lớn nhất từ trước đến nay, lập ra một quỹ đầu tư mạo hiểm với số vốn 100 triệu để khuyến khích các công ty công nghệ sinh học đầu tư vào khu khai phát Ngọc Hà phát triển, trọng điểm giúp đỡ ngành sản xuất thuốc, công trình sinh học, ngành bảo vệ môi trường. Ủy ban Ngọc Hà thậm chí công khai tuyên bố quỹ này sẽ luôn duy trì ở mức 100 triệu coi như là đảm bảo cho các công ty công nghệ sinh học phát triển. Cùng lúc đó Ủy ban Ngọc Hà cũng tỏ vẻ sẽ đầu tư 80 triệu xây dựng trung tâm nghiên cứu, thực hành ở các trường Đại học Điền Nam, Đại học Y Điền Nam, Đại học Nông nghiệp Điền Nam, Đại học Lâm nghiệp Điền Nam để đảm bảo người nhân lực và đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho ngành công nghệ sinh học Ngọc Hà. Mà tư tưởng và kế hoạch tuyển sinh này cũng được đăng trên tờ Nhật báo Nhân dân. Một loạt động tác này tạo không ít chấn động ở trong nước, một vài công ty nước ngoài của Mỹ, Đức, Nhật Bản và Ấn Độ đều đến tìm hiểu chính sách phát triển ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà. Một vài công ty cũng tỏ vẻ mình rất hứng thú với ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà. Công ty hai với hạng mục thực vật biến đổi gen là đối tượng thu hút đầu tư trọng điểm của khu khai phát Ngọc Hà. Vương Liệt chủ động đưa ra lời mời với công ty này cùng với chế độ đãi ngộ tốt chưa từng có. Lúc này mới đem công ty này từ Thâm Quyến hấp dẫn đến khu khai phát Ngọc Hà. Vì có thể để công ty này đến đầu tư vào Ngọc Hà, Vương Liệt đã phải đứng vững trước áp lực cực lớn. Bây giờ một loạt quỹ đầu tư mạo hiểm bao gồm cả quốc tế Hán Đăng đều tiến tới Ngọc Hà, tìm kiếm hạng mục và công ty thích hợp để đầu tư. Ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà đột nhiên nổi tiếng toàn quốc. Điều này cũng mang lại áp lực cực lớn cho Côn Châu. Ngô Nguyên Tể vì thế bị không ít câu hỏi. Theo rất nhiều người thấy thì điểm sáng đó đáng lẽ là của Côn Châu. Mà bây giờ Ngọc Hà lại thay Côn Châu để đứng dưới vầng hào quang chói mắt đó. Côn Châu mãi vẫn chưa đưa ra quy hoạch cụ thể, đây là sự khiêu chiến khá lớn đối với Ngô Nguyên Tể. Cũng vì căn cứ nguyên nhân này nên hôm nay Ngô Nguyên Tể mới mời Triệu Quốc Đống đi nói chuyện. Ngô Nguyên Tể muốn thông qua Triệu Quốc Đống để giúp đỡ phối hợp với Đinh Hoa, qua đó tăng cường sự nhất trí về quan điểm của thị ủy. Nhưng Triệu Quốc Đống nghĩ nếu chỉ mình Đinh Hoa chấp nhận quan điểm của Ngô Nguyên Tể thì có ý nghĩa gì không? Triệu Quốc Đống cũng không tán thành ý tưởng của Ngô Nguyên Tể. Hắn mặc dù cũng hiểu tâm trạng cấp bách của Ngô Nguyên Tể bây giờ, cũng cơ bản tán thành vài quan điểm của Ngô Nguyên Tể. Nhưng Ngô Nguyên Tể bây giờ muốn chính là làm như thế nào lấy lý phục người, làm như thế nào thuyết phục Chỉ Trọng Văn và Đinh Hoa cam tâm tình nguyện tán thành quan điểm của y, giúp y áp dụng quan điểm của mình. Điều này phải xem sức thuyết phục của Ngô Nguyên Tể. Quyền Quân, anh xem bài viết này xem, rất được. Câu hỏi khi công ty tư nhân đi ra ngoài, tôi đã xem qua cảm thấy quan điểm của bài viết này khá sáng tạo. Bài viết này so sánh với các công ty của Nhật Bản, Hàn Quốc, nhất là phân tích khá cẩn thận cách làm của chính phủ Nhật Bản ủng hộ các công ty đi ra thế giới, cũng phân tích tình hình phát triển và đi ra của các công ty tư nhân nước ta, còn so sánh ưu thế của công ty nhà nước khi đi ra nước ngoài so với công ty tư nhân, sau đó đưa ra vài ý kiến. Tôi cảm thấy tác giả bài viết này rất sáng tạo. Tiền Việt thoải mái ngồi trên ghế vỗ vỗ quyền tạp chí Kinh tế, bài viết kia thậm chí y còn dùng bút đỏ gạch chân vài đoạn. Xem ra Tiền Việt rất có hứng thú với bài viết này. Tăng Quyền Quân nhìn lướt qua quyển tạp chí, thực tế khi Tiền Việt nói đến tên bài viết này thì y cũng đã biết. Mấy hôm trước Tăng Quyền Quân đã đọc qua bài này, là một vị bạn học gửi cho y xem. Hai hôm trước y cũng trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu Hiểu Xuyên về việc làm như thế nào đột phá chính sách cho các công ty tư nhân ra nước ngoài, lúc ấy Chu Hiểu Xuyên cũng nhắc đến bài viết này. Hai người đều tán thành quan điểm của tác giả, đó chính là cần phải sửa đổi vài điều khoản vay vốn, nhất là cần sửa đổi các hạn chế khi cho công ty tư nhân vay vốn, khuyến khích công ty tư nhân ra nước ngoài. Quốc gia còn cần phải đưa ra chính sách pháp luật để ủng hộ mạnh mẽ. Phó Thủ tướng, bài viết này tôi đã xem qua, tôi đã cùng Thống đốc Hiểu Xuyên tiến hành thảo luận. Quan điểm của tác giả bài viết đúng là khá sắc bén, nhất là về việc đi ra của công ty tư nhân. Tăng Quyền Quân còn không rõ ý đồ của Tiền Việt nên chỉ có thể nói như vậy. Tiền Việt cười nói, không chỉ là so sánh về ưu thế giữa công ty tư nhân và công ty nhà nước khi đi ra nước ngoài, càng quan trọng hơn chính là tác giả càng chú ý đến vấn đề quyền sở hữu giữa công ty nhà nước với công ty tư nhân mà có thể mang đến ẩn số, quan sát rất thấu đáo. Ừ, tôi cũng chú ý đến, tác giả có tầm nhìn khá rộng, cân nhắc vấn đề một cách sâu sắc, không giống một số học giả chỉ nhìn ở bề ngoài. Tăng Quyền Quân gật đầu nói,
anh chú ý thân phận tác giả bài viết này không? Tiền Việt gật đầu tỏ vẻ đồng ý cái nhìn của Tằng Quyền Quân. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam, điều này càng làm tôi hứng thú. Một trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại có cái nhìn thâm thúy như vậy, không đơn giản. Tằng Quyền Quân cười nói. Triệu Quốc Đống này thì tôi cũng biết. Hồi tháng 5 tôi cùng Thủ tướng tham gia hội nghị hợp tác kinh tế tiểu vùng sông Mekong, Thủ tướng có ấn tượng rất sâu với cậu ta. Thủ tướng còn nhớ đến cậu ta mà ngài đã gặp trong trận lũ lịch sử năm 96. Quyền 17, chương 134. Tiền Việt hơi nhướng mày lên nói. Còn có việc này, khi ấy tôi còn đang làm việc ở Nam Việt đúng là có chút này nhưng không nhớ nổi. Là Triệu Quốc Đống này ư? Vâng, Thủ tướng có ấn tượng rất sâu, hình như lúc ấy Thủ tướng đến chỉ huy phòng chống lụt bão ở An Nguyên cho nên rất có ấn tượng với Triệu Quốc Đống. Lần này đến Điền Nam khảo sát, Thủ tướng thoáng cái nhận ra cậu ta. Tằng Quyền Quân giải thích. Chẳng qua chính thức làm Triệu Quốc Đống nổi tiếng là trong 2 năm cậu ta làm việc ở Ninh Lăng. Ồ, bây giờ không có nhiều cán bộ trẻ vừa có năng lực công tác vừa có tố chất chính trị như vậy. Tiền Việt suy nghĩ khá lâu mới nói. Nhất là cán bộ hơn 30 tuổi từ cơ sở đi ra càng hiếm có. Đúng, tôi nghe nói năm ngoái Điền Nam không quá bình tĩnh cũng là do có quan hệ tới Triệu Quốc Đống này. Tằng Quyền Quân cười cười không nói. Ở vấn đề này y không tiện phát biểu ý kiến. Nửa cuối năm Điền Nam có điều chỉnh nhân sự rất lớn, Trung ương cũng có một vài phản ứng. Mặc dù ban tổ chức cán bộ Trung ương vẫn duy trì trầm mặt, không có đánh giá gì với bên Điền Nam nhưng có thể khẳng định còn có chút ảnh hưởng trái. Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ đương nhiên không thoát được quan hệ. Về phần cơn sóng gió ở Điền Nam thì khó đánh giá được là tốt hay xấu. Tiền Việt cũng biết câu hỏi này của mình làm khó Tằng Quyền Quân. Tiền Việt có thể đánh giá không có nghĩa Tằng Quyền Quân có thể tùy tiện phát biểu ý kiến cho nên không nói thêm gì nữa. Nhưng có một điểm Tiền Việt nhìn ra được đấy là Triệu Quốc Đống không phải người cam chịu tĩnh mịch. Tuổi trẻ nếu không có sự xúc động, không có sự hăng hái tiến lên thì đảng không cần cán bộ loại này. Tiền Việt rất hy vọng cán bộ dám dũng cảm thử nghiệm trong công việc, sáng tạo trong công việc, dù có chút sai lầm cũng không sợ. Lão Tằng, sang năm Lão Trần sẽ lui. Tiền Việt đột nhiên nhớ đến gì đó nên thuận miệng nói. Vâng, tuổi Lão Trần đã tới có lẽ là sang tháng sẽ làm thủ tục. Tằng Quyền Quân hơi động tâm, chẳng lẽ nói là. Triệu Quốc Đống chọn bàn trong góc vì không muốn có người ngoài quấy rầy. Quốc Đống, không muốn gặp người quen ở đây sao? Xem ra anh ở Côn Châu đúng là có cảm giác như cá gặp nước. Mắt Trình Nhược Lâm rất sáng, cô rất vui khi đến Côn Châu gặp Triệu Quốc Đống. Em thấy y như là làm cảnh sát, ánh mắt rất sắc. Mấy người phía sau y mặc dù cách khá xa nhưng đều có mùi không đúng. Nhược Lâm, ánh mắt em khá độc đó, có thể hai người không nghĩ tới đây là sư đệ cùng đội võ trường cảnh sát tỉnh An Nguyên với anh. Mới mấy tháng trước anh ngẫu nhiên gặp y, không thể không nói là có duyên phận. Triệu Quốc Đống nói, cậu ta là người Thiên Châu, lúc học có bạn gái là người Côn Châu sau đó theo vợ đến Côn Châu và thành người Côn Châu. Ồ! Sư đệ của anh, đúng là xa quê gặp người quen. La Băng mặc đỏ ửng như sắp chảy nước nhìn qua trẻ hơn vài tuổi, mái tóc dài xõa ngang vai càng tăng thêm nét quý phái, trang nhã của cô. Y sao cũng đến đây, anh không phải nói ở đây rất yên tĩnh không có người nhàn tản đến sao. Cậu ta làm công an nên xuất hiện ở đâu cũng là bình thường. Hơn nữa đây là địa bàn cậu ta quản lý. Cậu ta là phó trưởng phòng công an quận Tây Lĩnh, phụ trách an ninh trật tự. Khách sạn này là ngành sản xuất đặc biệt nên có lẽ đến kiểm tra công việc. Triệu Quốc Đống tùy ý nói. Hoàn cảnh ở đây rất yên tĩnh, du khách từ ngoài đến bình thường cũng không biết nơi này, người địa phương lại ngại đến đây vì giá cao nên anh cảm thấy nơi này khá thích hợp. Đối với anh mà nói là thích hợp rồi. Trình Nhược Lâm cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Nói cũng đúng, rất thích hợp để hẹn hò. Triệu Quốc Đống thoải mái nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Trình Nhược Lâm. Sao Nhược Lâm, có phải là thấy anh nên nói như vậy mới hợp ý em? Bị Triệu Quốc Đống phản kích, mặt Trình Nhược Lâm nóng lên. Cô trừng mắt nhìn hắn nói. Không biết xấu hổ. Sao lại nói câu này chứ, đôi bên tình nguyện mà. Triệu Quốc Đống nhún vai. Sếp Đinh, tên bên kia sợ là có vấn đề. Một người đàn ông cao gầy đi theo phía sau Đinh Lập Cường nhỏ giọng nói. Ồ, Đinh Lập Cường còn khó hiểu sao Triệu Quốc Đống lại xuất hiện ở đây. Bây giờ nghe cấp dưới nói như vậy y không khỏi rùng mình. Kinh nghiệm công tác nhiều năm làm y luôn giữ được vẻ mặt dưới nhiều trường hợp,
thậm chí ngay cả bước đi cũng không hề ngừng lại chút nào, vẫn duy trì tốc độ bình thường đi về phía hành lang nhưng ánh mắt đã sớm liếc nhìn về phía bên kia. Không sai, Đinh Lập Cường vừa liếc nhìn là biết nhân viên nói không sao. Người đàn ông ngồi phía bên kia nhất định có vấn đề. Mặc dù y vẫn tỏ ra chú ý vào cốc cà phê trước mặt nhưng cơ thể cứng nhắc đã để lộ tâm trạng rất khẩn trương của hắn. Điều này nói rõ đối phương đã nhận ra thân phận của đoàn người bên mình, có thể thấy cảnh sát nên hắn mới khẩn trương. Mà hắn có thái độ như vậy thì nhất định là có chuyện. Người này vừa nãy lúc chúng ta đi qua thì người hơi căng thẳng, tai dựng lên, rõ ràng là đang chú ý sếp. Nhân viên nói chuyện rất nhỏ nhưng ngoài mặt lại không để lộ cảm giác gì. Đừng để ý tới y, chúng ta đầu tiên đi xuống rồi nói. Y không chạy được đâu, không chừng còn có đồng bọn. Đinh Lập Cường vẫn duy trì vẻ mặt tùy ý, y còn ra vẻ cười nói rất vui với nhân viên sau đó đi ra ngoài. Mãi đến khi đoàn người Đinh Lập Cường biến mất bên ngoài hành lang, người đàn ông kia mới thoáng yên tâm. Làm y khẩn trương không phải chỉ vì thân phận của đoàn người Đinh Lập Cường, mà là Đinh Lập Cường còn nhận ra Triệu Quốc Đống. Việc này khá phiền phức, thân phận của Triệu Quốc Đống thì Lực Ca đã sớm nói cho hắn biết, đây là nhân vật lớn không dễ động vào. Ở địa bàn Côn Châu này thì đối phương là vua, muốn cho mình chết cũng không khác gì bóp một con kiến. Lực Ca cũng nhiều lần dặn mình tuyệt đối phải cẩn thận, không được rút dây động rừng, càng không thể lộ. Tình hình bây giờ sợ rằng mình cần báo cáo với Lực Ca. Có cảnh sát ra mặt thì không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa với cảm giác sông Nam vào Bắc nhiều năm của y biết mấy tên cảnh sát kia đều là kẻ lão luyện, không biết bọn họ có chú ý đến mình hay không. Lúc này y có chút hối hận mình có phải là đến quá gần mục tiêu không? Quyển 17, chương 135. Đèn điện thoại di động nhấp nháy làm Triệu Quốc Đống đang buồn ngủ không quá thích. Tiếng chuông ở đầu giường liên tục vang lên nhắc hắn nhanh chóng phải nghe điện. Triệu Quốc Đống dùng mình, tối thế này ai gọi? Mình đã không còn là bí thư thị ủy, làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên hình như không có chuyện gì muốn mình cần xử lý gấp mà. Một cánh tay trần còn để trên ngực, Triệu Quốc Đống cẩn thận bỏ tay đối phương ra rồi cầm máy. Đây là số điện thoại riêng của Triệu Quốc Đống, ngoài một ít lãnh đạo chủ yếu biết ra cũng chỉ có bạn bè thân mới biết được. Người bình thường cũng chỉ có số điện thoại công việc của mình, mà số này bình thường đều do Đoạn Tự Lập cầm. Ở thời gian này nếu nhận được công việc gấp thì Đoạn Tự Lập sẽ lập tức gọi cho mình. Triệu Quốc Đống cầm máy nhìn số thì số này hơi lạ. Là ai? Lại nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm, mặc dù thời tiết Côn Châu ấm áp nhưng đây là giữa mùa đông, đứng bên ngoài vẫn có thể làm người ta thấy lạnh. Ai vậy anh? Sao muộn như thế này vẫn còn gọi cho anh? Trình Nhược Lâm đã tỉnh lại, cô ngồi dậy hỏi. Không biết. Triệu Quốc Đống nhăn mày. Lưu Nhược Đồng không dùng cách này để dò hỏi mình thì là ai chứ? Bây giờ chỉ có thể nghe điện mới biết. Hắn ấn phím nghe nhưng không nói mà chỉ yên lặng nghe đối phương nói chuyện. Sư huynh, tôi là Lập Cường. Tiếng Đinh Lập Cường truyền tới, Triệu Quốc Đống nghe ra là ai càng chấn động. Đinh Lập Cường lúc này gọi cho mình nhất định là có chuyện. Lập Cường, chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống không nói gì mà trực tiếp hỏi. Ừ, không biết anh có rảnh không? Chúng tôi bắt được một người, người này mang theo thiết bị theo dõi. Tôi nhìn nội dung y chụp là nhằm vào hai người bạn của anh, chính là hai vị tôi gặp ở khách sạn Lưu Hoa, tôi cảm thấy được ở đây có thể có vấn đề. Đinh Lập Cường nói khá nhỏ, chẳng qua Triệu Quốc Đống nghe được như bị sét đánh. Hắn chọn khách sạn Lưu Hoa chính là vì cảm thấy ở đây bí mật. Tuy là khách sạn 4 sao nhưng tính bí mật ở đây rất tốt, mà hắn vẫn cẩn thận cải trang một phen cho nên tự tin sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Không ngờ mình vẫn bị người theo dõi. Trình Nhược Lâm và La Băng đương nhiên không có ai nhằm vào hai cô. Dù là Trình Nhược Lâm đến Côn Châu cũng không có ai biết. Hơn nữa Trình Nhược Lâm đã nhiều năm không lên màn ảnh, phải nói chỉ cần không phải mặt đối mặt hoặc người quá quen thuộc thì không ai ngờ đó là nữ MC nổi tiếng. Hơn nữa Trình Nhược Lâm đến Côn Châu cũng không nói với bất cứ ai, đương nhiên không thể nào có người theo dõi. Vậy đây là nhằm vào mình, đó là ai? Bọn họ sao biết mình đến gặp hai người Trình Nhược Lâm? Tuy nói muốn người không biết trừ khi mình không làm nhưng Triệu Quốc Đống tự tin mình rất cẩn thận ở phương diện này, về cơ bản chặn đứng khả năng này. Nhưng Đinh Lập Cường gọi điện là có chuyện gì? Chẳng qua hắn chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Ừ, tôi biết, cậu ở đâu? Tôi lập tức sẽ tới. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, ở nơi công cộng đúng là phiền. Đối phương không ngờ theo dõi mình cùng Trình Nhược Lâm. La Băng cả chiều, xem ra sớm có mưu đồ.
bây giờ còn không rõ là ai làm, mình cần phải sang xem để tìm hiểu tình hình. Có việc gì vậy anh? Trình Nhược Lâm hỏi. Không có gì, chẳng qua có người theo dõi chúng ta. Triệu Quốc Đống bắt đầu mặc quần áo. Anh phải đi một chuyến. Anh nói gì, có người theo dõi chúng ta? Trình Nhược Lâm hốt hoảng nói. Anh nói là chúng ta hay chỉ có em với băng tỷ? Còn chưa rõ lắm, có lẽ là anh và em còn có La Băng, thật không ngờ còn có người dùng chiêu này với anh. Hắc hắc, anh đúng là phải tự cảnh tỉnh mình một phen, đừng có mà không ngã ở biển lại chết đuối trong mương. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Không có gì, em ngủ đi, nếu lo lắng thì bảo La Băng sang ngủ cùng. Tối nay nhất định là đêm không yên tĩnh, Triệu Quốc Đống lặng lẽ rời khỏi khách sạn đã là 2 giờ. Ninh Lập Cường lái xe đến khách sạn đón hắn nhưng hắn không nói gì. Nhìn thiết bị của đối phương, lại xem nội dung, Triệu Quốc Đống chỉ biết đối phương là nhằm vào mình. Trong máy ghi toàn bộ hình ảnh mình cùng với Trình Nhược Lâm, La Băng ở quán cà phê, đối phương định làm gì. Tên kia rất cứng miệng, chúng tôi lục soát cả người y, không có nhiều thứ để tìm ngoài chứng minh y là người Ando, các thứ khác không có dấu vết để điều tra. Ninh Lập Cường bổ sung. Mấy năm gần đây thường hay xảy ra chuyện như thế này, nhưng đó đều là để lừa bịp. Tôi không biết người này vì sao lại nhằm vào anh và hai bạn của anh. Người Ando. Triệu Quốc Đống đúng là khá nghi ngờ, chẳng lẽ La Băng mang tới hay có vấn đề gì khác? Vậy cậu định xử lý như thế nào? Triệu Quốc Đống không nói nhảm. Còn phải khai thác tên này nữa. Tôi không tin y chỉ có một mình mà chạy đi đâu được. Ninh Lập Cường nói. Người này có lẽ là tên lưu manh lăn lộn xã hội nhiều năm, biết rơi vào tay cảnh sát nên không nói gì, chết cũng ngậm miệng. Xem ra y cũng biết chúng tôi không có chứng cứ nên mới vậy. Tra điện thoại di động của y có số điện thoại nào không, đây cũng là đầu mối. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Không nói ta ra manh mối ít nhất cũng có thể tìm ra gì đó. Ninh Lập Cường gật đầu hiểu ý, từ mấy số điện thoại hay liên lạc cũng có thể tra xét ra chút manh mối. Tôi đã xem mấy số điện thoại mà đối tượng hay liên lạc, có lẽ đều là số bên tỉnh An Nguyên. Chẳng qua nhiều số là không đăng ký, bên trên có không ít số nhưng đều viết theo biệt danh, liên lạc nhiều nhất là người có tên Lực Ca. Ninh Lập Cường cẩn thận nói. Lực Ca. Triệu Quốc Đống đột nhiên có cảm giác. Triệu Quốc Đống về khách sạn thì thấy hai người phụ nữ đang đầy lo lắng ngồi trên sofa đợi. Triệu Quốc Đống an ủi các cô một phen, hắn thực ra cũng không quá lo lắng. Ninh Lập Cường rất khôn khéo nên túm được đối phương. Trong máy quay của đối phương cũng không có gì không nhận ra người. Hắn khá chú ý ở nơi công cộng, điểm này Triệu Quốc Đống biết chú ý. Chẳng qua đây là cảnh báo đối với hắn. Hắn có thể khẳng định đối phương theo dõi La Băng tới đây, chỉ là mình đến Điền Nam gần năm rồi số lần về chỗ La Băng không đến 10 lần, hơn nữa thời gian không xác định. Đối phương chẳng lẽ nhằm chuẩn vào mình vậy sao? Điều này chỉ nói rõ khi mình còn làm việc ở Ninh Lăng thì nhất định đã có người nhìn chằm chằm vào mình. Là ai có thù oán với mình như vậy mà theo dõi mình lâu đến thế? Theo dõi cả năm, sợ là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng không có nghị lực đến thế. Từ trên người La Băng kéo sang mình, hơn phân nửa là có thù oán với mình hồi còn ở Ninh Lăng. Khanh Liệt Bưu, không giống, công ty bất động sản Cửu Đỉnh của y ở Ninh Lăng. Mặc dù mình không ủng hộ gì mấy nhưng cũng không gây phiền phức gì cho đối phương, hình như không cần làm như vậy. Triệu Quốc Đống cẩn thận suy nghĩ mãi đến người có mâu thuẫn với mình mà có chữ, Lực, hình như chỉ có Trần Đại Lực. Nhưng Trần Đại Lực sau khi từ chức nghe nói lên Ando phát triển, hơn nữa làm khá tốt. Có người thấy y ra vào khách sạn rất sang trọng ở Ando, hơn nữa còn có xe và lái xe riêng. Trần Đại Lực vì La Băng mà kết oán với mình, mà lại vì mình nên y mới phải từ chức. Nếu là Trần Đại Lực theo dõi thì rất có thể. Không chừng Trần Đại Lực muốn theo dõi tìm được chứng cứ để làm mình thân bại danh liệt. Khả năng này là rất lớn, Triệu Quốc Đống càng suy nghĩ càng thấy là vậy. Vấn đề này cũng rất đơn giản. Ninh Lập Cường bắt được mấy số điện thoại mà đối tượng hay liên lạc, điều tra một chút là ra. Ngoài số điện thoại không đăng ký thì cũng có số dùng chứng minh đăng ký, từ quê quán của đối phương là có thể chứng minh mối nghi ngờ của mình. Quyển 17 Chương 136. Tin tức truyền lại rất nhanh, có mấy người thường xuyên liên lạc với đối tượng, ngoài mấy số điện thoại đăng ký không đúng thông tin thì có hai số điện thoại dùng chứng minh đăng ký. Chủ hai số này đều ở thị trấn Từ Tiếu, Hoa Lâm. Đây là quê của Trần Đại Lực, cũng là hang ổ của hắn, gần như có thể khẳng định đối phương là Trần Đại Lực. Nghe tin này,
La Băng tái mặt, ngay cả Trình Nhược Lâm cũng rất sợ hãi. Các cô không ngờ nhiều năm như vậy mà Trần Đại Lực lại đột nhiên phá băng đi tới, lại còn dám theo dõi từ An Đô đến Văn Thành. Không biết đối phương sao lại biết La Băng muốn tới Văn Thành gặp Triệu Quốc Đống. Nghĩ tới mấy năm vừa qua vẫn bị Trần Đại Lực theo dõi, La Băng không khỏi run lên. Em không nên quá lo lắng. Trần Đại Lực rất khôn khéo, nếu có thể nhẫn nhịn lâu như vậy thì nói rõ y có không ít thời cơ đối phó em nhưng vẫn không chạm vào em. Điều này nói rõ y muốn nhằm vào là anh. Hắc hắc, anh thật ra có chút hứng thú không biết mấy năm qua Trần Đại Lực làm gì. Nghe nói y kinh doanh khá tốt, trong tay có công ty xây dựng. Biết lai lịch của đối phương, Triệu Quốc Đống ngược lại khá yên tâm. Hắn chỉ sợ đối phương đầu nóng lên rồi nhằm vào La Băng hoặc Trình Nhược Lâm thì không ổn. Nếu đối phương chỉ nhằm vào mình, như vậy La Băng sẽ không sao. Trần Đại Lực đây là muốn từ La Băng để lấy được nhược điểm của mình, sau đó bắt mình đi vào khuôn khổ. Đối phương có tâm tư này mình thật ra có thể lợi dụng một chút, xem làm như thế nào xử lý đối phương. Quốc Đống, anh nói Trần Đại Lực có thể vẫn theo dõi em không? La Băng nghĩ tới việc này mà không khỏi sợ hãi. Tiểu Băng, em không cần nghĩ nhiều như vậy. Trải qua việc này anh nghĩ Trần Đại Lực ít nhất phải thua mình lại khá lâu. Chẳng qua anh đoán cuối cùng y vẫn sẽ thông qua em để nhằm vào anh. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Nhưng chỉ cần anh biết hắn có ý nhằm vào anh là đủ. Anh đoán hắn sẽ không đối phó em mà muốn từ em để kéo anh ngã ngựa. Đây là con rắn độc trốn từ nơi gần đó mà rình mồi. Rắn chỉ nguy hiểm khi trốn chỗ tối còn ra ánh sáng lại không có gì nguy hiểm. Em yên tâm, anh có chừng mực. Mấy người Đinh Lập Cường không tìm được gì giá trị, Triệu Quốc Đống cũng chuyên môn nói với Đinh Lập Cường không nên rút dây động rừng, không thẩm vấn được gì thì thả đối tượng ra, đối tượng ở Văn Thành cũng không làm được gì cả. La Băng và Trình Nhược Lâm cũng đổi khách sạn, muốn tìm một khách sạn an toàn ở Văn Thành này cũng không khó, giao cho Đinh Lập Cường lo liệu là Triệu Quốc Đống yên tâm. Biểu hiện của Đinh Lập Cường làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Có thể nói Đinh Lập Cường chính là trợ thủ tốt nhất của hắn ở Văn Thành, đương nhiên chỉ là người giúp giải quyết mấy việc không tiện giải quyết. Chỉ tiếc thời gian hắn gặp Đinh Lập Cường quá muộn, nếu không được mình giúp thì đối phương hoàn toàn có thể đi thêm bước nữa. Trình Nhược Lâm và La Băng ở Văn Thành 3 ngày mới rời đi, Triệu Quốc Đống dành thời gian đi chơi với các cô nửa ngày, đương nhiên buổi tối lại khác. Thân phận của hắn quá mẫn cảm nên nhiều địa phương hắn không thể đi. Trần Đại Lực xuất hiện là một cảnh tỉnh với Triệu Quốc Đống. Trên đời không có lúc nào thuận buồm xuôi gió, cũng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ, thích và tôn trọng anh. Cũng có người bất mãn, hận anh tới tận xương tủy. Có lẽ hầu hết người không có năng lực trả thù anh nhưng chỉ một hai người trong đó có năng lực trả thù thì anh phải thật cẩn thận. Bây giờ Trần Đại Lực trồi lên mặt nước chỉ là một ví dụ, không chừng còn có người mạnh hơn giấu ở nơi bí mật nào đó. Ví dụ như Khanh Liệt Bưu. Một khi quan hệ giữa mình với Lưu Triệu Quốc bị tan vỡ thì hắn có thể đi lên con đường giống Trần Đại Lực không? Hồng Nhan Họa Thủy, câu này không sai, nhưng căn nguyên chính thức không phải do Hồng Nhan mà do chữ, lợi. Triệu Quốc Đống tin Trần Đại Lực nhìn chằm chằm vào mình tuyệt đối không phải do quan hệ giữa mình với La Băng, Trần Đại Lực nhất định có mưu đồ nên mới ẩn nhẫn lâu như vậy. Có được nhược điểm của mình thì hắn sẽ được gì? Nói vậy Trần Đại Lực đã tính toán từ rất lâu. Trần Đại Lực tuy bụng dạ xấu xa nhưng đầu lại rất thông minh khôn khéo. Y lại từng làm đến cấp chính huyện, người như vậy nếu đi lạc lối thì sức sát thương rất lớn. Y nếu thu thập tin tức của cán bộ lãnh đạo để đi lên thì sẽ rất nguy hiểm. Văn Minh, Khánh Xuyên, nào các anh phải mời trưởng ban Triệu vài chén. Hạng mục cư đã được phê duyệt, đây là việc lớn đối với Văn Thành, Điền Nam chúng ta. Trong đó toàn bộ nhờ trưởng ban Triệu giúp đỡ. Nếu không phải nhờ vận động hành lang của trưởng ban Triệu thì hạng mục này không hy vọng được duyệt. Chỉ riêng điểm này hai anh cũng cần uống vài chén với trưởng ban Triệu. Dương Bưu mặt đỏ bừng bừng nói. Cư cuối cùng đã được hội nghị thường vụ quốc vụ viện thông qua, tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ, cũng là hạng mục xây dựng cơ sở vật chất lớn nhất của Điền Nam ngoài cao tốc Điền Nguyễn, đường sắt Điền Nguyễn. Hạng mục này tiêu tốn không ít tâm trí của y. Trong 1-2 tháng này Dương Bưu không nhớ mình bay lên Bắc Kinh bao chuyến, không biết gặp lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh và thị xã Văn Thành bao lần. Mọi người gầy vài cân cuối cùng bây giờ chuyện đã xong. Thái Chánh Dương cũng rất hài lòng vì hạng mục này cuối cùng đã được duyệt. Trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Thái Chánh Dương đã chuyên môn khẳng định công việc của Dương Bưu, điều này làm Dương Bưu rất vui vẻ. Nói chuyện một lúc, Dương Bưu lắc đầu nói. Trưởng ban Triệu,
tài năng của anh không phát huy ở phương diện này đúng là rất đáng tiếc. Như vậy đi Văn Minh, Khánh Xuyên, các anh mời trưởng ban Triệu ba chén, tôi đi cùng. Trưởng ban Triệu, như vậy anh chắc không có ý kiến chứ? Hắc hắc, Chủ tịch Dương, anh hôm nay không phải muốn ném mấy thứ trong lòng mới được thư thái sao? Hay là như vậy, hai người bọn họ mời anh ba chén, tôi đi cùng, sau đó tôi mời anh ba chén, cảm ơn anh đã ủng hộ công việc của Văn Thành. Tôi còn là lãnh đạo phụ trách Văn Thành phát triển thì tôi cũng thấy vẻ vang. Dương Bưu uống khá tốt nhưng bị tiến công như vậy thì chỉ sợ y ăn không tiêu. Dương Bưu có lẽ do tâm trạng rất tốt nên lập tức đáp ứng. Uống một vòng khiến mấy người trên bàn đã hơi lảo đảo. Trưởng ban Triệu, theo ngài lâu như vậy tôi học được rất nhiều điều từ ngài. Tôi thật hy vọng trưởng ban Triệu vẫn phụ trách Văn Thành chúng tôi, như vậy tôi có thể hỏi ý kiến ngài bất cứ lúc nào. Trưởng ban Triệu, tôi mời ngài một chén. Diệp Khánh Xuyên chân thành nói làm Triệu Quốc Đống khá cảm động. Hắn bưng chén lên nói. Khánh Xuyên, không nói mấy câu khách khí đó, cạn. Uống cạn chén, Diệp Khánh Xuyên tuy đã có hơi men nhưng vẫn duy trì được lý trí. Sau này trưởng ban Triệu nếu lên Bắc Kinh thì còn xin mời giúp đỡ Văn Thành chúng tôi nhiều hơn. Bắc Kinh, Khánh Xuyên, anh có phải uống hơi nhiều không? Triệu Quốc Đống nhìn quanh sau đó lạnh nhạt nói. Quyển 17, chương 137. Dương Bưu kéo Vi Văn Minh sang bàn bên ngồi uống. Quan hệ giữa hai người sau khi cùng hay lên Bắc Kinh chạy hạng mục cao tốc Côn Văn đã thân hơn nhiều. Dương Bưu cũng là người phóng khoáng cho nên nhanh chóng được Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên tín nhiệm. Bên này chỉ còn lại Triệu Quốc Đống và Diệp Khánh Xuyên. Diệp Khánh Xuyên có lẽ không nghe thấy lời Triệu Quốc Đống nói, y nói tiếp. Trưởng ban Triệu, tôi nghe được một ít cách nói không biết là thật hay giả, nếu không có thì coi như không nói. Nói ngài sẽ lên Bộ Trung ương làm, nói thật tôi thật sự hy vọng ngài có thể ở Điền Nam thêm 2 năm, giúp thị xã Văn Thành chúng tôi. Thị xã Văn Thành gặp cơ hội, tôi và Bí Thư Vi đều thấy áp lực lớn. Làm như thế nào để kinh tế Văn Thành bay vọt về chất, làm mấy triệu dân Văn Thành chúng tôi có thể thoát nghèo giàu lên. Bí Thư Vi và tôi bây giờ còn chưa nắm chắc mấy. Hắc hắc, trưởng ban Triệu, lời này tôi cũng chỉ có thể nói trước mặt ngài. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Sao lại đánh giá mình thấp như vậy? Xu thế phát triển của Văn Thành bây giờ khá tốt, chẳng lẽ anh còn gì không hài lòng? Đừng nghĩ ăn cái thành béo. Trụ cột của Văn Thành kém nơi khác chỉ có thể tiến dần từng bước. Nhất là căn cứ hoàn cảnh cụ thể mà phát triển sở trường, bù đắp khuyết điểm. Đường sắt Điền Quế và cao tốc Côn Văn sẽ mang lại cơ hội lớn cho Văn Thành. Làm như thế nào lợi dụng hai ưu thế này mà thực hiện thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân của Văn Thành? Hai cái này kết hợp để thúc đẩy kinh tế Văn Thành phát triển nhanh chóng thì có rất nhiều công việc cần làm. Tôi tin Văn Thành sẽ có phương án, quy hoạch của mình. Vi Văn Minh có tác phong kiên định, nghiêm cẩn, nhân phẩm tính cách cũng không có gì đáng chê trách, công tác nhiều năm ở Văn Thành, uy tín và kinh nghiệm cũng không thiếu. Vi Văn Minh thiếu chính là tư tưởng phát triển kinh tế, biện pháp không nhiều lắm, ánh mắt hơi hẹp hòi một chút nhưng người này biết tiếp thu ý kiến của người khác để bù đi thiếu sót của mình. Diệp Khánh Xuyên và Vi Văn Minh phối hợp theo Triệu Quốc Đống thấy là đôi thành công nhất ở Điền Nam, rất có điểm giống mình làm chủ tịch Hoa Lâm còn La Đại Hải làm bí thư. Triệu Quốc Đống rất coi trọng bộ đôi này cộng tác sẽ mang lại bộ máy mới cho ích. Từ hạng mục cao tốc Côn Văn có thể thấy được hai người phối hợp khá ăn ý. Lúc ở Bắc Kinh các công việc thường ngày do Vi Văn Minh phụ trách, còn đàm phán, giao tiếp, phối hợp do Diệp Khánh Xuyên ra mặt. Hơn nữa Vi Văn Minh cũng rất tự giác giúp Diệp Khánh Xuyên tạo dựng uy tín ở Văn Thành. Quan hệ giữa hai người là rất hài hòa. Trưởng ban Triệu, điều ngài nói cũng là điều tôi cảm thấy khó giải quyết nhất bây giờ. Văn Thành lạc hậu nhiều năm, cơ sở vật chất cần phải đầu tư mạnh. Làm như thế nào để hấp dẫn đầu tư bên ngoài, xúc tiến kinh tế tư nhân phát triển, tôi cũng có một phương án sơ bộ. Nhất là làm như thế nào xác định được kết cấu sản nghiệp thích hợp với tình hình thực tế của Văn Thành, làm như thế nào dẫn hướng các ngành nghề phát triển theo hướng chúng tôi kỳ vọng. Trưởng ban Triệu, tôi thật sự không quá chắc chắn. Diệp Khánh Xuyên nói rất thẳng và chân thành làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Một thị trưởng có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy trước mặt mình nói rõ đối phương tin tưởng mình. Anh không nên tự ti, anh là thị trưởng chứ không phải chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách, phòng nghiên cứu chính sách sẽ đưa ra quy hoạch khoa học hợp lý còn về phần xác lập kết cấu sản nghiệp thì tôi thấy cần rất thận trọng. Hơn nữa giai đoạn thăm dò cần phải nghe ý kiến các chuyên gia, đương nhiên cũng cần kết hợp tình hình thực tế. Tôi tin anh có thể tổng hợp các ý kiến rồi đưa ra thứ thuộc về mình.
Triệu Quốc Đống cũng biết vấn đề này một câu là khó nói rõ. Hắn không phải bí thư thị ủy Văn Thành, không thể nào có bình luận ở vấn đề này. Mặc dù là có chút đưa ra vài đề nghị nhưng chỉ có thể mang tính tham khảo. Chính thức quyết định còn cần Vi Văn Minh, Diệp Khánh Xuyên. Diệp Khánh Xuyên cũng thấy mình hơi thất thố, cũng may giọng điệu chân thành của Triệu Quốc Đống làm y được an ủi. Trưởng ban Triệu, tôi ghi nhớ lời ngài nói. Ôi, đôi khi tôi cảm thấy duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Đến đột nhiên, đi cũng nhanh. Lúc này Dương Bưu và Vi Văn Minh đã đi sang, nếu không Triệu Quốc Đống đúng là lo lắng Diệp Khánh Xuyên có thể nói ra lời gì khác không. Nằm trên giường mà Triệu Quốc Đống mãi không ngủ được, Diệp Khánh Xuyên đương nhiên không phải nói vu vơ, có lẽ bên trưởng ban thư ký tất truyền đến tin tức nên y mới nói vậy. Xem ra lời đồn mình có thể lên trên bộ trung ương không phải là vu vơ. Hai hôm trước qua tính gọi điện tới nói hình như phó thủ tướng Tiền lại đề cập mình với trưởng ban chứ. Nhưng phó thủ tướng có ý đồ gì thì bây giờ còn chưa biết. Qua tính không nói nhiều mà chỉ nói mình có thể phá vỡ quy tắc thông thường. Đúng thế, mình đến Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ mới gần năm, chính xác mà nói giờ mới tiến vào trạng thái, lại muốn điều chỉnh mình có lẽ không hợp quy tắc. Nhưng quy tắc vốn chính là để bị phá vỡ, thậm chí một bí thư thị ủy làm nửa năm bị điều chỉnh cũng có, tất cả phải theo quyết định của Trung ương. Nếu Trung ương cảm thấy mình về An Nguyên là thích hợp hơn vậy mình có thể về An Nguyên, nếu Trung ương thấy mình lên bộ rèn luyện tốt hơn thì lên Trung ương sẽ hợp logic. Chỉ cần là quyết định của Trung ương thì tất cả đều hợp lý. Về An Nguyên. Vậy kết quả tốt nhất mình sẽ làm bí thư thị ủy An Đô. Nhưng An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, bí thư thị ủy thường sẽ do phó bí thư tỉnh ủy kiêm nhiệm. Mình gần năm trước là thường vụ tỉnh ủy, một năm sau nhanh chóng lấy danh nghĩa phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên quay về. Vị trí còn xếp trên mấy thường vụ như Nhâm Vi Phong, Hàn Độ thì không ổn. Như vậy khả năng nhất chính là thay Nhâm Vi Phong, Hàn Độ. Hai người bọn họ sẽ có một lên làm phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô. Nhưng như vậy ý nghĩa mình về không lớn. Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu Trung ương nếu muốn điều chỉnh mình thì sẽ không đơn giản để mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ hoặc là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu như khả năng quay về An Nguyên không lớn, như vậy khả năng lên bộ lập tức lớn hơn. Phó Thủ tướng Tiền là Ủy viên Bộ Chính trị, còn là Phó Thủ tướng thường trực phụ trách quản lý tài chính, vật giá, vĩ mô, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, một loạt các bộ ban ngành quan trọng của Trung Quốc. Phạm vi y quản lý bao gồm cả nền kinh tế quốc dân, thêm cả tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường. Từ câu nói của Diệp Khánh Xuyên đã mơ hồ lộ ra vài tin tức. Nếu Phó Thủ tướng muốn điều chỉnh mình như vậy khả năng mình về An Nguyên là rất nhỏ, lớn nhất chính là đến một bộ do y phụ trách. Mà mình từ bộ năng lượng đi ra, muốn nói am hiểu nhất là ngành năng lượng, dây là ngành do Phó Thủ tướng Tô Giác Hoa phụ trách. Nói cách khác loại trừ khả năng về bộ năng lượng, như vậy mục tiêu đã khá rõ. Đương nhiên đây chỉ là mình tính toán, rốt cuộc có theo như vậy hay không cũng khó nói. Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được một vài tin đồn từ bên ngoài truyền tới. Nhiều chuyện nhìn như là vu vơ nhưng khi nó thành thật anh lại phát hiện là thực ra lời đồn rất có lý. Thời buổi này đúng là không để người ta được yên ổn. Triệu Quốc Đống nằm xuống giường thầm mắng. Mình mới đến Điền Nam chưa đầy năm đã có tin này, mặc kệ thật hay giả thì cũng là làm phiền người ta, khiến mình không tập trung được và ảnh hưởng đến công việc. Triệu Quốc Đống không biết người khác ở Điền Nam có nghe được tin về việc này hay không, đây không phải việc tốt. Mấy lời đồn này anh cũng không thể công khai thảo luận nếu không lại bị coi là thích lên chức. Tính toán qua thì Triệu Quốc Đống thấy mình từ bộ năng lượng xuống đã 4 năm. Đủ cảm giác ở Bắc Kinh vốn nghĩ đã quên bây giờ lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Bây giờ Nhược Đồng đã ở Bắc Kinh, nếu mình về Bắc Kinh cũng là lựa chọn tốt. Nếu như có thể làm việc ở ngành kinh tế thì cũng là cơ hội rèn luyện hiếm có, rất nhiều người mơ tưởng tiến vào ngành này là đủ biết sức hấp dẫn của nó. Nhưng đối với mình thì đó có phải là tốt nhất không? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện ngày mai để ngày mai sẽ thấy. Quyển 17 Chương 138. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy lần này có vài nội dung cần nghiên cứu, trong đó có quy hoạch phát triển kinh tế và đô thị của thành phố Côn Châu. Côn Châu là tỉnh thành của Điền Nam, từ ý nghĩa nào đó sự phát triển của nó ảnh hưởng đến cả hướng đi của nền kinh tế Điền Nam. Về vấn đề bố cục sản nghiệp kinh tế của Côn Châu thì các thường vụ có ý kiến khá khác nhau nhưng cuối cùng vẫn tập trung vào một điểm đó là ngành dịch vụ có thể chống đỡ sự phát triển của Côn Châu hay không. Có mang đến động lực phát triển lâu dài cho kinh tế Côn Châu không? Một số thường vụ lấy Đào Hòa Khiêm,
Tống Quốc Lương cầm đầu có quan điểm cho rằng GDP và kết cấu kinh tế của Côn Châu hiện nay chưa chính thức đạt đến trình độ toàn diện tiến vào ngành dịch vụ, cho rằng quy hoạch của thị ủy Côn Châu cần có điều chỉnh một cách thích hợp, tổng hợp cân nhắc nhu cầu phát triển ngành công nghiệp và xây dựng, cân đối kết cấu sản nghiệp, tránh cho Côn Châu thành không có trái tim. Tôn Tiến, Dương Bưu cũng có khuynh hướng theo quan điểm này. Hai người Hoàng Mộng Chân, Ngô Nguyên Tể lại cho rằng Côn Châu có vị trí địa lý đặc thù, có nhiều đồi núi, hồ nước, hoàn cảnh sinh thái tốt nhưng yếu, không nên phát triển ngành công nghiệp và xây dựng trên quy mô lớn mà cần có sự điều chỉnh thích hợp. Hai người cho rằng ngành dịch vụ Côn Châu chẳng những có cơ sở tốt đẹp, hơn nữa tương lai phát triển rộng lớn, ví dụ như ngành ăn nghỉ, rất nhiều ngành khác cũng đang phát triển với tốc độ cao, chỉ cần dẫn hướng chính xác là tạo thành hiệu ứng quy mô, ví dụ như ngành bất động sản, tài chính, bảo hiểm. Một ít ngành đi sau cũng có tiềm lực phát triển lớn, chỉ cần có chính sách ủng hộ là có thể bộc lộ xu thế phát triển, ví dụ như ngành văn hóa và triển lãm. Còn có các ngành nghề do mấy hạng mục giao thông công cộng chuẩn bị được khởi công khánh thành sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển từ trước đến nay chưa từng có. Phu như ngành vật tư, kho chứa, thương mại. Hoàng Mộng Chân còn đặc biệt đưa ra Côn Châu là trung tâm của ngành dịch vụ của Điền Nam, thậm chí cả khu vực Tây Nam thì sẽ có tác động tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp và xây dựng của các đô thị xung quanh. Tiến thêm một bước củng cố địa vị thành phố trung tâm của Điền Nam, thậm chí khu vực Tây Nam. Côn Châu từ khí hậu, hoàn cảnh sinh thái cùng với ưu thế về vị trí địa lý đều có xu thế thành trung tâm ngành dịch vụ của khu vực Tây Nam. Phát huy sở trường, bù khuyết điểm chính là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng sẽ mang lại rất nhiều ảnh hưởng mặt trái. Mọi người hẳn cũng chú ý đến hiện trạng Hồ Vân Trì. Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Côn Châu cùng với Tổng cục Bảo vệ Môi trường đã cùng nhau báo cáo lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, chính là vì muốn giải quyết hoàn cảnh càng lúc càng ác hóa của Hồ Vân Trì. Mà nguyên nhân chính của việc ô nhiễm là do sản xuất công nghiệp. Nếu như chúng ta vẫn muốn chọn phát triển ngành công nghiệp và xây dựng làm mục tiêu chính thì tôi cho rằng không quá thích hợp. Hoàng Mộng Chân khá giỏi ăn nói, làm bí thư thị ủy nên lúc nói chuyện vẫn giữ được khí thế và tiết tấu. Nhất là phối hợp với sự tự tin trên mặt cùng với động tác ưu nhã nên dễ dàng làm người khác tiếp nhận quan điểm của y. Đương nhiên đây chỉ là người bình thường, người trong phòng hội nghị này không ai có thể dễ dàng dùng miệng lưỡi thay đổi thái độ của bọn họ. Không lấy ra thứ có thể chính thức đả động suy nghĩ trong lòng của bọn họ thì đừng mơ. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn phải thừa nhận lời Hoàng Mộng Chân vẫn được một vài người tán thành. Về phần lo lắng của Chủ tịch Đào cùng Chủ tịch Tống thì tôi thấy chưa chắc. Nhìn từ số liệu thống kê 3 năm gần đây của Côn Châu, chúng ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ cao hơn ngành thứ nhất và ngành công nghiệp và xây dựng. Hơn nữa căn cứ tình hình tôi biết thì dân chúng Côn Châu khi lựa chọn ngành dịch vụ và ngành công nghiệp và xây dựng thì có khuynh hướng muốn phát triển ngành dịch vụ hơn. Giá trị gia tăng và thu hút sức lao động của ngành dịch vụ cao hơn nhiều so với ngành công nghiệp và xây dựng, điểm này là không thể bỏ qua, đặc biệt ở tình huống hiện nay khi người dân rất cần công ăn việc làm. Hoàng Mộng Chân biểu hiện rất tự nhiên dù bị Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương nhìn tới, thậm chí nụ cười trên mặt theo Tống Quốc Lương thấy đó là sự khiêu khích. Ở vấn đề này Đào Hòa Khiêm cùng Tống Quốc Lương khá nhất trí, cũng thắng được Tôn Tiến cùng Dương Bưu tán thành. Đặc biệt quan điểm của Dương Bưu rất nhất trí làm hai người Đào Hòa Khiêm, Tống Quốc Lương phấn chấn. Đây là lần đầu tiên người Thái hệ không đồng nhất ý kiến, mà Thái Chánh Dương vẫn duy trì thái độ trung lập khá quỷ dị. Quan điểm của trưởng ban Hoàng chỉ sợ là hơi có thành kiến. Tôi xin nói một chút, đầu tiên hoàn cảnh sinh thái Vân Trì bị ác hóa cũng không phải do sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm mà thành. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng oxy hóa nghiêm trọng, mà hiện tượng này có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là do nước thải sinh hoạt chưa được xử lý, ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa là công năng tuần hoàn của nước hồ không còn hoạt động. Muốn giải quyết vấn đề này thì điểm quan trọng chính là tập trung nước thải sinh hoạt. Làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, Tống Quốc Lương nắm giữ tin tức đương nhiên là phong phú hơn Hoàng Mộng Chân nhiều, lời nói cũng nhằm đúng chỗ yếu hại. Tống Quốc Lương không thèm để ý đến vẻ mặt đang trở lên khó coi của Hoàng Mộng Chân. Hơn nữa ngành công nghiệp và xây dựng cũng chính là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường như trưởng ban Hoàng nói, có phải thật sự ngành công nghiệp và xây dựng là thủ phạm chính không? Tôi cảm thấy không đúng. Tôi nhớ Côn Châu từng có một quy hoạch về phát triển ngành công nghiệp và xây dựng. Đưa ra tư tưởng phát triển ngành quang điện và công nghệ sinh học. Ngành công nghệ sinh học chẳng những là ngành có kỹ thuật cao, mà còn là ngành mới không gây ô nhiễm môi trường. Ngành quang điện cũng vậy, cũng là ngành gây ô nhiễm môi trường ở dạng thấp theo đánh giá của Tổng cục Bảo vệ Môi trường.
chúng ta có thể đến xem tình hình phát triển ở thị xã Ngọc Hà xem khu khai phát của thị xã này có ô nhiễm không? Không có, Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh đã phái người đến kiểm tra và tìm hiểu xem Ngọc Hà phát triển kinh tế có làm mất hoàn cảnh sinh thái không. Sự thật chứng minh bọn họ vẫn bảo vệ môi trường. Tống Quốc Lương nói rất có lý lẽ, so sánh với Hoàng Mộng Chân thì y nói có lý trí hơn. Chủ tịch Hòa Khiêm và tôi cùng nhất trí cho rằng ngành dịch vụ của Côn Châu đương nhiên muốn phát triển, hơn nữa phải phát triển nhanh và mạnh. Nhưng có nên vì phát triển ngành dịch vụ mà hoàn toàn vứt ngành công nghiệp và xây dựng vào tủ lạnh không? Chúng tôi cảm thấy được hai ngành này có thể xung đột, có thể tranh đoạt tài nguyên nhưng một thị ủy, ủy ban Côn Châu to như vậy có được tài nguyên hành chính lớn đến thế chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không biết cân bằng sao? Tôi không tin. Tôi phải nhắc một điểm Côn Châu đưa ra phát triển ngành bất động sản làm cơ sở, tôi cảm thấy rất mạo hiểm. Bây giờ ngành bất động sản tuy phát triển nhanh chóng nhưng giá nhà tăng cao cũng tạo áp lực rất lớn cho dân chúng, đồng thời cũng bị nhiều phê bình. Làm cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, chúng ta không thể chỉ chú ý đến phát triển kinh tế và thu tài chính. Áp lực cuộc sống của dân chúng ta cũng cần cân nhắc, nhất là áp lực sống của người dân có thu nhập thấp. Mọi người thử nghĩ xem Trung ương sau này có cân nhắc đến việc sẽ có chính sách với ngành bất động sản để giảm mâu thuẫn xã hội không? Tôi cảm thấy điểm này cần phải suy xét cẩn trọng. Một khi Trung ương đưa ra biện pháp giảm nhiệt ngành bất động sản thì có phải tạo thành nguy hại chết người với ngành dịch vụ Côn Châu không? Mấy vấn đề này chúng ta cần cân nhắc rõ ràng. Có chuẩn bị mà đến. Triệu Quốc Đống thầm thở dài một tiếng trong lòng. Hoàng Mộng Chân và Ngô Nguyên Tể vốn nghĩ Vương Liệt điều tới Ngọc Hà là cuộc tranh luận này sẽ dừng lại. Đâu có việc đơn giản thế, đối phương khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đương nhiên là phải gây sóng gió, ít nhất muốn cho toàn tỉnh thấy bọn họ đứng về phía dân chúng, qua đó giảm áp lực đang có của bọn họ. Tống Quốc Lương có thể bò lên vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng không phải là may mắn, có thể nói, có thể làm, hơn nữa ý nghĩ rõ ràng. Nếu so sánh thì Ngô Nguyên Tể tuy thừa nghị lực nhưng cân nhắc vấn đề không chu đáo. Thái Chánh Dương rất tự nhiên gật đầu vì hơi động tâm từ bài phát biểu của Tống Quốc Lương. Thái Chánh Dương cũng có chút nghi ngờ với quan điểm của Ngô Nguyên Tể. Phát triển ngành dịch vụ tuy là rất tốt đẹp nhưng cũng rất mạo hiểm. So sánh với ngành công nghiệp và xây dựng phát triển chắc từng bước thì ngành dịch vụ dễ làm người ta cảm thấy phù phiếm. Ví dụ như ngành tài chính mặc dù làm người ta phấn chấn nhưng Côn Châu không có sức cạnh tranh với Thành Đô, Trùng Khánh. Triệu Quốc Đống cũng từng nói chuyện với Thái Chánh Dương về việc này. Từ phát triển ngành tài chính hiện nay thì cũng dựa nhiều vào tổng GDP kinh tế một nơi làm cơ sở. Tổng GDP của Điền Nam đương nhiên không thể so sánh với tỉnh Xuyên, mà Trùng Khánh là thành phố trực thuộc Trung ương thì càng có ưu thế trời ban. Lại ví dụ ngành văn hóa, thể thao cũng là ngành mới phát triển, Côn Châu có ưu thế nhưng trụ cột phát triển kém, muốn phát triển cũng là một quá trình chứ không phải thoáng cái xong ngay. Trước khi cuộc họp diễn ra Thái Chánh Dương đã hỏi ý kiến Triệu Quốc Đống. Ý kiến của Triệu Quốc Đống khá mơ hồ đồng ý quan điểm của Ngô Nguyên Tể nhưng cũng nói quy hoạch của Côn Châu cần phải chỉnh sửa, nhất là quy hoạch ngành công nghiệp và xây dựng thì Côn Châu rõ ràng còn yếu kém. Quyển 17, chương 139. Ngoài ra tôi còn có một vấn đề, tôi cũng phải nhắc các vị đang ngồi đây thì hình như chưa có một thành phố nào phát triển ngành dịch vụ mà không dựa trên trụ cột là ngành công nghiệp và xây dựng, thiếu trụ cột này tôi cảm thấy ngành dịch vụ như một tòa nhà trên không. Có thể tôi nói có vài vị không thích nghe nhưng vừa nãy Bí thư Chánh Dương cũng đã nói sự phát triển của Côn Châu liên quan đến toàn bộ cục diện Điền Nam chúng ta. Cho nên tôi không thể không nói lời mọi người không thích nghe. Tống Quốc Lương vẫn rất ung dung nói. Tống Quốc Lương nói một vòng là khiến phương án quy hoạch đô thị của Ngô Nguyên Tể thoáng cái bị chia cắt, lộ ra rất nhiều sơ hở, hơn nữa đều là vấn đề mang tính chết người. Không thể không nói lời của Tống Quốc Lương rất có sức sát thương, ngay cả thương vô bệnh. Vệ Cơ Thành cũng đều âm thầm gật đầu, cho rằng Tống Quốc Lương nói chính xác, nói đúng chỗ yếu của kinh tế Côn Châu. Mặt Hoàng Mộng Chân hơi nóng lên, Ngô Nguyên Tể tuy không đổi sắc nhưng trong lòng khá nôn nóng. Đây là lần thứ hai y tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tư tưởng đưa ra nếu toàn bộ bị chối bỏ nếu truyền ra thì Trì Trọng Văn và Đinh Hoa sẽ có thái độ như thế nào. Không khí cuộc họp trở nên đình trệ, Ngô Nguyên Tể lặng lẽ hút thuốc. Dương Bưu muốn nói lại thôi. Tống Quốc Lương đẩy mâu thuẫn lên không khác gì vứt mồi lửa vào đám cỏ khô. Ở vấn đề này nếu như không thể có ý kiến chung thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược quy hoạch phát triển của Côn Châu. Thái Chánh Dương thật ra có vẻ khá thản nhiên như thấy được tình huống này sẽ xảy ra. Y cười nói. Quốc Lương nói rất sắc bén nhưng lại làm chúng ta tỉnh ngộ.
Côn Châu là tỉnh thành của Điền Nam chúng ta, định vị của nó quan hệ đến đại cuộc toàn tỉnh. Nói cách khác không thể đơn giản chỉ nhìn từ góc độ bản thân Côn Châu, mà phải xem sự phát triển của nó ảnh hưởng đến với sự phát triển của các thị xã trong toàn tỉnh, phải phát huy tác dụng đầy đủ của tỉnh thành. Mọi người đều có thể có ý kiến của mình, tôi thấy cần phải thảo luận đến mức thấu đáo sẽ có lợi cho phương hướng phát triển của Côn Châu. Triệu Quốc Đống cảm nhận được Thái Chánh Dương đang nhìn tới mình, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra vẫn là mình đứng ra giúp Ngô Nguyên Tể một phen. Mình sớm đã nhắc Ngô Nguyên Tể cần phải tiếp thu ý kiến của Trì Trọng Văn và Đinh Hoa trong quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế, thích hợp điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp và xây dựng nhưng đối phương không tiếp nhận. Ngô Nguyên Tể quá cố chấp cũng quá tự tin, ý tưởng mình có thể nắm giữ thị ủy Côn Châu trong tay, cảm thấy có thể được Thái Chánh Dương ủng hộ là sẽ thuận buồm xuôi gió ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Nếu không ngã một lần thì tên này sẽ không biết nước trên tỉnh sâu hay nông như thế nào. Triệu Quốc Đống đặt bút xuống, động tác nhìn như rất bình thường này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả các thường vụ. Trong hội nghị hôm nay Triệu Quốc Đống vẫn không lên tiếng, chỉ xoay xoay chiếc bút trong tay hoặc cúi đầu viết lách, hoặc là trầm ngâm suy nghĩ nhưng mãi không có dấu hiệu lên tiếng cho tới tận lúc này. Không ai có thể bỏ qua trưởng ban tổ chức cán bộ. Mặc dù là ở vấn đề kinh tế thì cũng không ai dám xem nhẹ hắn vốn từng làm bí thư thị ủy thị xã 2 năm liền đứng đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Vinh quang này đủ để cho Triệu Quốc Đống có quyền lên tiếng dù ở bất cứ vị trí nào. Bí thư Chánh Dương, tôi muốn trình bày quan điểm của mình một chút. Triệu Quốc Đống mở màn luôn đơn giản như vậy. Nói đi, cậu không chủ động lên tiếng thì tôi cũng điểm danh cậu. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều muốn nghe ý kiến của cậu. Thái Chánh Dương cười nói. Vậy tôi xin nói, như Bí thư Chánh Dương vừa nói, sự phát triển của Côn Châu không đơn giản chỉ quan hệ đến bản thân Côn Châu, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ cao hơn. Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ suy nghĩ trên mặt. Không biết mọi người có chú ý đến việc quốc gia liên tục đưa ra tư tưởng quy hoạch phát triển đô thị vành đai, ví dụ như vành đai Trường Chu Đàm, ví dụ như khu kinh tế Thành Du. Nói cách khác theo quá trình đô thị hóa diễn ra nên giới hạn hành chính giữa các đô thị sẽ không ngừng trở nên mơ hồ và biến mất. Do đường cao tốc và quỹ đạo giao thông đô thị phát triển nên khoảng cách ngày xưa mất mấy tiếng bây giờ chỉ cần nửa tiếng tới một tiếng là đến. Cảnh này khiến sự liên lạc giữa các đô thị trở nên dày đặc hơn, cũng có thể lớn nhất thực hiện việc tài nguyên cùng hưởng. Theo thời đại phát triển nhất là chứng kiến đô thị của các tỉnh xung quanh đều có quy hoạch rõ ràng thậm chí bay lên tầm quốc gia thì Điền Nam chúng ta nên làm sao bây giờ? Triệu Quốc Đống từ tốn nói, tôi cảm thấy chúng ta còn chưa có quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế rõ ràng của tỉnh thành, ngay cả toàn tỉnh cũng không có một phương án rõ ràng vậy Côn Châu làm như thế nào để định vị chính mình. Nếu như Côn Châu xác định định vị của mình thì có phải là làm cho quy hoạch phát triển kinh tế các đô thị toàn tỉnh vây quanh sự định vị của Côn Châu không? Đây có mang tiếng là đoạt quyền của tỉnh không? Triệu Quốc Đống nói vậy làm cả hiện trường trở nên yên tĩnh. Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương không khác gì bị tát vào mặt. Triệu Quốc Đống dùng chiêu vây ngụy cứu triệu này thoáng cái cứu vớt phương án của Ngô Nguyên Tể bên bờ vực lại. Đây không đơn giản là vấn đề phương án mà còn cứu vớt danh tiếng của Ngô Nguyên Tể. Có lẽ có người cảm thấy tôi nói hơi quá, trên tỉnh sao lại không có quy hoạch. Tôi muốn nói chính là kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, mọi người có cảm thấy áp lực từ sự phát triển nhanh chóng của đô thị xung quanh chúng ta không? Vành đai đô thị Trường Chu Đàm thông qua hệ thống đường cao tốc mà kết nối, thực hiện việc hỗ trợ lẫn nhau. Điền Nam chúng ta cũng không thiếu ưu thế thì đã làm ra được gì như các đô thị kia. Ít nhất tôi không thấy gì. Triệu Quốc Đống đã lâu không nói những câu sắc bén như vậy, không khí hội nghị gần như thoáng cái bị bùng nổ vì lời nói của hắn. Không cần nhìn bản đồ, mọi người có thể suy nghĩ một chút. Trọng tâm kinh tế của Điền Nam chúng ta là ở Điền Trung, mà trung tâm Điền Trung lại là Côn Châu. Lấy Côn Châu làm trung tâm đi về phía đông là Khúc Châu, đứng thứ hai về kinh tế, hướng nam là Ngọc Hà đứng thứ ba về kinh tế, hướng tây là Sở Châu. Ba đô thị này cách Côn Châu chỉ trong vòng 150 km đổ lại. Đường sắt cao tốc, đường cao tốc không ngừng được xây dựng thì nói cách khác ba đô thị này nếu thông qua đường cao tốc, đường sắt cao tốc liên lạc lại thì về cơ bản từ ba đô thị này đến Côn Châu chỉ mất từ nửa tiếng đến một tiếng. Căn cứ số liệu kinh tế năm ngoái tôi cũng tính toán qua tổng GDP của bốn thành phố thị xã này chiếm trên 60% GDP toàn tỉnh. Tỉnh Tương có vành đai đô thị Trường Chu Đàm, Tứ Xuyên có khu kinh tế Thành Du, như vậy Điền Nam chúng ta tại sao không có vành đai đô thị Điền Trung hoặc là khu kinh tế đô thị Điền Trung? Nếu như đường cao tốc và đường sắt cao tốc thật sự có thể bao trùm ba đô thị kia,
như vậy có thể coi như bốn thành phố thị xã là một thể, như vậy Côn Châu cần định vị như thế nào? Khúc Châu phía đông là thị xã có kinh tế lớn thứ hai Điền Nam, ngành sản xuất công nghiệp đầy đủ, thuốc lá, than đá, điện lực, cơ giới, hóa công, luyện kim đều có ưu thế đặc biệt, nó cần chính là ưu hóa hơn nữa, thực hiện phát triển lớn mạnh. Ngọc Hà ở phía nam có sản xuất thuốc lá làm gốc, ngành quang điện, công nghệ sinh học là hai cánh để bay lên bây giờ cũng đã có quy mô bước đầu, mấy năm sau ngành công nghệ sinh học và quang điện chắc chắn nghênh đón thời kỳ phát triển rất nhanh, Ngọc Hà sẽ trở thành thành phố công nghiệp mới của Điền Nam. Sở Châu phía tây có quy mô nhất định ở các ngành luyện kim hóa công, chế dược, thực phẩm, năng lượng, là thành phố công nghiệp điển hình. Nói cách khác ba đô thị xung quanh đều lấy ngành công nghiệp và xây dựng làm trụ cột phát triển. Vậy Côn Châu cần định vị như thế nào? Cao, quá cao, Ngô Nguyên Tể thầm kêu như vậy. Triệu Quốc Đống giải vây làm y có thể thở phào nhẹ nhõm, xảo diệu công kích đối phương, làm cho Đào Hòa Khiêm và Tống Quốc Lương khó có thể biện bạch, đồng thời Triệu Quốc Đống cũng dần đẩy quả bóng của Côn Châu sang bên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm Ngô Nguyên Tể cảm thấy chênh lệch. Người ta căn bản không đứng ở góc độ Côn Châu mà nhìn nhận vấn đề, mà đứng ở góc độ Điền Nam thậm chí cả nước để nhìn nhận sự phát triển của Điền Nam. Côn Châu chỉ là một điểm trong đó, điểm này sao mình không nghĩ đến. Các thường vụ đều bị lời nói của Triệu Quốc Đống hấp dẫn, rất nhiều người vô thức điều chỉnh góc độ đánh giá vấn đề của mình theo lối suy nghĩ của Triệu Quốc Đống, hoàn toàn hôm nay chủ yếu thảo luận vấn đề của Côn Châu. Nếu như để Côn Châu cũng phát triển ngành công nghiệp và xây dựng như Ngọc Hà, Khúc Châu. Như vậy thứ nhất hoàn cảnh địa lý và ưu thế sinh thái của Côn Châu sẽ bị lãng phí. Thứ hai cũng sẽ chèn ép không gian phát triển của các đô thị khác. Thứ ba cũng có thể nói Côn Châu mất đi đặc sắc của mình. Có thể nói cái được không bù nổi cái mất, tôi không đồng ý. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Điểm sáng và phương hướng phát triển của Côn Châu phải là ngành dịch vụ, cũng chỉ có thể là ngành dịch vụ. Quyển 17, chương 140. Không khí hội nghị trở nên yên tĩnh nhưng không khí lại khác lúc trước. Nó chỉ hơi thoáng dừng lại trong giây lát rồi các thường vụ bắt đầu lên tiếng thảo luận hoặc trao đổi với người ngồi bên mình. Thái độ của Triệu Quốc Đống mặc dù giống Ngô Nguyên Tể là chủ trương phát triển ngành dịch vụ ở Côn Châu nhưng ý đồ không hoàn toàn là cân nhắc vấn đề từ Côn Châu, mà là đứng ở góc độ toàn tỉnh nhất là nhét Khúc Châu, Ngọc Hà cùng Sở Châu vào hệ thống kinh tế Điền Trung. Mà Côn Châu có địa vị quan trọng nhất ở trung tâm Điền Trung, muốn lấy ngành công nghiệp và xây dựng của ba thị xã Khúc Châu, Ngọc Hà cùng Sở Châu làm trụ cột phát triển ngành dịch vụ của Côn Châu. Mà phát triển ngành dịch vụ ở Côn Châu cũng là phục vụ thể chế kinh tế toàn Điền Trung. Như vậy sẽ hòa hợp Côn Châu cùng kinh tế ba thị xã Khúc Châu, Ngọc Hà cùng Sở Châu làm một thể, đồng thời làm lộ rõ tính đặc thù của Côn Châu, có thể nói là rất có ý nghĩa. Trưởng Ban Triệu, ý của anh là muốn cho Côn Châu phát triển kinh tế nhảy ra khỏi vòng tròn Côn Châu, mà nên có định vị cho Điền Trung thậm chí toàn tỉnh. Ý tưởng này thì tốt nếu có thể thực hiện toàn thể hóa kinh tế bốn thành phố, thị xã đúng là làm cho mỗi nơi có thể phát huy sở trường, bù đắp sở đoàn. Cũng có thể làm lộ rõ tác dụng trung tâm kinh tế của Côn Châu. Nhưng anh có cân nhắc đến Ngọc Hà gần Côn Châu cũng là cách 100 km, mà Khúc Châu cùng Sở Châu xa hơn trong khoảng 150 km. Khoảng cách xa như vậy có điểm khác so với vành đai đô thị Trường Chu Đàm. Ở tình hình giao thông hiện nay muốn rút ngắn thời gian về khoảng cách giữa các đô thị này đúng là rất khó khăn. Tôn Tiến là người lên tiếng đầu tiên. Triệu Quốc Đống quả thật muốn cảm ơn câu hỏi này của Tôn Tiến. Đây đúng là câu hỏi của tất cả mọi người, cũng là vấn đề hắn muốn trả lời. Có thể chúng ta bây giờ cảm thấy khoảng cách 100 km hoặc 150 km là rất xa xôi. Nhưng nếu như Côn Châu đến Khúc Châu, Ngọc Hà cùng Sở Châu có đường sắt cao tốc thì thời gian đến bất cứ đô thị nào cũng chỉ từ 30 đến 40 phút. Mà nếu như tôi đoán không sai theo quá trình đô thị hóa tiến hành nhanh hơn thì tốc độ đường sắt cao tốc cũng được đẩy lên cao. Khi đó tốc độ loại hình giao thông này sẽ có thể đạt đến 350 km một giờ, thấp nhất cũng là trên 250 km. Nói cách khác giữa các đô thị liên lạc với nhau chỉ trong vòng một tiếng Côn Châu nằm ở vị trí trung tâm đến ba đô thị kia chỉ cần nửa tiếng. Đến lúc ấy sự dung hợp giữa các đô thị sẽ nhanh hơn, mà Côn Châu sẽ tuyệt đối thành trung tâm của Điền Nam chúng ta. Triệu Quốc Đống hơi dừng một chút sau đó nói. Chúng ta là thường vụ tỉnh ủy nên tôi cảm thấy ở vấn đề phát triển cần phải có suy nghĩ đi trước thời đại, đây không phải mơ mộng hão huyền mà cần phải có bố cục đi trước để tránh cho sau này làm ảnh hưởng đến sự phát triển, có thể giúp công việc của chúng ta sau này được chủ động. Đương nhiên Chủ tịch Quốc Lương nhắc tới ngành bất động sản phát triển quá nóng có thể sẽ bị Trung ương đưa ra chính sách kiềm chế,
cùng với việc thích hợp phát triển ngành công nghiệp và xây dựng thì tôi cũng khá đồng ý. Ngành bất động sản hiện nay đã bắt đầu được liệt vào sản nghiệp trụ cột nhưng mang đến rất nhiều vấn đề xã hội. Nhưng phát triển ngành bất động sản đúng là có thể kéo kinh tế phát triển, như vậy chúng ta làm như thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Có phải là phát triển mạnh ngành dịch vụ mà hoàn toàn bỏ qua ngành công nghiệp và xây dựng? Tôi cảm thấy điểm này cần cẩn thận nghiên cứu. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy cuối cùng đã kết thúc, được Triệu Quốc Đống ngăn sóng giữ nên quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế Côn Châu do thị ủy Côn Châu trình lên đã được thông qua. Thái Chánh Dương lúc tổng kết đã rõ ràng nhấn mạnh Côn Châu xác định ngành dịch vụ làm phương hướng phát triển chủ đạo là chính xác nhưng cần phải hợp lý cân nhắc phát triển ngành công nghiệp và xây dựng, đồng thời cũng giảm bớt áp lực nhà ở cho dân chúng. Đồng thời Thái Chánh Dương cũng yêu cầu văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy cùng thị ủy Côn Châu cần phải đưa ra phương án giải quyết hai vấn đề này. Vào văn phòng Thái Chánh Dương, Thương Vô Bệnh không nhịn được khen Triệu Quốc Đống. Quốc Đống không hổ xuất thân kinh tế. Hôm nay nếu không phải anh đứng ra thì phương án nhất định không được thông qua, uy tín của lão Ngô sẽ mất, ngay cả bí thư Chánh Dương cũng bị ảnh hưởng. Tôi phải thừa nhận ngay cả tôi cũng không đứng ở góc độ cao như vậy mà nhìn nhận sự phát triển của Côn Châu. Trưởng ban thư ký Thương đừng khen tôi quá như vậy, chút suy nghĩ này của tôi anh còn không biết. Tôi cũng chỉ là bị tình hình phát triển của các đô thị xung quanh ảnh hưởng mà thôi. Mặc dù khoảng cách giữa Côn Châu cùng ba đô thị kia khá xa nhưng theo phương tiện giao thông phát triển cực nhanh thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa khoảng cách xa cũng có nghĩa không gian phát triển lớn hơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ồ, bí thư Chánh Dương không có ở đây. Chờ chút, bí thư bảo tôi nói anh chờ chút, bí thư đi gặp khách rất nhanh sẽ về. Thương Vô Bệnh nói. Ngồi đi, Tiểu Đường, lấy chén chúc Diệp Thanh cho trưởng ban Triệu. Đường Ngạn Phong rất ân cần mang trà lên, mặc dù không biết tình hình hội nghị thường vụ tỉnh ủy là như thế nào nhưng từ vẻ mặt của Thương Vô Bệnh là y biết hôm nay có long tranh hổ đấu. Cảm ơn, Ngạn Phong, nghe trưởng ban thư ký nói sang năm anh sẽ lên trường đảng tỉnh học. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Nắm bắt cơ hội này cho tốt. Cảm ơn trưởng ban Triệu quan tâm, đây đều là do trưởng ban thư ký quan tâm nên tôi mới có cơ hội này. Đường Ngạn Phong hơi cúi người nói. Đừng ra vẻ cẩn thận như vậy, ngồi đi, bí thư Chánh Dương không có ở đây, anh còn khách khí với chúng tôi như vậy làm gì? Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói. Trưởng ban thư ký, có nghe không, Ngạn Phong cảm ơn anh và tôi quan tâm và quan tâm cũng là khác nhau đó. Hắc hắc, anh ghen tị à? Thương Vô Bệnh trêu chọc. Nếu không Ngạn Phong học xong thì đến ban anh làm. Vậy thì quá tốt rồi. Nhân tài như vậy thì ban tổ chức cán bộ chúng tôi sẽ mở rộng cửa ra chào, chỉ sợ trưởng ban thư ký không nỡ. Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Chẳng qua tôi thật ra thấy Ngạn Phong ở trên cơ quan quá lâu, nếu có thể thì tôi đề nghị xuống cơ sở rèn luyện sẽ lợi cho sự trưởng thành hơn. Mắt Đường Ngạn Phong sáng lên, y vô thức nhìn Thương Vô Bệnh. Nhìn kìa, anh nói không phải gãi đúng chỗ ngứa của Ngạn Phong sao? Thương Vô Bệnh rất tùy ý nói. Ừ. Chẳng qua tôi cũng thấy đề nghị của anh rất được. Để đến lúc ấy rồi xem, Nius bí thư Chánh Dương cũng đồng ý thì nhờ ban anh bố trí chút. Trưởng ban thư ký an bài tôi có thể không làm sao. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ngạn Phong vẫn chưa xuống cơ sở rèn luyện, đó là khuyết điểm. Đến cơ sở thì anh mới có thể cảm nhận được công việc thực sự. Cảm ơn trưởng ban Triệu quan tâm. Đường Ngạn Phong rất chân thành nói. Đường Ngạn Phong bây giờ là thư ký cấp huyện. Học xong nếu có chức thích hợp thì có lẽ lên làm được phó thị trưởng hoặc thường vụ thị ủy. Nếu bắt được cơ hội lúc Thái Chánh Dương còn làm ở Điền Nam thì có lẽ giải quyết được cấp bậc giám đốc sở. Đương nhiên việc này phải xem khả năng Thái Chánh Dương ở Điền Nam bao lâu. Triệu Quốc Đống vẫn luôn là tấm gương trong mắt Đường Ngạn Phong. Người này tuổi tương đương mình mà đã là cán bộ cấp phó tỉnh, làm rất tốt. Có lời đồn Triệu Quốc Đống có lẽ không lâu nữa sẽ lên Bắc Kinh nhận chức. Mặc dù sếp không đề cập qua nhưng theo Đường Ngạn Phong quan sát thì sếp rất để ý hướng đi của Triệu Quốc Đống. Đây không chỉ đơn giản là do quan hệ mật thiết giữa hai người mà còn có vẻ sếp mất một cánh tay. Lần này đến trường đảng học cũng là do sếp an bài. Học 3 tháng sẽ được đề bạt, Triệu Quốc Đống và Thương Vô Bệnh đợi nửa tiếng thì Thái Chánh Dương mới về. Thái Chánh Dương lưu hai người lại bàn về vấn đề an bài hai hội trong năm mới, mặc dù không phải năm diễn ra đại hội đảng. Cũng không có tuyển cử nhưng quy hoạch 5 năm lần thứ 11 của Điền Nam về cơ bản đã được định hình, cũng sẽ trưng cầu ý kiến của hai hội rồi đưa ra nghị quyết. Ba người đưa ra ý kiến sơ bộ về hai hội nghị,
Thái Chánh Dương kiêm chức chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Điền Nam, bên này xác định cũng cần an bài tiến hành giao tiếp với hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân và bên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Thái Chánh Dương bảo hai người ở lại ăn cơm nhưng Triệu Quốc Đống và Thương Vô Bệnh đều lấy lý do từ chối. Ăn cơm với Thái Chánh Dương tuy là ân sủng với cán bộ bên dưới nhưng không có bao ý nghĩa với hai người Triệu Quốc Đống, Thương Vô Bệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.